Kiều Như Long đương nhiên có thể nghe ra đại bá tại gõ mình, hiện tại đại bá trong lòng hắn hình tượng đã hoàn toàn sụp đổ, Kiều Như Long là cố ý vô dụng người chứ, hắn cho rằng đại bá đã không đáng mình tôn trọng, đánh ta cái tát. Ngươi xứng sao? Kiều Như Long nói, gia gia có hay không phạt qua ngươi a? Kiều Viễn Giang nói, ta một mực cẩn thận. Kiều Như Long ha ha cười lạnh nói, cái kia ngược lại là, cha ta ở phương diện này có thể không sánh bằng ngươi. Kiều Viễn Giang thở dài nói, Như Long, xem ra ngươi đối ta có chỗ hiểu lầm a, chuyện của ngươi ta đã sớm rõ ràng, sở dĩ bị bộc ra cũng không phải là bởi vì ta, mà là ngươi ra tai nạn xe cộ, không nên đem người khác cũng làm thành đồ đần, chỉ muốn người ta chịu cha, bí mật của ngươi căn bản là ẩn giấu không được, mặc dù ngươi không thích nghe, nhưng ta vẫn còn muốn nói, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Kiều Như Long nói, ngươi tự mình cùng Đường Kinh Vĩ rất thân cận a. Kiều Viễn Giang nói, mấy chục năm giao tình, kỳ thật ta vẫn luôn đang khuyên ngươi, người trẻ tuổi làm việc không muốn phong mang tất lộ, mọi thứ phải hiểu được lưu ba phần chỗ trống, ngươi gần nhất gặp nhiều chuyện như vậy, không phải tình cờ. Kiều Như Long nói, ngươi đang giáo huấn ta. Kiều Viễn Giang nói, ngươi vẫn là xem như thiện ý nhắc nhở đi, nhất cử nhất động của ngươi đều không phải là hành vi cá nhân, sẽ ảnh hưởng đến chúng ta Kiều gia tất cả mọi người. Kiều Như Long nói, ngươi thật đúng là sẽ chụp mũ. Ta sự tình nhưng không ảnh hưởng tới ngươi. Kiều Viễn Giang nói, người giọng nói chuyện thật giống cha ngươi, đáng tiếc a, đầu óc của ngươi so ra kém hắn. Kiều Như Long hai mắt bên trong bắn ra một chút tức giận quang mang, bất quá hắn khống chế được cảm xúc không có phát tác. Kiều Viễn Giang tiếp tục nói, có rất ít người có thể so với bên trên hắn, đáng tiếc hắn quá ưu tú, cây cao chịu gió lớn, vận mệnh đối với hắn có chút bất công. Kiều Như Long nói, nếu như ưu tú cái kia là ngươi, cha ta có lẽ sẽ không gánh vác nhiều như vậy trách nhiệm. Kiều Viễn Giang nở nụ cười, gia gia ngươi từ vừa mới bắt đầu liền nhìn lầm, tướng Kiều gia hy vọng ký thác ở trên người của ngươi là sai lầm. Kiều Như Long nói, khó trách gia gia một mực đều không thích ngươi. Kiều Viễn Giang nói, hắn cũng không thích ngươi. Nói xong câu đó, hắn đứng dậy, Như Long, chớ cho mình áp lực quá lớn, chúng ta a cũng không so người khác cao quý, sinh ra cũng không có đeo cái gì nhất định phải song thành sứ mệnh. Kiều Như Long nói, ngươi có phải hay không có nhược điểm gì bị người ta nắm ở trong tay rồi? Kiều Viễn Giang nói, ngươi sống cả một đời, kiểu gì cũng sẽ miễn cưỡng tự mình làm một chút chuyện không muốn làm, báo ân, báo thù là thiên hạ nhất chuyện nhàm chán, ta vốn cho rằng ngươi nhặt về một cái mạng sẽ sống đến thông thấu một chút, nhưng hiện tại xem ra, ngươi thật giống như còn không bằng đi qua minh bạch. Kiều Viễn Giang đi, Kiều Như Long lại lâm vào lâu dài trong trầm tư. Hắn cảm giác hành vi của mình gần đây thật có chút vấn đề, nhưng nội tâm của hắn lại nói với mình, hắn không thể giống đại bá dạng này còn sống. Tề Sảng nhìn qua trên giường nhỏ nhi tử, trong lòng tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn, nàng thực sự không dám suy nghĩ chuyện xảy ra tối hôm qua, nếu như phụ thân cùng Kiều Như Long đến chậm một bước nữa, thật không biết sẽ phát sinh thật sao. Kiều Như Long vừa mới gọi điện thoại tới, hỏi thăm một chút sóc tình trạng, hắn biểu thị mình bây giờ không tiện lộ diện. Để Tề Sảng nhiều vất vả một chút, chờ nhi tử khôi phục khỏe mạnh, liền lập tức trở về Hương Giang. Tề Sảng càng phát ra hoài nghi cái kia phấn đấu quên mình cứu bọn họ mẹ con đến cùng có phải hay không Kiều Như Long, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tề Sảng khẳng định cho rằng là một người khác. Phan Thiên Hóa từ bên ngoài rón rén đi đến, trong tay mang theo rất nhiều dinh dưỡng phẩm. Tề Sảng đứng dậy tiếp nhận, Phan Thiên Hóa đi vào bên giường, ánh mắt hiền hòa nhìn qua bảo bối ngoại tôn, trong lòng ấm áp vô cùng. Nhìn thấy ngoại tôn bình an vô sự, hắn phát ra từ phế phủ cảm thấy hạnh phúc. Tề Sảng nhỏ giọng nói, mới vừa ngủ, nàng chỉ phía ngoài ban công. Hai cha con đi vào trên ban công, đóng cửa phòng, cách cửa sổ nhìn xem rót, bọn hắn đều không muốn hài tử rời đi tầm mắt của mình. Phan Thiên Hóa thấp giọng nói, hắn nói thế nào? Tề Sảng cắn môi một cái, để cho ta mau chóng trở về Hương Giang, về sau đều không nên quay lại. Phan Thiên Hóa kỳ thật đã sớm đoán được, nhưng từ nữ nhi miệng bên trong nói ra, trong lòng vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Tề Sảng nói, lần này là ta thiện tự làm chủ, chọc tới phiền toái lớn như vậy. Phan Thiên Hóa nói, ngươi không cần sống được như thế hèn mọn, coi như không có hắn, ta cũng có thể bảo hộ hai mẹ con nhà ngươi sinh hoạt. Hắn một mực là người kiêu ngạo, sở dĩ tại Kiều Như Long trước mặt biểu hiện được hèn mọn, không chỉ là bởi vì Kiều gia bối cảnh, càng là vì nữ nhi hạnh phúc. Không phải hắn cũng không sẽ như thế ẩn nhẫn. Tề Sảng nói, hắn cũng có hắn khó xử, lần này hắn vì chúng ta đã làm rất nhiều.
Phan Thiên Hóa nhìn qua nữ nhi nói, ngươi cảm thấy, cứu các ngươi chính là hắn. Tề Sảng không có trả lời, nàng cảm thấy không phải, nếu thật là Kiều Như Long, kia nàng đối cái này cái nam nhân cũng thật không thể giải thích. Phan Thiên Hóa nói, hắn tối hôm qua liền không có đi qua Minh Thang Sơn. Tề Sảng nói, đêm đó ta đánh trước ngươi cùng điện thoại của hắn, đều không có đả thông, nhưng trong lúc vô tình bấm một người dãy số. Nàng ngẩng đầu, nhỏ giọng nói, Hứa Thuần Lương. Phan Thiên Hóa trong lòng hơi động, một lát sau trầm giọng nói, ta sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này. Tề Sảng nói, cha, vì ta cùng Gióc, người phải thật tốt bảo trọng. Phan Thiên Hóa nhẹ gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ an bài máy bay thuê bao đem các ngươi đưa trở về sau các ngươi thật không muốn trở lại nữa. Trải qua chuyện này, hắn thấy rõ một sự thật, Kiều gia so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm vô tình, nữ nhi cũng hẳn là có rõ ràng cảm ngộ, không phải nàng cũng sẽ không như vậy nói. Hoa Trục Nguyệt tại Nam Giang viện tử có một bộ phòng ở, náo bên trong lấy tính, vị trí tuyệt hảo. Tô Tình tới trước trong chốc lát, đi theo Hoa Trục Nguyệt đi thăm phòng ốc của nàng, cảm khái nói, đi qua ta liền nghe nói hoàn cảnh nơi này đặc biệt tốt, hôm nay mới tính chân chính kiến thức đến Nam Giang đỉnh cấp hào trạch. Hoa Trục Nguyệt cười nói, nơi này vẫn còn không tính là đỉnh cấp, ta mua đến sớm, lúc ấy còn không tính quý. Tô Tình nói, trong miệng ngươi không đắt lắm, đã là chúng ta loại này làm công người cả một đời mong muốn mà không thể thành thiên văn sổ tự. Hoa Trục Nguyệt nói, lấy điều kiện của ngươi, muốn có được dạng này bất động sản cũng không khó khăn. Tô Tình hiểu lầm nàng ý tứ, lạnh nhạt nói, ta cũng không truy cầu xa hoa sinh hoạt, an an ổn ổn làm việc, chân thật làm người liền tốt. Hoa Trục Nguyệt khanh khách nở nụ cười, Tô Tình, người nghĩ đi nơi nào? Ý tứ của ta đó là, suy tính một chút ký hẹn chúng ta tân tinh giải trí, ta đương quản lý của ngươi người, cam đoan có thể trong thời gian ngắn nhất đưa ngươi chế tạo trở thành trong nước một tuyến tiểu hoa. Tô Tình nói, ta đối truyền hình điện ảnh vòng hứng thú không lớn. Hoa Trục Nguyệt nói, chớ nóng vội từ chối ta, ngươi có thể cân nhắc một đoạn thời gian, ta đem công ty của chúng ta phát triển kế hoạch nói cho ngươi, mới truyền cho ngươi mấy cái vở. Ngươi xem qua lại nói. Lúc này Hứa Thuần Lương đến. Hoa Trục Nguyệt nói, Hứa Thuần Lương, ngươi nhưng tới chậm dòng dã 20 phút. Hứa Thuần Lương cười khổ nói, cảnh sát cho mời, ta phối hợp điều tra. Tô Tình ân cần nói, ngươi lại gặp rắc rối rồi. Hoa Trục Nguyệt khen, cái này lại chữ dùng đến tốt. Hoa Trục Nguyệt để bọn hắn đi trước phòng khách uống trà, bảo mẫu tới hướng Hoa Trục Nguyệt báo cáo buổi trưa đồ ăn. Hứa Thuần Lương lại nói mình muốn ăn Tô Tình làm đồ ăn, Tô Tình ngựa bên trên biểu thị muốn đích thân xuống bếp. Hoa Trục Nguyệt nhưng nhìn ra Hứa Thuần Lương là đang cố ý đẩy ra Tô Tình, chờ Tô Tình đi phòng bếp, ý vị thâm trường nói, tiểu tử ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì. Hứa Thuần Lương nói, ngươi làm sao đem mình so sánh quỷ đâu. Nào có người đẹp mắt như vậy nữ quỷ. Hoa Trục Nguyệt vứt cho hắn một cái mị nhãn, đưa tay tại trên đùi hắn nhẹ nhàng nhéo một cái. Sau đó cấp tốc ngồi đoan đoan chính chính, làm sao có loại cõng nữ chủ nhân yêu đương vụng trộm cảm giác, rõ ràng mình mới là chủ nhân hôm nay nha. Hứa Thuần Lương tướng Hoàng Cửu Thành cùng chính mình nói sự tình nói cho Hoa Trục Nguyệt, Hoa Trục Nguyệt sau khi nghe xong, không khỏi đôi mi thanh tú tần khởi, thiên môn thế mà cũng đang tìm đường kinh vĩ. Hứa Thuần Lương nói, phía sau nguyên nhân mặc dù không rõ ràng, nhưng thận trọng một chút tổng không có chỗ xấu. Hoa Trục Nguyệt nhẹ gật đầu, xem ra đường kinh vĩ trong lòng lưng đeo không ít bí mật. Mỗi người đều có bí mật càng là dễ dàng thành vì người khác nhược điểm, Kiều Như Long bởi vì thân thể nguyên nhân xin phép nghỉ, chuyện này tại Hoa Đầu nội bộ cũng không có nhấc lên gợn sóng quá lớn. Cơ hồ tất cả mọi người biết Kiều Như Long làm qua giải phẫu ghép tim, dạng này người căn bản là không có cách tiếp nhận nặng nề công việc, mặc dù hắn có bối cảnh, có năng lực. Nhưng là vẫn có không ít người cũng không coi trọng hắn tại Hoa Đầu lãnh đạo trên ghế ngồi tiếp tục ở lại. Kiều Như Long lâm vào thật sâu hoang mang bên trong, nghỉ bệnh chỉ là cho hắn một cái tạm thời giảm sóc không gian, để hắn có thể tỉnh táo suy nghĩ tương lai đi con đường nào. Mà không phải tất cả vấn đề đạt được giải quyết. Tề Sảng cùng nhi tử sự tình đã trở thành một viên lôi, phiền toái nhất chính là, viên này lôi kíp nổ còn nắm trong tay người khác. Khi nào bạo tạc? Như thế nào bạo tạc hoàn toàn do người khác chúa tể, đối Kiều Như Long tới nói, chuyện này đã toàn diện mất khống chế, hắn có thể làm chính là tận lực giảm xuống bạo tạc mang tới tổn thương. Gia Gia hẳn là đối với hắn đã không còn ôm có hy vọng, mặc dù không có minh xác biểu lộ để hắn từ chức, nhưng trên thực tế cũng sẽ không lại tiếp tục vì hắn hộ giá hộ tống. Kiều Như Long nhận vì lần này nguy cơ hoàn toàn là đại bá một tay tạo thành,
là hắn hướng Đường Kinh Vĩ cung cấp bí mật của mình. Kiều Như Long suy tư mình nên đi con đường nào, mở ra máy vi tính trên bàn, bắt đầu khởi thảo đơn từ chức. Đối với hắn mà nói, biện pháp tốt nhất chính là rời đi thể chế, tại viên kia bom bạo tạc trước đó kịp thời rút lui đến khu vực an toàn. Trên bàn điện thoại di động vang lên, gọi điện thoại tới là cứu cứu Vương Tư Hiên. Kiều Như Long nhíu mày, lúc này hắn gọi điện thoại tới hẳn là thông lệ ân cần thăm hỏi. Kiều Như Long các loại điện thoại vang lên vài tiếng về sau mới cầm điện thoại lên, uy, cứu cứu. Vương Tư Hiên thanh âm lộ ra ôn hòa, Như Long a, thân thể thế nào? Kiều Như Long nói, không tốt lắm, cho nên ta quyết định nằm viện làm toàn diện kiểm tra, đoán chừng gần đây bên trong công việc phương diện không cách nào chiếu cố. Thân thể quan trọng, chuyện công tác ta sẽ làm ra an bài, không có cái gì so khỏe mạnh quan trọng hơn. Kiều Như Long nhìn qua trên màn hình đơn từ chức, trong lòng thầm nghĩ, cuối cùng vẫn là rời đi hoa đầu, cứu cứu, nếu như kiểm soát của ta kết quả không lý tưởng, khả năng liền không cách nào tiếp tục công việc. Vương Tư Hiên nói, tạm thời không cần cân nhắc phương diện này vấn đề, chờ kết quả ra lại nói, đúng, xích đạo vốn liếng bên kia muốn tìm kiếm cùng hoa đầu hợp tác, bọn hắn tân nhiệm CEO Nhâm Thiên Dã muốn gặp ngươi, ngươi nhìn có phải hay không thuận tiện cùng hắn gặp mặt. Sau khi nói xong lại bổ sung, bọn hắn tựa như là cố ý tiếp nhận hoa đầu tại Đông Châu hạng mục, lúc trước mấy cái kia hạng mục là ngươi định ra tới, tình huống ngươi quen thuộc nhất. Kiều Như Long nghe được hắn ý ở ngoài lời. Rõ ràng là để hắn tại bệnh đừng trước đó tướng chính mình sự tình xử lý sạch sẽ, Kiều Như Long nghĩ lại, nếu như mình quyết định từ chức, Đông Châu mấy cái hạng mục chuyển nhượng ra ngoài cũng là xong hết mọi chuyện, thế là hắn đáp ứng xuống. Xế chiều hôm đó, xích đạo vốn liếng tân nhiệm CEO Nhâm Thiên Dã liền đến cùng gặp mặt hắn. Kiều Như Long tại gặp mặt trước đó, đối Nhâm Thiên Dã tư liệu làm chút hiểu biết, người này tư liệu có chút ý tứ, đi qua thời gian dài đều tại kéo đẹp cùng Châu Phi xử lý quặng mỏ đầu tư. Trước đây không lâu vừa mới trở lại nước bên trong, từ trước mắt hiểu rõ đến tư liệu đến xem, cũng không quá huy hoàng đầu tư chiến tích, nhưng xích đạo vốn liếng đã trọng dụng hắn, tin tưởng người này vẫn là có nhất định năng lực. Chủ khách song phương ở phòng khách ngồi xuống, sơ lần gặp gỡ, Nhâm Thiên Dã cho Kiều Như Long mang đến một phần lễ vật nho nhỏ, đến từ Châu Mỹ một khối con rơi hóa thạch. 5. Kiều Như Long cũng không thích con rơi loại sinh vật này, bất quá khối này hóa thạch nghe nói có 5.000 vạn năm. Nhâm Thiên Dã mỉm cười nói, không biết Kiều Tổng có phải hay không thích, ta lựa chọn khối này hóa thạch bản ý là đưa phúc. Phúc cùng bức cùng âm, Kiều Như Long kỳ thật tại tiếp vào lễ vật thời điểm liền hiểu dụng ý của hắn, cười nói, đa tạ Nhâm Tổng đưa phúc, ta rất là ưa thích đâu. 1. Nhâm Thiên Dã nói, tin tưởng Kiều Tổng đã biết ta ý đồ đến, gần nhất chúng ta xích đạo vốn liếng ngay tại bố cục Đông Châu, cho nên ta tới cùng Kiều Tổng gặp mặt nói chuyện có hay không khả năng hợp tác. Kiều Như Long nói, ta đối với các người tập đoàn phía đầu tư hướng hơi có nghe thấy, các người tại Đông Châu chủ yếu đầu tư giống như đều là một chút lớn khỏe mạnh hạng mục. Nhâm Thiên Dã nói, không tệ. Kiều Như Long nói, hoa đầu tại Đông Châu cũng không đầu tư chữa bệnh khỏe mạnh hạng mục dự định, chúng ta trước mắt chỉ có một cái đầu tư Đông Châu văn lữ hạng mục, chẳng lẽ Nhâm Tổng đối Đông Châu văn lữ cũng có hứng thú? Nhâm Thiên Dã lắc đầu nói, ta đối Đông Châu văn lữ không có bất kỳ hứng thú gì. Kiều Như Long cảm thấy có chút kỳ quái, đã đối Đông Châu văn lữ không hứng thú, cùng ta nói chuyện gì hợp tác. Hắn vẫn là duy trì lễ phép, mời uống trà. Nhâm Thiên Dã nói, ta nghĩ tiếp nhận Trường Hưng bệnh viện hạng mục. Kiều Như Long trong lòng hơi động, người này hiển nhiên đến có chuẩn bị, lấy Kiều Như Long tình cảnh trước mắt, hắn đương nhiên hy vọng tề sảng từ hạng mục này bên trong lui ra ngoài, cũng chỉ có như thế, mới có thể miễn trừ hậu hoạn, phòng ngừa lấy sau có người lợi dụng chuyện này đến làm văn chương. Kiều Như Long bất động thanh sắc nói, Nhâm Tổng có phải hay không đến lộn chỗ? Hoa đầu cũng không tham dự Trường Hưng bệnh viện đầu tư. Nhâm Thiên Dã nói, có chút lòng biết rõ sự tình mọi người cũng không cần phải để lên bàn nói chuyện. Kiều Tổng, tế thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn nếu như tại Trường Hưng tiếp tục đầu tư xuống dưới, chỉ làm cho ngươi mang đến tê dại phiền, về sau khẳng định còn sẽ có người lợi dụng chuyện này làm văn chương. Chúng ta vốn là dự định đầu tư Đông Châu bệnh truyền nhiễm viện mới bệnh viện. Ta gọi ngừng bên kia đầu tư, dự định thu mua tế thế chữa bệnh cổ phần trong tay, như quả khoản giao dịch này đạt thành. Tế thế chữa bệnh phương diện không có bất luận cái gì tổn thất, người cũng có thể từ phiền phức bên trong giải thoát ra. Kiều Như Long nhìn qua Nhâm Thiên Dã, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Nhâm Thiên Dã nói, lợi ích a, cùng dùng nhiều tiền cùng thời gian đi đầu tư một tòa chưa kiến thiết bệnh viện, không bằng trực tiếp nhập cổ phần Trường Hưng, so sánh với mà nói.
cái sau đầu tư càng nhỏ hơn, kiến thiết chu kỳ ngắn hơn, tương ứng hồi báo càng nhanh. Mà lại các ngươi cùng Đông Châu phương diện đã thỏa đàm, chúng ta chỉ cần dùng tiền mua xác, đối với các ngươi tới nói thiếu một cái vướng víu, đối với chúng ta tới nói cũng tiết kiệm được rất nhiều thủ tục. Kiều Như Long không khỏi nở nụ cười, Nhâm Tổng thật sự là giỏi về nắm chắc thời cơ. Không thể không thừa nhận, tâm hắn động. Nhâm Thiên Giã nói, Kiều Tổng có nghe nói hay không Đông Châu gia niên quảng trường chuyển nhượng tin tức. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, nghe nói một chút, tựa như là chính đạo chí nghiệp cố ý thu mua gia niên quảng trường, nhưng bây giờ Đường Kinh Vĩ không biết tung tích. Nhâm Thiên Giã nói, Hoa Niên tập đoàn nợ nần gây dựng lại thất bại, gia niên bách hóa gần nhất Thiên Nga đen liên tiếp phát sinh, giá cổ phiếu không ngừng đi thấp, đã có người bắt đầu thu mua. Kiều Như Long nhấp một ngụm trà, Nhâm Thiên Giã trong miệng người này hẳn là Uông Chính Đạo. Nhâm Thiên Giã nói, bọ ngựa bắt phe hoàng thước tại hậu, gần nhất phát sinh rất nhiều sự tình, tìm tới chân chính kẻ thu lợi cũng đã tìm được chuyện xảy ra căn nguyên. Kiều Như Long trong lòng càng kỳ quái, cái này Nhâm Thiên Giã rõ ràng là đang nhắc nhở mình, bọ ngựa bắt phe hoàng thước tại hậu, hoàng thước chẳng lẽ là Uông Chính Đạo. Mình cùng Uông Chính Đạo cũng không ân oán, cùng con của hắn Uông Kiến Thành vẫn là quan hệ hợp tác. Liền hướng về phía Kiều Uông hai nhà quan hệ, hắn cũng không có khả năng đối phó mình a. Kiều Như Long không khỏi hoài nghi Nhâm Thiên Giã động cơ. Nhâm Thiên Giã nói, Trường Hưng bệnh viện sự tình mong rằng Kiều Tổng hỗ trợ, phương pháp đơn giản nhất chính là từ Xích Đạo vốn liếng thu mua Tế Thế đầu tư, ta đi trước, đúng, có nhiều thứ ngươi hẳn là có hứng thú. Hắn tướng một văn kiện túi đặt ở trước mặt trên bàn trà, đứng dậy cáo từ rời đi. Kiều Như Long tiễn hắn sau khi ra cửa trở về. Nhìn lên trước mặt túi văn kiện, một hồi lâu mới cầm lên mở ra, bên trong có một ít giao dịch tư liệu, còn có mấy tấm hình, ở trong đó có Kiều Viễn Giang cùng Đường Kinh Vĩ ảnh chụp, còn có Đường Kinh Vĩ cùng Uông Chính Đạo chụp ảnh chung. Kiều Như Long càng xem càng là kinh hãi, Nhâm Thiên Giã đến cùng là từ đâu đạt được những tài liệu này. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi bốn, Đường Kinh Vĩ cùng Uông Chính Đạo, Kiều Viễn Giang đều có liên hệ. Uông Chính Đạo nằm tại bãi cát trên ghế, từ khi thân thể khôi phục về sau. Hắn liền say mê tắm nắng, chỉ cần có cơ hội đều sẽ hưởng thụ ánh nắng, ý đồ làm mất đi 3 năm tất cả đều bù lại. Có người chặn hắn ánh nắng, Uông Chính Đạo mở ra hai mắt, xuyên thấu qua kính râm nhìn đến được nhi tử Uông Kiến Thành. Trở về lúc nào? Uông Kiến Thành nói, vừa trở về, ta đi xem ra ra. Uông Chính Đạo cười nói, hắn còn tốt chứ? Uông Kiến Thành tại bên cạnh hắn ngồi xuống, Kiều ra ra tại. Uông Chính Đạo nghe vậy nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất. Ngồi dậy nói, có việc. Uông Kiến Thành nói, ta cũng không rõ ràng, dù sao ra ra biểu lộ xem ra rất ngưng trọng. Uông Chính Đạo suy nghĩ một chút nói, không có đại sự hắn sẽ không đến nhà. Uông Kiến Thành nói, hẳn là. Uông Chính Đạo để nhi tử giúp mình lại bôi một chút kem chống nắng, ghé vào bãi cát trên ghế, Kiến Thành, Tế Thế thu mua bệnh viện sự tình tiến triển như thế nào. Uông Kiến Thành nói, ta chỉ là một cái nhỏ cổ đông, quyền quyết định tại Tề Sảng trong tay. Nữ nhân đương ra, tường đổ phòng sập, các ngươi chuyện này minh xác về sau, từ Tế Thế lui ra ngoài đi, Kiều Như Long tiểu tử kia sở dĩ để ngươi gia nhập, đơn giản là muốn dẫn ngươi vào cuộc, giúp hắn chia sẻ hỏa lực. Uông Kiến Thành nói, cha, Như Long ca một mực đối ta không tệ. Uông Chính Đạo nheo mắt lại nói, dạng này mắt người giới không được, đi không được quá xa, hắn điểm này phá sự sớm tối đều sẽ tuôn ra đến, chờ khi đó, lão Kiều nhà mặt đều bị hắn mất hết. Uông Kiến Thành nói, ta nghe nói trái tim của hắn lại xảy ra vấn đề, đã nhập viện rồi. Có thật giật mình đi, lợi dụng quyền thế bức bách Đường Kinh Vĩ giá thấp bán ra Trường Hưng cổ phần, cho là mình thông minh, chiếm đại tiện nghi, nhưng thủ đoạn như vậy cuối cùng không coi là gì. Uông Kiến Thành nói, cha, Như Long ca hẳn là sẽ không làm như vậy, là Phan Vệ Đông cái kia mãng phu chuyện xấu. Uông Chính Đạo thở dài nói, Phan gia người nào, nội tình phức tạp như vậy. Dính vào chính là đại phiền toái, Kiều lão anh minh một thế, làm sao lại bày ra như thế một cái hồ đồ cháu trai, Kiến Thành, ngươi cách xa hắn một chút, tỉnh đến hắn bị chém thời điểm đem máu tươi đến trên người ngươi. Uông Kiến Thành nhẹ gật đầu, cha, ta mau chóng đem đầu tư rút ra. Kiều lão tìm ra ra ngươi nói chuyện gì? Ta không biết. Uông Chính Đạo ngồi dậy, mặc quần áo tử tế ta đi tắm. Đi hai bước, nhìn thấy nhi tử vẫn đi theo mình. Khó hiểu nói, người đi theo ta cái gì? Uông Kiến Thành mím môi một cái nói, cha, người cùng Diệp Thúc Thúc là bạn tốt. Uông Chính Đạo lập tức minh bạch hắn ý tứ, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tốt a, ta đánh bạc tấm mặt mo này tìm ngươi Diệp Thúc hảo hảo nói chuyện.
Uông Kiến Thành điện thoại lúc này vang lên, hắn móc ra xem xét là Kiều Như Long điện thoại, tiếp thông điện thoại nói, Như Long ca. Uông Chính Đạo còn chưa đi xa, nghe được Kiều Như Long gọi điện thoại tới, thật sự là nhắc Tào Tháo liền đến. Uông Kiến Thành cùng Kiều Như Long hàn huyên vài câu, nhìn thấy phụ thân vẫn chưa đi xa, có chút kinh ngạc nói, cha, hắn quyết định đem Tế Thế chuyển nhượng. Tế Thế chữa bệnh vừa mới cầm xuống Trường Hưng Bệnh viện, liền bị Xích Đạo vốn liếng thu mua tin tức chấn kinh toàn bộ Đông Châu chữa bệnh hệ thống, nhưng là chuyện này tiến hành đến phi thường thuận lợi, Kiều Như Long tự mình tìm Uông Kiến Minh, tại hắn hòa giải dưới, lần này chuyển nhượng không có gặp được quan phương trở ngại. Kỳ thật đối Đông Châu tới nói, chỉ cần đầu tư không tồn tại vấn đề, bọn hắn sẽ không làm quá nhiều quấy nhiễu, huống chi Xích Đạo vốn liếng thực lực bản thân liền muốn so Tế Thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn cường đại hơn nhiều. Tế Thế chữa bệnh đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn ở trong quá trình này cũng không thu lợi, kết quả là chỉ rơi xuống cái làm áo cưới cho người khác xấu hổ kết cục. Lưu truyền rộng nhất thuyết pháp là Tế Thế chữa bệnh không cách nào thực hiện lúc trước cam kết đầu tư, chỗ để làm giám thị phương Đông Châu cấp lãnh đạo siết làm bọn hắn bị loại, phòng ngừa xuất hiện Hoa Niên tập đoàn đi qua cục diện khó xử. Còn có một cái thuyết pháp là Tế Thế chữa bệnh vốn chính là Xích Đạo vốn liếng công ty con, bọn hắn chơi một tay di hoa tiếp mộc. Nói tóm lại Tế Thế chữa bệnh vẫn còn, đầu tư cũng không thành vấn đề, chỉ là Tế Thế chữa bệnh hiện tại trở thành Xích Đạo vốn liếng công ty con, mà Tế Thế chữa bệnh lúc đầu mấy vị chủ yếu cổ đông lựa chọn bị loại. Tay cầm Tế Thế chữa bệnh một thành cổ phần Uông Kiến Thành hiện đang khiến cho có chút lúng túng, hắn làm sao đều không nghĩ tới tại chuyển nhượng cổ phần phương diện những người khác đi tới mình đằng trước. Căn cứ pháp luật tương quan quy định, có hạn trách nhiệm công ty cổ đông ở giữa có thể tương hỗ chuyển nhượng toàn bộ hoặc là bộ phận cổ quyền. Cổ đông hướng cổ đông lấy người bên ngoài chuyển nhượng cổ quyền, nên trải qua cái khác cổ đông quá nửa cùng ý. Cổ đông ứng liền cổ quyền chuyển nhượng hạng mục công việc văn bản thông chi cái khác cổ đông trưng cầu đồng ý, cái khác cổ đông từ tiếp vào văn bản thông chi ngày khởi đầy 30 ngày không đáp phục, coi là đồng ý chuyển nhượng. Khả năng Xích Đạo vốn liếng phương diện cho rằng trong tay hắn một thành cổ phần quá ít, không được quyết định tác dụng, cho nên cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào tìm hắn đàm thu mua công việc. Uông Kiến Thành chủ động liên hệ Tề Sảng nói cho hắn biết Xích Đạo vốn liếng phương diện chẳng mấy chốc sẽ tìm hắn trao đổi cổ phần chuyển nhượng sự tình. Cùng lúc đó, Uông Chính Đạo cũng tao ngộ một trận điều tra, có người báo cáo hắn thu lấy thương nghiệp hối lộ, Uông Chính Đạo nhìn thấy Long Tuyền hầm lò thanh men khắc hoa liên cánh xăm sâu bụng mang đóng bình sứ ảnh chụp, liền minh bạch báo cáo người là Đường Kinh Vĩ. Còn tốt hắn tại thu lấy cái này bình sứ thời điểm liền chuẩn bị kỹ càng. Hắn đem giống nhau như đúc đồ giỏm giao cho ngành tương quan, còn cung cấp Đường Kinh Vĩ đưa cho mình lễ vật video thu hình lại. Căn cứ hắn cung cấp tư liệu có thể chứng minh, hắn lúc ấy liền vạch cái này Long Tuyền hầm lò thanh men khắc hoa liên cánh xăm sâu bụng mang đóng bình sứ là cao phẳng đồ giỏm. Hắn hoàn lễ, đưa một bức giá cả không ít hoa điểu đồ cho Đường Kinh Vĩ, sau đó còn bổ một bộ phận chênh lệch giá. Uông Chính Đạo cung cấp chứng cứ không có kẽ hở. Bất quá bởi vì việc này liên lụy vô tội Diệp Thanh Nhã bị ban ngành liên quan hẹn đàm. Diệp Sương Nguyên biết được nữ nhi bị chuyện điều tra thật sự là nổi trận lôi đình, hắn trực tiếp đi tìm Chính Đạo Hưng sư vấn tội. Uông Chính Đạo nhìn thấy khí thế hung hăng Diệp Sương Nguyên, tranh thủ thời gian mời vị này đi qua tiểu lão để tỏa hạ, Sương Nguyên, sự tình gì a? Diệp Sương Nguyên nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, nữ nhi của ta đắc tội các ngươi rồi. Ngươi làm gì đem nàng cho liên lụy đi vào? Uông Chính Đạo cười khổ nói, Sương Nguyên lão đệ, ngươi thật sự là hiểu lầm ta, có người báo cáo ta thu lấy thương nghiệp hối lộ, ta chỉ có thể đem tình huống tình hình thực tế nói, ta lúc ấy vì trả lễ đưa một bức hoa điểu đồ cho Đường Kinh Vĩ, làm sao đều không nghĩ tới sẽ đem Thanh Nhã cho liên lụy đi vào, không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nói rõ ràng là được rồi, ta cho ngươi chịu tội, ngươi nếu là cảm thấy còn không nguôi giận, ta tự mình đi tìm Thanh Nhã cho nàng xin lỗi. Diệp Sương Nguyên nói, còn có người đứa con trai kia, cả ngày đi nữ nhi của ta nơi đó mua họa, cầm thư họa của nàng đi tặng người, nữ nhi của ta cũng không biết tình huống như thế nào, liền bị các ngươi liên lụy đến phiền phức bên trong. Diệp Sương Nguyên cơn giận còn sót lại chưa tiêu, hắn đương nhiên biết rõ Uông Kiến Thành từ nữ nhi nơi đó cầu mua thư họa là nghĩ lấy lòng nàng, nhưng ngươi mua cất giữ thì thôi, còn cầm đi tặng người, vạn nhất ngày nào xảy ra chuyện, nữ nhi cũng bị liên lụy. Diệp Sương Nguyên cũng không cho rằng Uông Chính Đạo vô tội. Uông Chính Đạo cho Diệp Sương Nguyên ngâm chén trà, tự mình đưa đến trong tay của hắn, lão đệ, ngươi đừng giận ta a. Kiến Thành đối Thanh Nhã tâm tư gì, ngươi ta đều rõ ràng a. Chuyện này trách ta, là ta cân nhắc không chu toàn, lúc ấy Đường Kinh Vĩ liền nhìn chúng hoa điểu đồ,
ta cũng không nghĩ tới hắn như thế âm hiểm, thế mà lại cầm chuyện này đến làm văn chương, ta cũng bị gọi đi nói chuyện, hắn tặng cho ta bình sứ chính là cái cao phẳng đồ dỏm, ta đã nộp lên trên, ta đều vô sự, Thanh Nhã thì càng không thành vấn đề. Diệp Sương Nguyên đem chén trà hướng trên bàn trà trùng điệp vừa để xuống, đem con của ngươi kêu đi ra, đi qua hắn từ Thanh Nhã nơi đó mua đi hỏa toàn đều trả lại ta, nên bao nhiêu tiền, ta để Thanh Nhã lui cho các ngươi. Uông Chính Đạo cười nói, lão đệ, chúng ta bao nhiêu năm giao tình, ngươi không đến mức là chút chuyện nhỏ như vậy cùng ta trở mặt à. Ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi, về sau tuyệt sẽ không phát sinh chuyện giống vậy. Diệp Sương Nguyên phát tiết một trận về sau, dần dần hết giận. Uông Chính Đạo lần nữa bưng trà hướng hắn nói xin lỗi, Diệp Sương Nguyên lần này tiếp nhận chén trà uống một ngụm, lấy nhãn lực của ngươi sẽ thu đồ dỏm. Hắn cùng Uông Chính Đạo từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối Uông Chính Đạo phong cách làm việc phi thường giải, Uông Chính Đạo khôn khéo hơn người, người khác muốn cho hắn mắc lửa quá khó khăn. Uông Chính Đạo nghe vậy bị sặc một ngụm, Sương Nguyên, ngươi cũng không thể lừa ta, khụ khụ. Ta lúc ấy liền nhìn ra là đồ dỏm, cho dù là đồ dỏm, cái này công nghệ cũng được xưng tụng là dĩ giả loạn chân. Diệp Sương Nguyên ý vị thâm trường nói, giả làm thật lúc thật cũng giả, Chính Đạo huynh, nhà chúng ta Thanh Nhã làm người đơn thuần, ta không nghĩ nàng vô tội cuốn vào không phải là, hôm nay trong lời nói chỗ đắc tội còn mong rộng lòng tha thứ. Sương Nguyên lão đệ, chuyện này sai tại trên người của ta, ta đối Thanh Nhã cũng một mực rất thích, có suy nghĩ hay không qua chúng ta thân càng thêm thân, không nói gạt ngươi, ta đứa con trai kia hắn đối Thanh Nhã thế nhưng là tình hữu độc chung. Diệp Sương Nguyên nói, nhận được hậu ái, nhưng Thanh Nhã kinh lịch một lần thất bại hôn nhân, chưa từ thung lũng đi tới, ta nhớ nàng gần nhất đều sẽ không cân nhắc chuyện tình cảm, mà lại nàng chỉ là đem Kiến Thành coi như đệ đệ, chúng ta cũng đừng thao lòng này. Uông Chính Đạo bị Diệp Sương Nguyên gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, biểu lộ có chút xấu hổ, kỳ thật hắn cũng hy vọng hai nhà thông qua thông gia phương thức đoàn kết cùng một chỗ, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Xích Đạo vốn liếng một hệ liệt thao tác để không ít người đều không tưởng được, chỉ thiếu chút nữa liền ký kết Đông Châu Bệnh truyền nhiễm viện Tân Y viện hạng mục, hiện tại có thể xác định cùng Xích Đạo vốn liếng vô duyên, Xích Đạo vốn liếng không có khả năng cùng lúc tại Đông Châu đầu tư hai nhà bệnh viện. Đông Châu Bệnh truyền nhiễm viện mấy vị lãnh đạo khi biết tin tức này về sau, đều cảm giác áp lực lớn lao, nhưng bọn hắn ai cũng không có kéo tới đầu tư bản sự, chỉ có thể trông cậy vào Hứa Thuần Lương mau chóng mang đến tin tức tốt. Trường Hưng bệnh viện phương diện đồng dạng gặp phải chưa từng có áp lực, nhất là viện trưởng Triệu Phi Dương, hắn vốn cho rằng tế thế chữa bệnh đầu tư nhập chủ Trường Hưng về sau, mình tại Kiều Như Long duy trì dưới có thể đại triển hoành đồ, nhưng tế thế chữa bệnh lại bị Xích Đạo vốn liếng thu mua, vô luận là tế thế chữa bệnh vẫn là Kiều Như Long đều không nhắc tới trước nói cho hắn biết tin tức này, chờ hắn biết được chuyện này thời điểm, song phương đã hoàn thành đàm phán, ký kết hợp cùng. Triệu Phi Dương có loại bị người vứt bỏ cảm giác. Mặc dù hắn biết tại vốn liếng trong mắt mình chỉ là một cái công cụ, nhưng hắn dù sao cũng là Kiều Như Long ân nhân cứu mạng, chẳng lẽ Kiều Như Long ngay cả chào hỏi đều chẳng muốn cùng hắn đánh một cái. Một triều thiên tử một triều thần, hiện tại Trường Hưng Đông gia biến thành Xích Đạo vốn liếng, mà hắn đối Xích Đạo vốn liếng tân nhiệm CEO hoàn toàn không biết gì cả, sâu nặng cảm giác nguy cơ lại một lần nữa bao phủ Triệu Phi Dương nội tâm. Uông Kiến Minh cũng bởi vì Trường Hưng bệnh viện sự tình chủ động hẹn Uông Kiến Thành nói chuyện. Hắn trực tiếp hỏi tới Uông Kiến Thành cùng tế thế chữa bệnh đầu tư công ty hữu hạn quan hệ. Uông Kiến Thành ăn ngay nói thật, đem chuyện này chân tướng đơn giản nói một lần, hắn đồng thời biểu thị, mình sẽ mau chóng đem trong tay một thành cổ phần chuyển nhượng ra ngoài. Uông Kiến Minh nói, chỉ cần là hợp pháp chính quy đầu tư chúng ta Đông Châu đều là hoan nghênh. Uông Kiến Thành nói, ta đi qua cùng Kiều Như Long thường xuyên hợp tác, lần này tế thế đầu tư là hắn kéo ta vào cuộc, hiện tại xem ra, động cơ của hắn cũng không đơn thuần. Uông Kiến Minh nhíu mày, nói thế nào? Uông Kiến Thành đem Tề Sảng mẹ con tao ngộ bắt cóc sự tình nói, hiện tại hắn cho là mình bị Kiều Như Long xáo lộ, Kiều Như Long sở dĩ để hắn đầu tư tế thế chính là vì xảy ra chuyện thời điểm kéo hắn cản súng. Uông Kiến Minh nghe xong chuyện này trải qua, cũng không nhịn được thở dài nói, đã như vậy, người vẫn là sớm một chút tướng cổ phần chuyển nhượng đi ra tốt. Uông Kiến Thành nói, người làm ta không muốn chuyển. Nhưng cho tới bây giờ Xích Đạo vốn liếng phương diện còn không có liên hệ ta, Kiều Như Long ngược lại là sớm cho ta lên tiếng chào, bất quá ta tại tế thế cổ phần tỷ lệ quá ít, tả hữu không bất kỳ quyết định. Uông Kiến Minh nói, Kiến Thành, có một việc ta nghĩ ngươi minh bạch, ta mặc dù tại Đông Châu nhậm chức, nhưng là không thể nào cho các ngươi bất kỳ đặc thù chiếu cố, các ngươi có thể sẽ trách ta vô tình,
nhưng ta không thể hy sinh Đông Châu nhân dân lợi ích đến thành tựu người nhà của ta, ngươi có thể hiểu được sao? Uông Kiến Thành cười nói, đại ca, ta minh bạch, ta cũng không có trông cậy vào ngươi cho ta đặc thù chiếu cố. Nói đến đây hắn bỗng nhiên ý thức được đại ca không chỉ là đang nói cho mình nghe, trong miệng hắn các ngươi còn bao gồm từ mình phụ thân Uông Chính Đạo, hắn là muốn thông qua miệng của mình chuyển cáo cho phụ thân. Uông Kiến Thành nói, nếu như ngươi không đến Đông Châu, ta cùng ba ba hẳn là cũng sẽ không đối tòa thành thị này sinh ra lớn như vậy chú ý, chúng ta từ đầu đến cuối đều là người một nhà, chúng ta hy vọng thông qua đầu tư của mình, trợ giúp Đông Châu sống động kinh tế, tới một mức độ nào đó cũng có thể cho người một chút trợ giúp. Uông Kiến Thành lời ngầm là, chúng ta đi chỗ nào đầu tư không phải ném. Đến Đông Châu là bởi vì muốn giúp ngươi, mà không phải muốn dính ngươi ánh sáng. Uông Kiến Minh nói, thúc thúc ngay tại thu mua gia niên bách hóa sự tình ngươi biết không? Uông Kiến Thành nói, từ khi hắn sau khi khỏi bệnh, ta cũng rất ít chú ý hắn trên phương diện làm ăn sự tình, không bằng người trực tiếp đến hỏi hắn. Ca, ta còn có việc, đi trước a. Uông Kiến Minh nói, tốt, Kiến Thành, ngươi đi giúp, có việc lại liên lạc. Uông Kiến Thành rời đi về sau Hạ Uyển Oánh mới từ trong phòng ra, làm sao không có lưu hắn ăn cơm. Uông Kiến Minh nói, hắn sinh ý. Hạ Uyển Oánh nhìn ra hắn tâm tình không tốt, giúp hắn rót chén trà, đưa đến trong tay của hắn, ôn nhu nói, thế nào? Uông Kiến Minh nói, thúc thúc thu mua gia niên bách hóa sự tình hẳn là thật. Hạ Uyển Oánh nói, thương nghiệp hành vi chỉ cần hợp pháp là được, cái này đối ngươi sẽ có ảnh hưởng sao? Uông Kiến Minh nói, gia niên quảng trường hồi trước mới xảy ra chuyện, ta lo lắng có người sẽ nói xấu. Hạ Uyển Oánh cười nói cái gì nhàn thoại, người đi đến đang ngồi đến thẳng, không để ý tới chính là. Uông Kiến Minh lắc đầu nói, miệng nhiều người sói chảy vàng thích hủy tiêu xương, người không muốn xem nhẹ lời đồn đại lực lượng. Lục Kỳ đạt được thông chi, Đường Kinh Luân có trọng yếu tình báo báo cáo, hắn lập tức thẩm vấn Đường Kinh Luân. Đường Kinh Luân nheo mắt lại nhìn qua Lục Kỳ, tại sao là ngươi a? Lục Kỳ có chút hít giễu cợt nói, đến cùng là người làm ăn, sự tình gì đều tính toán chi ly, thẳng thắn cung khai còn chọn người a? Đường Kinh Luân nói, không có xem thường ngươi ý tứ, ngươi cấp bậc quá thấp, ta bộc đến sự tình quá lớn, ngươi hầu không ở. Lục Kỳ nở nụ cười, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta hầu không ở, pháp luật có thể cố gắng, ngươi nói hay không, ngươi nếu là không nói, ta cũng không ở nơi này lãng tốn thời gian. Hắn khép lại cặp văn kiện hướng cộng tác đưa mắt liếc ra ý qua một cái làm bộ muốn đi. Đường Kinh Luân nói, chớ đi a, ta nói chính là, có khói không? Lục Kỳ móc ra một điếu thuốc đưa cho hắn, giúp hắn đốt. Đường Kinh Luân hít một hơi thuốc lá nói, kỳ thật các ngươi chú ý điểm không đúng, Đoạn Viễn Hồng phá hư cổ mộ trộm cướp văn vật sự tình đều đi qua hơn 10 năm, vì cái gì bây giờ bị tuôn ra đến? Sốt cuộc là ai tuôn ra đến? Tuôn ra chuyện này mục đích là cái gì? Các ngươi có nghĩ tới không? Lục Kỳ nói, ngươi không muốn tránh nặng tìm nhẹ, Đoạn Viễn Hồng đã bàn giao, lúc ấy ngươi là gia niên quảng trường công trình người tổng phụ trách, san bằng hán mộ, ẩn tàng văn vật đều là ngươi để hắn làm. Đường Kinh Luân nói, hắn cái kia người vì tự vệ cái gì nói láo đều có thể nói, ta cùng sự kiện kia không quan hệ, các ngươi chỉ có thấy được trộm cướp án, vì cái gì không thấy được án bên trong án. Lục Kỳ nói, người nói là Lương Chí Cương bị cặn bã thổ xe ít chết sự tình. Đường Kinh Luân dùng sức hít một hơi thuốc lá nói, Lục cảnh sát, có thể hay không đem cách cục mở ra, chẳng lẽ ngươi liền không có cảm thấy được, từ đầu đến cuối, đều là có người cố ý tại cả hai huynh đệ chúng ta, chế tạo nợ nần nguy cơ, chèn ép giá cổ phiếu, tuôn ra đủ loại bất lợi nghe đồn, mục đích đúng là thu hoạch chúng ta. Trong tay chúng ta ưu lương tài sản Trường Hưng bệnh viện cứ như vậy bị bọn hắn cướp đi. Đám người này còn không chịu dừng tay, lại nhắm ngay ra niên quảng trường, chế tạo cái này đến cái khác sự kiện, đem trong tay chúng ta tài phú tất cả đều bắt đi. Lục Kỳ vỗ bàn một cái, Đường Kinh Luân, ngươi ít cho ta đổi chủ đề, tốt nhất thành thành thật thật bàn giao ngươi tội của mình. Đường Kinh Luân nói, ta đã nói rồi, ngươi hầu không ở, ngươi không dám quản, coi như ngươi đã nhìn ra, ngươi cũng không dám đi thăm dò. Lục Kỳ nói, Đường Kinh Luân. Người đại khái còn không rõ ràng lắm bên ngoài xảy ra chuyện gì a? Đường Kinh Thủy là người Đường huynh a? Đường Kinh Luân khinh thường nhếch miệng, bà con xa mà thôi. Lục Kỳ nói, Đường Kinh Thủy vừa mới tự thú, thừa nhận hắn tổ chức cũng bày ra bắt cóc tề sảng mẹ con một án. Đại ca ngươi, Đường Kinh Vĩ không biết nguyên nhân gì, tại cảnh sát thành công giải cứu con tin vào đêm đó đột nhiên mất tích. Đường Kinh Luân kinh ngạc nhìn qua Lục Kỳ, người nói cái gì? Lục Kỳ nói, ta không cần thiết hướng ngươi lặp lại,
chỉ có thể nhắc nhở ngươi, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Đường Kinh Luân hướng trong cái gạt tàn thuốc gõ gõ khói bụi, ta đại ca, có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Lục Kỳ nói, ta đây cũng không rõ ràng, dù sao cho đến trước mắt sống chết không rõ, ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo phối hợp chúng ta điều tra, đem biết đến sự tình nói hết ra. Đường Kinh Luân nói, vậy ta liền càng không thể nói, ta nói ra đó là một con đường chết. Ngươi, thật đúng là gian ngoan không thay đổi. Lục Kỳ đối diện cái lão hồ ly này hoàn toàn chính xác không có quá nhiều biện pháp. Đường Kinh Luân tham lam tướng còn thừa không nhiều thuốc lá hút xong, ý vị thâm trường nói, Lục cảnh sát, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, biết bọn hắn vì cái gì để ngươi phụ trách vụ án này sao? Bởi vì là tất cả mọi người nhìn ra cái này bản án khó giải quyết, ai cũng không dám hướng sâu bên trong đi thăm dò, không phá được án phải gánh vác trách, phá án phiền toái hơn. Ngươi là người tốt, ngươi muốn biết chân tướng cũng rất đơn giản, đi xem một chút ai là sau cùng kẻ thu lợi, những người kia mới là cái này một hệ liệt sự kiện người chế tạo. Lục Kỳ kết thúc thẩm vấn, nhìn đồng hồ, đêm nay hắn có một trận bữa tiệc, Phạm Lý Đạt tổ cục ăn mừng đại ca hắn Lục Minh Tiến về văn lữ cục đảm nhiệm đại diện cục trưởng. Lục Kỳ lúc ra cửa đã trời tối, không ngạc nhiên chút nào trở thành trễ nhất đạt tới cái kia. Lục Minh, Phạm Lý Đạt, Hứa Thuần Lương, Tần Chính Dương đang đánh bài. Hứa Thuần Lương nhìn thấy hắn tiến đến không khỏi phàn nàn nói, ngươi được lắm đấy, lần nào đều là trễ nhất, tới thay ta đánh hai thanh. Lục Kỳ khoát tay áo nói, ta mệt mỏi một ngày, các ngươi chơi trước, ta uống miếng nước. Lục Minh nói, ta cái này đệ đệ hiện tại so ta đều bận bịu. Tần Chính Dương cười nói, bận bịu là được rồi, chứng minh không có lãng phí người đóng thuế tiền. Mấy người đều nở nụ cười, Phạm Lý Đạt nói, Tần Bí nói đúng, đến xứng đáng lão bách tính tín nhiệm a. Mấy người này bên trong, hắn là nhàn nhã nhất một cái, chủ yếu là Phạm Lý Đạt trong tay không có quyền. Bất quá loại hiện tượng này chỉ sợ cũng muốn cải biến, Lục Minh đến văn lữ cục chủ trì công việc, thân là văn lữ cục phó cục, Lục Minh hảo hữu chí giao, hắn nhất định phải đi theo làm tùy tùng tận tâm tận lực phụ tá, Phạm Lý Đạt là thật tâm là Lục Minh cảm thấy cao hứng, hắn cũng rõ ràng Lục Minh lần này cất nhắc phía sau khẳng định có Hứa Thuần Lương cùng Tần Chính Dương trợ lực, không phải bí thư cũng sẽ không từ nhiều như vậy người hậu tuyển trúng tuyển bên trong Lục Minh. Lục Kỳ ừng ực rót hai chén trà. Đi vào Hứa Thuần Lương sau lưng giúp hắn nhìn bài. Hứa Thuần Lương nói, bản án còn không có phá đâu. Lục Kỳ nói, ngươi làm là con nít danh a, những tên kia một cái so một cái giảo hoạt, miệng nghiêm cực kỳ. Hứa Thuần Lương dùng 4 cá biệt Tần Chính Dương 4 cái 8 cho nổ, Lục Minh đưa lên 5 cái 5, Hứa Thuần Lương trở tay tới cái đại đồng hoa. Tần Chính Dương nói, ngươi cái này bài cũng quá tốt rồi, không chơi, không có tí sức lực nào. Phạm Lý Đạt cười nói, Thuần Lương, người đánh như vậy bài nhưng không đúng, những người lãnh đạo đều không vui. Tần Chính Dương cười nói, đúng đấy, chuyên chọn ta đánh, ta cùng lãnh đạo đánh bài thời điểm, bom đều hủy đi ra. Một đám người đều nở nụ cười, đánh bài đánh cờ cũng ẩn chứa thể chế chi đạo. Lục Minh nói, ăn cơm, Lục Kỳ, đi, an bài đi đồ ăn. Năm người ngồi xuống về sau, Lục Minh đầu tiên hỏi Lục Kỳ có thể uống hay không rượu, Lục Kỳ lắc đầu. Phạm Lý Đạt nói, không có tí sức lực nào, mỗi lần đều không uống rượu, Lục Kỳ, người đây rốt cuộc là vì công việc vẫn là vì chuẩn bị mang thai à? Lục Kỳ cười nói, cùng có đủ cả. Hứa Thuần Lương nói, ta hiện tại cũng không vui cùng hắn cùng nhau ăn cơm, không uống rượu không nói, không có mấy câu liền bắt đầu trò chuyện tình tiết vụ án, đặc biệt không có tí sức lực nào. Tần Chính Dương nói, các người đừng đều có thể lấy Lục Kỳ một người khi dễ, tâm hệ công việc có cái gì không đúng. Không có những cảnh sát này đồng chí nỗ lực, nào có chúng ta an định đoàn kết cục diện. Lục Kỳ nói, nhìn xem người ta Tần Bí, độ cao cùng các ngươi chính là không giống. Tần Chính Dương nói, được rồi, người cũng đừng cất nhắc ta, lão Lục, người được tỏa A. Lục Minh hiện tại là chính sử, trong tất cả mọi người hắn cấp bậc tối cao, thể chế bên trong người cùng nhau ăn cơm có cái quy củ bất thành văn, dựa theo chức vị lớn nhỏ sắp xếp. Huống chi chủ đề của ngày hôm nay là vì ăn mừng Lục Minh cao thăng. Lục Minh cười nói, không được, thượng tọa nhất định phải ngươi tới. Hai người nhún nhường một phen, rốt cục vẫn là Lục Minh đem Tần Chính Dương cho nhấn ở trên tòa. Hiện tại Tần Chính Dương đừng nói là Lục Minh, phóng nhãn Đông Châu chính sử cấp cán bộ, trên cơ bản đều phải cùng hắn khiêm nhượng một phen. Tần Chính Dương ngồi xuống về sau nói, chúng ta trước tiên nói rõ, về sau tự mình uống rượu biệt xưng hô danh hiệu, đều là bằng hữu. Kêu xa lạ, lớn hơn ta gọi tên ta cũng được,
gọi ta Tiểu Tần cũng được, so với ta nhỏ hơn, để mắt ta gọi ta Âm Thanh Ca. Hứa Thuần Lương nói, dù sao các ngươi đều là anh ta. Phạm Lý Đạt nhìn thấy tình này này cảnh, trong lòng suy nghĩ, muốn hay không đề nghị kết bái. Nhưng suy nghĩ một chút, mình nói ra không thích hợp, chớ nhìn hắn cũng là phó sự cấp cán bộ, nhưng tuổi của hắn lớn nhất, lên cao không gian nhỏ nhất, người khác khẳng định sẽ cho rằng hắn muốn thông qua loại quan hệ này rút ngắn lẫn nhau khoảng cách, thậm chí cho là hắn có mưu đồ khác, huống chi hiện tại bên trong thể chế không cho phép bọn hắn thông qua loại hình thức này kéo bè kết phái. Chủ đề của ngày hôm nay là Lục Minh, cho nên tại thông lệ ba chén về sau, mỗi người đều hướng hắn mời rượu. Lục Minh cũng không có lưu lượng, rượu đến hơi say rượu, hướng Tần Chính Dương nói, Chính Dương, bộ chỉ huy mặc dù theo văn lữ cục phân đi ra, thế nhưng là ta suy nghĩ chúng ta vẫn là phải hiệp đồng công việc, Nguy Sơn bên hồ kia cũng là chúng ta Đông Châu văn lữ trọng điểm. Tần Chính Dương cười nói, Lão Lục, Uông thư ký sở dĩ để bộ chỉ huy độc lập ra ngoài, là có lo nghĩ của hắn, mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng ta suy nghĩ, Uông thư ký là muốn thông qua loại phương thức này đến xúc tiến tốt cạnh tranh. Cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết bộ chỉ huy công việc phạm vi là tại Nguy Sơn đảo, Nguy Sơn hồ rất lớn a, không có văn lữ cục hợp tác, bộ chỉ huy công việc căn bản không có cách nào tiến hành. Lục Minh nói, ta đi qua không có từ sự tình qua văn lữ công tác kinh nghiệm, Chính Dương, ngươi nhưng phải hảo hảo giúp ta một chút. Tần Chính Dương nói, chúng ta đều không phải là ngoại nhân, ta cũng liền không che giấu, bộ chỉ huy ta chính là trên danh nghĩa, công việc của ta đã đủ bận rộn, nào có tinh lực đi chiếu cố chuyện bên kia. Cho nên Uông thư ký đương lúc liền điểm danh để Hứa Thuần Lương hỗ trợ. Mấy người đồng thời nhìn về phía Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương nói, Chính Dương ca, Uông thư ký không có khả năng điểm ta tên, khẳng định là ngươi đề cử. Tần Chính Dương cười nói, ngươi nhưng oan uổng ta, ta lúc ấy cùng Uông thư ký nói ta bận không qua nổi, Uông thư ký tiếp lấy liền điểm ngươi tên, hắn vẫn luôn thưởng thức ngươi, bản thân ngươi lại có tương quan kinh nghiệm làm việc, cho nên mới phát giác được ngươi là người thích hợp nhất. Lục Kỳ nói, chỗ nào té ngã liền từ nơi đó đứng lên, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Hứa Thuần Lương nói, ta lúc nào té ngã. Lục Kỳ cười nói, ta nói sai, ngươi chính là đánh không chết Tiểu Cường. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nếu có thể uống rượu ta không phải rót nằm sấp ngươi, ngươi mới Tiểu Cường đâu. Lục Minh nói, Tiểu Cường có cái gì không tốt, các ngươi những người tuổi trẻ này nên có Tiểu Cường tinh thần. Tần Chính Dương nói, đúng vậy à. Nếu là trong công tác đều có đánh không chết tinh thần, cái gì sự nghiệp cách mạng không thể thành tựu. Hứa Thuần Lương nói, làm sự nghiệp cách mạng có thể, nhưng là ta không thể không minh bạch a, ta hiện tại là bệnh truyền nhiễm viện biên chế, đi bộ chỉ huy khoa tay múa chân tính chuyện gì xảy ra. Cũng không thể phục chúng a. Tần Chính Dương nghe ra hắn là tại muốn quan, khẽ mỉm cười nói, Uông thư ký đều nói, ai dám không nể mặt ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ta đừng tránh nặng tìm nhẹ. Chuyện này người phải giúp ta phản ứng, người nếu là không nói, ta trực tiếp tìm bí thư. Tần Chính Dương nói, đúng vậy, ta giúp người phản ứng, Uông thư ký gần nhất công việc đặc biệt bận bịu, người đến cho ta chút thời gian. Tần Chính Dương hiển nhiên không muốn tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nghiên cứu thảo luận xuống dưới, chuyển hướng Lục Kỳ nói, Lục Kỳ, Gia Niên quảng trường bản án có manh mối sao? Lục Kỳ thở dài nói, Đoạn Viễn Hồng ngược lại là nhận, nhưng Đường Kinh Luân miệng quá nghiêm. Làm sao đều không thừa nhận, hôm nay ta sở dĩ muộn cũng là bởi vì hắn, hắn nói có trọng yếu tình huống nghĩ phản ứng, có thể gặp mặt chi về sau, nói ta cấp bậc không đủ, còn nói Gia Niên quảng trường vụ án này là có người cố ý chọc ra đến, mục đích thực sự là muốn thu cắt bọn hắn đường ra tài phú, thuần túy là cho ta chế tạo chướng ngại, chuyển di lực chú ý của ta. Tần Chính Dương không nói chuyện, Lục Minh lặng lẽ dưới bàn đá đệ đệ một cước, có mấy lời thật không thể ở bên ngoài nói. Hứa Thuần Lương nói, Đường Kinh Luân vốn chính là người xảo quyệt, bất quá hắn cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, Trường Hưng Bệnh viện, Gia Niên quảng trường đều là hai anh em họ trong tay ưu lương tài sản, gần nhất sự kiện nhiều lần ra, cái này phía sau khẳng định có đẩy tay a. Phạm Lý Đạt rất ít nói chuyện, lúc này tranh thủ thời gian nâng chén đổi chủ đề, chúng ta cùng với một cái đi. Hứa Thuần Lương nói, vẫn là Phạm ca nói chuyện có trình độ, trường hợp nào nói cái gì lời nói, nếu là hôm nay có vị nữ sĩ. Lời này có khả năng không thích hợp. Đám người sửng sốt một chút, bất quá lập tức ngộ đi qua, đồng thời cười ha hả. Tần Chính Dương cười mắng, người nhỏ nhất, còn chưa kết hôn, nói chuyện nhưng phong tao nhất. Lục Minh nói theo, cùng cạn một cái liền cùng tại một cái, ai sợ ai. Đám người cười đến càng thêm lợi hại, vừa rồi mẫn cảm chủ đề coi như qua.
Đêm đó chỉ có Lục Kỳ không uống rượu, lúc kết thúc, hắn chủ động đưa ra tặng người, Tần Chính Dương sớm gọi điện thoại, lão bà hắn đã chờ ở cửa đón hắn. Phạm Lý Đạt nhà tại phụ cận đi tới trở về, Lục Minh cùng hắn cùng một chỗ. Chỉ còn lại Hứa Thuần Lương ngồi hắn đi nhờ xe, Lục Kỳ nói, Thuần Lương, ta tối nay là không phải nói sai. Hứa Thuần Lương nói, đều là bằng hữu của mình, cũng không có gì, bất quá Đường Kinh Luân có câu nói không sai, vụ án này liên lụy quá rộng, ngươi làm không được. Lục Kỳ nói, ý của ngươi là, anh em nhà họ Đường thật bị người ám toán rồi. Hứa Thuần Lương nói, Phan Vệ Đông bị người cắt yết hầu bản án có manh mối sao? Lục Kỳ nói, hoài nghi là Đường Kinh Vĩ tìm người làm, hiện tại Đường Kinh Vĩ người đều chạy trốn, vụ án này nhất thời bán hội cũng kết không được. Hứa Thuần Lương nói, người đi kinh thành tra được cái gì rồi? Lục Kỳ do dự một chút, bất quá hắn vẫn là tình hình thực tế nói, Triệu Phi Dương ở kinh thành chuyện bị đánh cùng Đường Thiên Nhất hoàn toàn chính xác không quan hệ, đánh hắn người bên trong, có một cái đi qua từng tại OMMIA hộp đêm làm qua, là Phan Vệ Đông người. Hứa Thuần Lương cố ý hỏi, Phan Vệ Đông tìm người đánh Triệu Phi Dương làm gì? Lục Kỳ nói, ta vẫn đang tra, dù sao khẳng định có nguyên nhân. Hứa Thuần Lương thở dài nói, nghe ta lời nói, chuyện này ngươi cũng đừng tra xét, điều tra ra phản bác kiến nghị tình cũng không có gì trợ giúp. Ngươi biết, Hứa Thuần Lương gật đầu nói, đều chuyện quá khứ, thu mua Trường Hưng bệnh viện tế thế chữa bệnh ngươi nghe nói qua sao? Lục Kỳ nhẹ gật đầu. Phan Vệ Đông là tế thế chữa bệnh cổ đông, Hứa Thuần Lương đem bên trong quan hệ đơn giản nói một lần. Lục Kỳ nghe được trợn mắt hốc mồm, người nói là, bọn hắn cố ý vu oan cho Đường Thiên Nhất, lợi dụng chuyện này bức bách Đường Kinh Vĩ giá thấp tướng Trường Hưng bệnh viện cổ phần chuyển nhường cho bọn họ. Hứa Thuần Lương nói, ta không có chứng cứ gì, người cũng tìm không thấy chứng cứ, dù sao kết quả cuối cùng là, Đường Kinh Vĩ đem Trường Hưng bán đi. Lục Kỳ nói, cho nên Đường Kinh Vĩ nuốt không trôi một hơi này, tìm người trả thù Phan Vệ Đông. Hứa Thuần Lương nói, Lục Kỳ, chuyện này phía sau rất phức tạp, bao quát Đường Thiên Nhất chết, ta đều cảm thấy không thể nào là tự sát, liền kia hàng nước tiểu tính, hắn sống mơ mơ màng màng thời gian đều không có qua đủ làm sao có thể tự giết. Chỉ có thể nói Phan Vệ Đông sự tình có thể là Đường Kinh Vĩ tìm người làm. Đường Kinh Luân cũng không nói sai, nơi này nước quá sâu, người thật làm không được. Lục Kỳ nói, ta làm không được, pháp luật có thể cố gắng. Hứa Thuần Lương nói, pháp luật là phải để ý chứng cứ, ngươi minh biết là ai làm, nhưng trong tay ngươi không có chứng cứ cũng không thể tránh được. Lục Kỳ nói, ngươi làm sao sẽ biết ta tìm không thấy chứng cứ, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, chỉ cần bọn hắn phạm pháp ta liền có thể tìm tới chứng cứ. Hứa Thuần Lương đến cửa tiểu khu, không có để Lục Kỳ đi đến đưa, đúng vậy, vậy ta liền chúc ngươi sớm ngày thành công. Lục Kỳ quay cửa sổ xe xuống gọi lại hắn, Thuần Lương, ngươi có phải hay không biết cái gì? Hứa Thuần Lương nói, mau về nhà đi, thừa dịp không uống rượu nhiều tại tẩu tử trên thân hạ điểm công phu. Lục Kỳ trừng mắt liếc hắn một cái, ai cần ngươi lo. Hứa Thuần Lương nói, ta ngày đó đưa cho ngươi sinh nam hài đơn thuốc ngươi dùng không? Lục Kỳ nói, ta liền muốn khuê nữ sao? Hứa Thuần Lương khoát tay áo, sinh cái xinh đẹp khuê nữ cho nhi tử ta chăn ấm. Một, ta nhổ vào, ngươi lại nói như vậy ta trở mặt a? Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở nói, dám trở mặt ta liền cho ngươi lại lật trở về. Về đến nhà, phát hiện Cơ Dai Dai cũng tại, thế mà thành thành thật thật tại sao chép phương thuốc. Hứa Thuần Lương tiến tới liếc một cái, được a, bút lông chữ rất có tiến bộ. Hứa Trường Thiện bưng ấm trà đi ra, cười nói, Dai Dai gần nhất học y hào hứng rất cao, tiến bộ cũng rất nhanh. Hứa Thuần Lương nhìn Cơ Dai Dai một chút, cô nàng này làm sao đột nhiên đổi tính rồi. Nên không phải diễn cho mình nhìn a. Cơ Dai Dai nói, sư phụ, ta nghe nói người gần nhất rất thiếu tiền. Hứa Trường Thiện quá sợ hãi, thế nào, cần dùng tiền nói với ta a. Hứa Thuần Lương chừng Cơ Dai Dai một chút, suốt ngày miệng lưỡi dẻo quẹo, ta thiếu tiền gì? Ta giống người thiếu tiền sao? Trung thực chép đơn thuốc. Dìu lấy ra ra tiến gian phòng của hắn, cười nói, không phải ta thiếu tiền, là bệnh truyền nhiễm viện một bút đàm tốt đầu tư không kết quả. Hứa Trường Thiện nói, nhiều ít a, không được trước dựa dẫm vào ta lấy đi dùng. 30 ức. Hứa Trường Thiện ho khan một tiếng nói, cái này lập thu về sau thời tiết hoàn toàn chính xác có chút mát mẻ a. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, vẫn là gia gia kinh nghiệm lão đạo, nói sang chuyện khác đều như thế tơ lụa. Hứa Trường Thiện nói, cười cái rắm a, đúng,
gần nhất người kia cặn bã cha có liên lạc hay không qua ngươi? Hứa Thuần Lương nói, không có a, hắn không phải nói Trung Thu sẽ trở về nha. Hứa Trường Thiện muốn nói lại thôi. Hứa Thuần Lương cảm thấy Gia Gia giống như có tâm sự, ân cần nói, người có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta à? Hứa Trường Thiện nói, ta có thể có chuyện gì, chính là ta hôm qua trong giấc mộng, không tốt lắm. Hứa Thuần Lương nói ra, ta giúp ngài giải giải. Hứa Trường Thiện nói, mộng cũng không phải thật, là ta suy nghĩ lung tung. Hứa Thuần Lương nhìn thấy bộ dáng của hắn, đoán cái 7-8 phần, người có phải hay không mơ tới hắn xảy ra chuyện rồi. Hứa Trường Thiện biến sắc, đừng nói hưu nói vượn, hắn lần trước video không phải hảo hảo nha. Hứa Thuần Lương biết bị mình cho nói chuẩn, cười nói, nếu không, ta lại cho hắn liên hệ dưới, người mắng hắn hai câu. Hứa Trường Thiện nói, có kia tất yếu sao, ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là nghĩ liên lạc một chút nhi tử. Hứa Thuần Lương đánh video điện thoại, không người trả lời, lại cải thành điện thoại đánh qua, thế mà tắt máy. Hứa Trường Thiện nghe nói hắn tắt máy, rõ ràng có chút nóng nảy, hảo hảo quan cái gì cơ a? Hứa Thuần Lương nói, người đừng có gấp, có thể là không có điện, cũng có thể là không tín hiệu, liền cái kia sinh tồn năng lực, đến đâu mà đều thành thạo điêu luyện. Hứa Trường Thiện nhẹ gật đầu, cũng thế, ai nha, theo hắn đi thôi. Hứa Thuần Lương tắm rửa xong lại liên hệ một chút Hứa Gia Hiên, vẫn là cái dạng kia, Hứa Thuần Lương chừa cho hắn nói, hy vọng hắn sau khi thấy mau chóng hồi phục. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, lại là Cơ Dai Dai chép xong đơn thuốc về sau tới tìm hắn. Hứa Thuần Lương nói, hôm nay làm sao có rảnh. Cơ Dai Dai nói, sư phụ, người không phải nói muốn dạy ta công phu sao. Hứa Thuần Lương gãi đầu một cái, lần trước Cơ Dai Dai liền muốn học một chút hạ độc công phu. Phổ thông kỹ thuật khẳng định không thỏa mãn được nàng, Hứa Thuần Lương ngược lại là có chuẩn bị, trước cho nàng một chương ngứa phấn phối phương, đồng thời cũng cho nàng giải dược, thấp giọng nói, ngươi trước học một chút nhập môn, nhưng là ngươi đến hướng ta cam đoan, những này công phu không thể dùng tại người một nhà trên thân. Cơ Dai Dai hai mắt sáng lên, được, ngươi cứ yên tâm đi. Hứa Thuần Lương nói, còn có, đừng cho ta gây chuyện khắp nơi, không phải liền không có lần sau. Cơ Dai Dai một thanh đoạt mất, người so hoa tỷ còn có thể lải nhải. Hứa Thuần Lương nhìn qua tiểu ni tử vui mừng rời đi, có chút im lặng, lấy tính cách của nàng, về sau không thiếu được gây phiền toái cho mình, bất quá hắn cũng không sợ phiền phức. Để ở một bên điện thoại di động vang lên, Hứa Thuần Lương vốn cho rằng là phụ thân gọi điện thoại tới, cầm lấy xem xét là Diệp Thanh Nhã, Diệp Thanh Nhã rất ít chủ động gọi điện thoại cho hắn. Hứa Thuần Lương tiếp thông điện thoại, Thanh Nhã tỷ. Ta đang muốn điện thoại cho ngươi đâu. Diệp Thanh Nhã nói thật. Hứa Thuần Lương đây là quen thuộc, đổi thành người khác nghe xong liền biết hắn là lời nói khách sáo, nhưng Diệp Thanh Nhã không nghe ra tới. Hứa Thuần Lương cười nói, ta lừa qua ngươi sao? Diệp Thanh Nhã thở dài nói, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Hứa Thuần Lương nghe ra ngữ khí của nàng có chút trầm thấp, tựa như là gặp được chuyện, trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Kiều Như Long chuyện gần nhất đã truyền đến nàng trong lỗ tai? Mặc dù Kiều gia phong tỏa tin tức, nhưng là tại bọn họ cái giai tầng kia, nhất là Diệp gia cùng Kiều gia quan hệ, tề sảng mẹ con bị bắt cóc hẳn không phải là bí mật. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ, người tâm tình không tốt. Diệp Thanh Nhã ừ một tiếng, Thuần Lương, ta có phải hay không đặc biệt ngốc, dễ dàng bị người lợi dụng. Hứa Thuần Lương nói, lời này thế nào nói, ta biết nhiều như vậy nữ tính, người là nhất vừa xinh đẹp lại thông minh một cái. Diệp Thanh Nhã mặc dù biết hắn là tại nghiêm trang nói hưu nói vượt, nhưng đè nén tâm tình hay là bởi vì hắn câu nói này mà dễ dàng không ít, nói mỏ, ta mới không gọi được đâu. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không có nói mỏ, ta biết tất cả nữ hài tử bên trong, ngươi thư họa song tuyệt, phương diện này không ai có thể vượt qua ngươi, ngươi tổng thừa nhận a. Diệp Thanh Nhã nói, ta mới không phải cái gì nữ hài tử, thuật nghiệp hữu chuyên công, có thể viết sẽ họa cũng không tính được bản lãnh gì. Hứa Thuần Lương nói, nữ nhân cùng hài tử đều cần che chở, đều cần hống, cho nên a, trong mắt ta, Thanh Nhã tỷ cũng là nữ hài tử, ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao ta sẽ không dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Một câu nói làm cho Diệp Thanh Nhã trong lòng ấm áp. Hứa Thuần Lương lại nói, ta biết có thể viết sẽ vẽ nữ hài tử bên trong, ngươi lại là xinh đẹp nhất một cái, đây không phải vừa xinh đẹp lại thông minh là cái gì. Diệp Thanh Nhã mắng, ta vậy mới không tin, so ta xinh đẹp nữ hài tử nhiều. Hứa Thuần Lương nói, xinh đẹp như là cà rốt,
là muốn phân tầng lần, ngươi vừa vặn chính là thuộc về tối cao tầng thứ, chẳng những xinh đẹp còn có khí chất, chẳng những có khí chất còn có cấp độ. Diệp Thanh Nhã bị hắn thổi phồng đến mức tâm hoa nộ phóng, ngươi liền sẽ lừa phỉnh ta, có phải hay không ta khờ, chính ta bộ dáng gì ta vẫn còn có chút tự biết rõ, trên người của ta có không ít khuyết điểm. Hứa Thuần Lương nói, muốn nói khuyết điểm ta cũng chú ý tới. Diệp Thanh Nhã nao nao, lại có chút không vui, có khuyết điểm nàng thừa nhận, thế nhưng là không muốn Hứa Thuần Lương nói, nhỏ giọng nói, vậy ngươi nói một chút ta đều có khuyết điểm gì. Hứa Thuần Lương nói, không tiện nói. Nói ra sợ ngươi sinh khí. Diệp Thanh Nhã nói, ngươi nhất định phải nói, ta cam đoan không tức giận. Hứa Thuần Lương nói, thật không tức giận. Ngươi nói. Là ngươi bức ta nói, muốn nói khuyết điểm, thật đúng là có một chút, ngươi phải có điểm mạnh. Diệp Thanh Nhã sừng sốt một chút, eo nhỏ cũng là khuyết điểm. Chẳng lẽ nữ nhân không phải eo nhỏ mới tốt nhìn? Hứa Thuần Lương nói, cái này eo một mảnh liền đột xuất bờ mông đường cong. Lộ ra đặc biệt sung mãn. Diệp Thanh Nhã thẹn thùng nhíu mày, lời này cũng có thể nói ra. Hứa Thuần Lương nói, ta mỗi lần người đối diện thời điểm, vừa nhìn thấy người có chút ngo ngoe muốn động. Diệp Thanh Nhã nói, đừng nói nữa, người đừng mang ta ra đùa giỡn. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ phản ứng bình thường không là tức giận sao. Ta ngốc tỷ tỷ a, ta thật không phải đùa giỡn với ngươi, ta là chăm chú, Thanh Nhã tỷ, ta kỳ thật trong lòng rất tôn trọng ngươi. Một mực đem ngươi trở thành ta thân tỷ tỷ, nhưng dung mạo ngươi thật sự là quá. Ngươi hiểu, ta mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta luôn có. Vậy vẫn là không nói, tránh khỏi ngươi giận ta. Diệp Thanh Nhã tiếng như mũi vằn nói, ta đều nói không giận ngươi. Hứa Thuần Lương trong lòng mừng rỡ, xem ra có cửa, đáng tiếc một cái ở Kinh Thành, một cái tại Đông Châu, cửa vào này thật sự là quá xa, chỉ có cảm thán ngoài tầm tay với. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ. Ngươi còn không có nói cho ta ai chọc ngươi tức giận. Diệp Thanh Nhã vốn là bởi vì bị gọi đi giải hoa điểu đồ tình huống mà buồn bực, đương nhiên sự kiện kia đã giải quyết, nàng vốn muốn tìm Hứa Thuần Lương thổ lộ hết một chút, nhưng bị Hứa Thuần Lương cái này một trận mập mờ ngôn từ làm cho tâm bên trong phiền muộn quét sạch, nàng đã lớn như vậy cái nào trải qua dạng này đối thoại, khuôn mặt đỏ bừng, một viên phương tâm ấm áp, một tay cầm điện thoại, một tay còn cảm thụ một chút eo của mình mông đường cong, có hắn nói đến khoa trương như vậy sao? Diệp Thanh Nhã nói, không sao, con người của ta liền thích tự tìm phiền não. Hứa Thuần Lương cười nói, văn thanh bệnh, cái này cần trị. Diệp Thanh Nhã nói, người mới văn thanh, người vừa nói trên người của ta có một ít khuyết điểm, còn có đây này. Hứa Thuần Lương nói, ta chỉ có thể chọn lựa mình đã từng thấy nói một chút, chưa thấy qua ta không quyền lên tiếng. Diệp Thanh Nhã mắng, người thật sự là càng ngày càng tệ, ta trò đùa ngươi cũng dám mở. Hứa Thuần Lương nói, trong lòng ta ngươi chính là chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn nữ thần, ta có đôi khi mơ tới ngươi tỉnh lại đều cảm thấy sai lầm. Diệp Thanh Nhã hiện tại cũng không dám truy vấn hắn mơ tới cái gì, liền tiểu tử này còn có thể có cái gì tốt mộng, nhắc nhở mình hẳn là tranh thủ thời gian cúp điện thoại, nhưng lại có chút không nỡ treo Thuần Lương, cảm ơn ngươi khuyên bảo ta, trong lòng ta thoải mái hơn. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Nhã tỷ, chỉ cần ngươi dễ chịu, muốn ta làm gì đều được. Diệp Thanh Nhã ừ một tiếng, ngủ ngon. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, đoán chừng đêm nay đối Diệp Thanh Nhã tới nói lại là cái ẩm ướt đêm không ngủ, cúi đầu nhìn một chút mình, âm thầm thở dài một cái, tìm tai vạ a. Vì tỷ tỷ khoái hoạt, chính ta thụ điểm tra tấn cũng không có gì. Nhớ tới vừa rồi đối thoại, luôn cảm thấy Diệp Thanh Nhã có chuyện gì không nói, thế là liên hệ một chút mẹ nuôi Lâm Tư Cẩn. Từ Lâm Tư Cẩn trong miệng biết chuyện đã xảy ra, Hứa Thuần Lương nghe xong liền phát hỏa. Cái này Uông Kiến Thành cũng quá không đáng tin cậy, người mua Diệp Thanh Nhã họa xung xoe cũng là không tính là gì, nhưng ngươi không nên cầm nàng họa đưa người, nhất là sinh ý trên trận, dễ dàng xảy ra chuyện. Lâm Tư Cẩn nói cho Hứa Thuần Lương chuyện này đã giải quyết, Uông gia cam đoan về sau sẽ không phát sinh đồng loại sự tình. Hứa Thuần Lương cũng không cho rằng Uông gia cam đoan có thể có làm được cái gì, biện pháp tốt nhất chính là để Uông Kiến Thành đem trong tay Diệp Thanh Nhã thư họa tác phẩm tất cả đều trả lại. Tiền khoản trả lại cho hắn. Lâm Tư Cẩn kỳ thật cũng là ý tứ này, nhưng là Uông gia đã xin lỗi lại làm ra cam đoan, Diệp gia cũng không tốt làm quá mức, tổng không đến mức bởi vì chút chuyện nhỏ này hai nhà vạch mặt. Hứa Thuần Lương đợi đến 10 điểm, vẫn không gặp Hứa Gia Hiên gửi điện trả lời, liền hắn đều cảm thấy có chút kỳ quái, lại chủ động đánh hai điện thoại đi qua vẫn là tắt máy. Từ khi tiến về Hỗ Hải thay cha tham gia qua Trần Bích Viện tang lễ về sau,
Hứa Thuần Lương liền biết đôi này phụ mẫu không đơn giản, lúc ấy Tiền Thuần Nhất cho hắn một cái thủy tinh mặt dây chuyền. Mẫu thân Phùng Minh Quân ở ngay trước mặt hắn xử lý mấy tên đặc công, bàn giao hắn một ít chuyện. Nhớ tới thần thông quảng đại mẫu thân Phùng Minh Quân, cố gắng nàng có biện pháp tra được phụ thân hạ lạc. Hứa Thuần Lương gọi điện thoại cho nàng, còn tốt mẫu thân bên này rất nhanh liền tiếp điện thoại của hắn. Phùng Minh Quân ngữ khí vô cùng lạnh lùng, có việc. Hứa Thuần Lương nói, cũng không có việc lớn gì, chính là gần nhất liên lạc không được lão Hứa, ta lo lắng hắn có phải hay không gặp được phiền toái gì. Phùng Minh Quân nói, hắn sống hay chết có quan hệ gì với ta? Hứa Thuần Lương nói, không có ý tứ, tìm nhầm người. Phùng Minh Quân nói, chớ cúp, ngữ khí của nàng rõ ràng trở nên ôn nhu rất nhiều, người quan tâm hắn a. Hứa Thuần Lương nói, đối ngươi cũng giống vậy, dù sao cũng là hai người các ngươi hợp tác sản xuất ra. Phùng Minh Quân bị hắn dẫn tới nở nụ cười, người tên tiểu tử thúi này, đang chuẩn bị họp đâu. Hứa Thuần Lương nói, đó không phải là cái bài trí. Phùng Minh Quân nói, như vậy đi, ta quay đầu nghĩ biện pháp liên lạc một chút hắn, nhìn nhìn tình huống như thế nào, ngươi không có việc gì ít liên hệ hắn, thật có chuyện gì chúng ta sẽ chủ động liên hệ ngươi. Hứa Thuần Lương nói, hai người các ngươi công việc này đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng a. Phùng Minh Quân nói, không có cách, đi lầm đường, không quay đầu lại được, cho nên không muốn liên lụy ngươi. Hứa Thuần Lương nói, đừng sợ. Về sau gặp được phiền toái gì nói với ta, ta giúp ngươi giải quyết. Phùng Minh Quân thế mà bị hắn câu nói này cảm động, được, ta nhớ kỹ, đúng, ngươi cùng Tiểu Tuyết sắp kết hôn rồi à. Hứa Thuần Lương cũng không có giấu giếm nàng, tướng chia tay sự tình nói, lấy vì mẫu thân là yêu thương nàng phỉ thúy vòng tay, nói cho nàng người ta Mai Như Tuyết đã đem tất cả lễ vật đều trả lại. Phùng Minh Quân lạnh nhạt nói, phân liền phân, bọn hắn kiểu ra có gì đặc biệt hơn người, mặt trời sắp lặn thôi. Hứa Thuần Lương nói, người đừng nóng giận a, ta cùng Tiểu Tuyết là hòa bình chia tay. Phùng Minh Quân nói, không cần giấu giếm ta, bọn hắn loại này thế ra từng cái coi trời bằng vung, luôn mồm cái gì môn đăng hộ đối, kỳ thật so gia đình bình thường còn muốn hiện thực, trong lòng chân chính tính toán đều là lợi ích chính trị. Chê chúng ta ra môn hạm quá thấp không xứng với nhà bọn hắn. Hứa Thuần Lương nói, không có ý tứ này, là chúng ta tình cảm song phương không hợp. Phùng Minh Quân nói, chỉ là một cái con gái tư sinh thôi, chướng mắt chúng ta còn chướng mắt bọn hắn đâu. Hứa Thuần Lương cười nói, mẫu thượng đại nhân bất giận, kỳ thật chuyện này trách không được người ta. Phùng Minh Quân nao nao, tựa hồ nghĩ tới điều gì, là ngươi ở bên ngoài câu tam đáp tứ bị phát hiện rồi. Hứa Thuần Lương hít vào một ngụm khí lạnh, người làm sao nghĩ như vậy ta. Phùng Minh Quân nói, rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột sinh mà sẽ đào động. Hứa ra hiên điểm này phong lưu gen tất cả đều di truyền cho ngươi. Người trẻ tuổi khó tránh khỏi trần trừ, bất quá ngươi không có kết hôn, không tính là cái gì tội ác tài trời sai lầm. Hứa Thuần Lương cảm giác lão mụ có chút song tiêu. Phùng Minh Quân nói, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, chuyện tình cảm không thể quá chăm chú, đầu nhập càng nhiều, nhận tổn thương lại càng lớn. Hứa Thuần Lương nói, tại sao ta cảm giác người cùng tình cảm người chủ trì giống như. Phùng Minh Quân nói, không hàn huyên với ngươi. Ta phải tiến hội trường, ta có tin tức cho ngươi đáp lời, ngươi về sau tận lực không nên chủ động liên hệ ta. Hứa Thuần Lương cái này ngủ một giấc đến cũng không an ổn, giết người một vạn tự tổn 5.000, vậy tao cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, nhiễu loạn Diệp Thanh Nhã tâm cảnh đồng thời, con hàng này mình cũng biến thành cây có mọc thành rừng, đáng tiếc đêm nay chờ không được gió thổi. Bình thường gặp được loại tình huống này, Hứa Thuần Lương liền chọn tu luyện. Bước vào tiên thiên cảnh về sau tu luyện thông thiên bảo điển liền có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Hứa Thuần Lương nhẹ nhõm đã đột phá một trọng cảnh giới, dựa theo hắn hiện tại tiến cảnh, trong 3 năm hẳn là có thể đạt đến quá khứ trạng thái đỉnh phong. Tu luyện hoàn thành về sau, quanh mình vẫn là một vùng tăm tối, một nhìn thời gian mới là rạng sáng 4 giờ. Hứa Thuần Lương hiện tại tinh thần phấn chấn, dứt khoát đứng dậy đi phòng tập thể thao rèn luyện, tu luyện cùng rèn luyện khác biệt. Chỉ bằng vào tu luyện khẳng định không cách nào đạt tới tố hình mục đích, Hứa Thuần Lương đi qua mặc dù võ công cao cường, nhưng là không có hiện ở một thân khối cơ thịt. Đương nhiên, thời đại khác biệt, thẩm mỹ cũng khác biệt, khi đó lưu hành công tử văn nhã đẹp như ngọc bơ tiểu sinh, hiện tại tôn trọng khỏe mạnh ánh nắng, ngành giải trí ngoại trừ, chủ lưu thẩm mỹ vẫn là âm nhu. Hứa Thuần Lương trải qua ra gian phòng thời điểm, nhìn thấy trong khe cửa còn có ánh đèn lộ ra, xem ra một đêm chưa ngủ. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm than, đừng nhìn ra mặt ngoài không chào đón phụ thân,
nhưng trong lòng vẫn là đọc lấy hắn. Lúc này điện thoại di động của hắn truyền đến một cái tin, mẫu thân Phùng Minh Quân quả nhiên nói được thì làm được, người khác tại Châu Phi bình an vô sự, sẽ cùng gia gia ngươi liên lạc. Hứa Thuần Lương tính toán đợi một lát lại đem tin tức này nói cho gia gia, nhưng là nghe được gia gia tiếng bước chân. Hứa Trường Thiện mở cửa nhìn thấy cháu trai liền đứng tại cửa ra vào, Thuần Lương, sớm như vậy. Cha ngươi đến tin tức, ngươi xem một chút đây là nơi nào. Hứa Thuần Lương tiếp qua điện thoại di động của hắn, nhìn thoáng qua, trên đó viết, cha, ta không tiện trả lời điện thoại, hết thảy bình an. Còn phát tới một chương tiêu ký cùng ngày ngày ảnh chụp. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, lão cha cầm súng săn, bối cảnh là khất lực mã chát la, hẳn là Châu Phi khất lực mã chát la núi. Hứa Trường Thiện nói, hắn chạy nơi đó làm gì đi. Nói xong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đưa tay tại trên ót mình vỗ một cái, hắn. Hắn sẽ không phải tìm Châu Phi nương môn mang về a. Hứa Thuần Lương phốc thử một tiếng nở nụ cười, một số thời khắc không thể không bội phục lão nhân ra sức tưởng tượng, cố ý nói, lấy hắn tác phong làm việc không bài trừ khả năng này. Hứa Trường Thiện nghiến răng nghiến lợi nói, hắn dám cho chúng ta hứa ra bôi đen, ta đánh gãy hắn chân. Một. Hứa Trường Thiện ngoài miệng mắng lấy, nhưng trong lòng một khối đá rốt cục rơi xuống đất, Hứa Thuần Lương khuyên hắn nhanh đi nghỉ ngơi, lão nhân ra thức đêm luôn luôn không tốt. Hứa Thuần Lương đi vào phòng tập thể thao một bên rèn luyện một bên nhìn tin tức. Bản đài tin tức mới nhất, gần nhất nhằm vào Đông Châu thì các bệnh viện lớn tiệm thuốc Bắc, trung y phòng khám bệnh đột kích kiểm tra bên trong, phát hiện số lớn không hợp cách sản phẩm, hiện tại mời xem hiện trường phóng viên đưa tin. Hứa Thuần Lương bắt đầu cũng không lưu ý. Nghe nghe, thế mà nghe được Mộc Lan tập đoàn danh tự. Một, cùng Mộc Lan tập đoàn có liên quan sự tình, Hứa Thuần Lương tự nhiên chú ý, lần này đột kích kiểm tra nguyên nhân là người tiêu dùng khiếu nại, có người tiêu dùng tại Nam Giang thành thị bệnh viện kê đơn thuốc, đồng dạng dược vật đồng dạng phối phương, nhưng là cùng trong tỉnh mua sắm dược vật nấu ra hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Về sau vị này người tiêu dùng liền cầm lấy Nam Giang thành thị bệnh viện mở ra dược liệu đi giám định, phát hiện nhiều loại dược vật chất lượng không phù hợp tiêu chuẩn. Trong đó nhất là lấy một vị bọ cạp làm giả lợi hại nhất. Lòng dạ hiểm độc thương ra vậy mà tại bọ cạp bên trong rót cát. Có thể nói một hai làm bọ cạp sáu tiền cát, cứ như vậy dược vật liều lượng khẳng định không đủ, uống đương nhiên không có có hiệu quả. Loại hiện tượng này tại đương kim thuốc đông y chế phẩm trên thị trường rất phổ biến, cũng chính bởi vì đám này phạm pháp tiểu thương lòng dạ hiểm độc thao tác mới đưa đến thuốc đông y dược hiệu ngày càng sa sút, danh tiếng cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Coi như người tìm được danh y Dành y cho ngươi mở đến phương thuốc chính xác không sai, cũng là theo phương bốc thuốc, nhưng là bởi vì dược liệu có quá nhiều tạp chất, luộc thành chén thuốc cũng không được vốn có hiệu quả trị liệu. Kỳ thật rất nhiều lão trung y đều ý thức được loại tình huống này, lấy hồi xuân đường làm thí dụ, Hứa Trường Thiện tất cả dược liệu đều là tự mình ngắt lấy tự mình chọn mua, tuyệt không mượn tay người khác, còn có cái quy củ bất thành văn, tại hồi xuân đường xem bệnh nhất định phải tại hắn nơi này bốc thuốc, chỉ khai căn không bốc thuốc. Liền mời ngươi đi tuyển cái khác cao minh. 2. Mặt ngoài nhìn cách làm như vậy có chút bá đạo, có chút bệnh nhân không hiểu, thậm chí cho là hắn tướng ăn khó coi, nhưng trên thực tế hắn là tại bảo vệ người bệnh, cũng là tại bảo vệ hồi xuân đường chiêu bài. Nếu như cho người bệnh mở đơn thuốc, người bệnh đến thăm bốc thuốc, kết quả mua đến dược phẩm không hợp cách, sẽ đem khoản nợ này tính vào hắn. Đương nhiên không bài trừ có chút trung y quán mở ra bốc thuốc một con rồng là vì lợi ích tối đại hóa. Lần này đột kích kiểm tra cũng xét xử không ít vi quy trung y phòng khám bệnh. Hứa Thuần Lương quan tâm điểm tại Mộc Lan tập đoàn, bởi vì tin tức rõ ràng vạch, trong đó có không ít dược liệu chính là xuất từ Mộc Lan tập đoàn. Hứa Thuần Lương đối Mộc Lan tập đoàn dược phẩm phẩm chất vẫn là rất có lòng tin, bởi vì Mộc Lan tập đoàn trước mắt cung hóa cho Trường Thiện Bệnh viện, Bệnh truyền nhiễm viện, Ân Hằng chế dược, bọn hắn phản hồi Mộc Lan tập đoàn sản phẩm chất lượng nhất lưu, đi qua không có phát hiện qua phương diện này vấn đề. Không có qua quá lâu, Hạ Hầu Mộc Lan liền cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, nói cho hắn biết, mình sẽ đến Đông Châu một chuyến, một là cùng bệnh truyền nhiễm viện nói chuyện đầu tư, còn có một việc chính là nhằm vào Đông Châu đám kia lần không hợp cách dược phẩm tiến hành khẩn cấp quan hệ xã hội, nàng không nhìn thấy tương quan tin tức, nhưng là nhận được ngành tương quan xử lý thông chi, nàng cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc. Đừng nhìn Đông Châu cách Tiếu Thành không xa, nhưng là đã đi qua Mộc Lan tập đoàn tại Đông Châu thị trường cũng không lớn. Cũng chính là gần nhất Hứa Thuần Lương giật dây ký đơn, trong đó lớn nhất một chỉ riêng là Ân Hằng chế dược, bất quá nàng tự mình ký đơn mấy nhà đều không có bất cứ vấn đề gì, nàng trước mắt còn không có bị xét xử đơn vị cụ thể danh sách,
Hạ Hầu Mộc Lan hoài nghi những dược liệu này là từ cấp 2 thị trường chảy ra. Nói cách khác, không phải tập đoàn trực tiếp cung hóa, là dược liệu bán lẻ thương từ bọn hắn nơi này bán buôn sau đó lại bán trao tay cho mục tiêu hộ khách. Hạ Hầu Mộc Lan để Hứa Thuần Lương hỗ trợ điều tra thêm tin tức lộ ra ánh sáng mấy nhà vi quy đơn vị đến đấy là cái nào mấy cái. Nếu thật là Mộc Lan tập đoàn xuất phẩm dược liệu, nàng sẽ thừa nhận, nhưng là nếu như không phải, nàng cũng sẽ không lưng cái này nổi, dù sao cũng là quan hệ đến toàn bộ tập đoàn danh dự đại sự. Hứa Thuần Lương ngựa lên liên hệ Đông Châu Đài truyền hình bộ thông tin người phụ trách Tiết Mỹ Chân, bọn hắn cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Tiết Mỹ Chân hiện tại cùng Hứa Thuần Lương đã là bằng hữu, nàng cũng không làm rõ ràng được cụ thể tình trạng, biểu thị lập tức về đài truyền hình tìm hiểu một chút, sau đó mau chóng cho Hứa Thuần Lương hồi phục. Hứa Thuần Lương cho rằng đây cũng không phải là việc nhỏ, hắn quyết định tự mình đi một chuyến. Đông Châu Đài truyền hình làm việc tổng bộ mới từ ẩn Long Hồ bờ đem đến khu vực mới, hoàn cảnh cũng không tệ, tiến về đài truyền hình thời điểm trải qua khỏe mạnh dưỡng lão trung tâm, tòa này dưỡng lão trung tâm đã vận doanh không ngắn lúc ở giữa, bây giờ đã trở thành Đông Châu cấp cao dưỡng lão đại biểu. Hứa Thuần Lương nhớ tới Địch Bình Thanh, tại Nam Giang thời điểm hắn còn chuyên môn bái phỏng mình, đưa ra muốn đầu tư Tân Y Việt. Hứa Thuần Lương lúc ấy cũng không cho hắn xác thực hồi phục, Địch Bình Thanh mấy ngày nay thế mà cũng mất đoạn dưới, chẳng lẽ hắn đánh chống lui quân. Hứa Thuần Lương đi vào đài truyền hình bảo an nhìn thấy hắn kính chắn gió bên trên thị trung tâm hành chính giấy thông hành, tranh thủ thời gian mở cho hắn cửa, cái này giấy thông hành là Tần Chính Dương giúp hắn làm, đừng nhìn nho nhỏ giấy thông hành, tại Đông Châu cảnh nội các lớn xí nghiệp đơn vị trên cơ bản thông suốt, hơn nữa còn không ai thu hắn phí đỗ xe. 1. Hứa Thuần Lương dừng xe xong, tiến vào đài truyền hình trong tin tức, thẳng đến lầu 3 khu làm việc chủ nhiệm văn phòng. Tiết Mỹ Chân vừa tới, nhìn thấy Hứa Thuần Lương gõ cửa tiến đến, không khỏi có chút ngạc nhiên, nhanh như vậy. Hứa Thuần Lương nói, bằng hữu sự tình, ta đương nhiên phải nắm chắc xử lý. Tiết Mỹ Chân cầm điện thoại lên đánh trước cho ngày đó báo cáo người phụ trách, để hắn đem liên quan sự tình đơn vị danh sách cho đưa tới. Để điện thoại xuống. Cho Hứa Thuần Lương rót chén trà, tiểu Hứa, ngươi khẩn trương như vậy, chuyện này cùng bệnh viện các ngươi không sao chứ? Hứa Thuần Lương nói, làm sao không quan hệ, mặc dù không có kiểm tra chúng ta, nhưng là bệnh viện chúng ta không ít dược liệu cũng là Mộc Lan tập đoàn cung hóa. Tiết Mỹ Chân có chút đồng tình nói, vậy thì phiền toái, ta nghe nói trong tỉnh lần này phi thường coi trọng, dược giám cục phái ra kiểm tra tiểu tổ khả năng sẽ còn 2 lần kiểm tra bộ phận. Hứa Thuần Lương nói, có gì có thể phiền phức? Bệnh viện chúng ta dược liệu chất lượng không có bất cứ vấn đề gì. Tiết Mỹ Chân nói, tiểu Hứa, mọi thứ vẫn là cẩn thận, ta khuyên bệnh viện các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian từ tra một chút, nhất là Mộc Lan tập đoàn xuất phẩm dược liệu. Hứa Thuần Lương nói, Tiết tỷ, lời này của ngươi có chút võ đoán, các ngươi có chứng cứ sao? Tiết Mỹ Chân nói, chúng ta tin tức người đương nhiên muốn thực sự cầu thị, không có chứng cứ tin tức chúng ta không có khả năng loạn phát, lần này chúng ta cũng là phối hợp kiểm tra tiểu tổ công việc. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng phải nhắc nhở ngươi a, ngươi cân nhắc đến chuyện này khả năng cho Mộc Lan tập đoàn tạo thành hậu quả sao? Tiết Mỹ Chân nói, đương nhiên cân nhắc đến, bọn hắn tài hùng thế lớn, nhưng là chúng ta tin tức người nhất định phải kiên trì báo nói ra chân tướng. Hứa Thuần Lương thở dài nói, nếu chân tướng không giống các ngươi tưởng tượng cái dạng kia đâu. Tiết Mỹ Chân có chút hồ đồ rồi, ngươi có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương nói, Mộc Lan tập đoàn đối với chuyện này biểu hiện được rất kiên quyết, mỗi một bút từ bọn hắn tập đoàn bán ra thương phẩm bọn hắn đều trải qua nghiêm ngặt chất kiểm cũng có thể tố nguyên, căn cứ theo ta hiểu rõ, bọn hắn chất lượng một mực ưu tú ổn định. Lúc này tin tức một tổ trưởng Vương Lập Xuyên tiến đến, hắn mang đến Hứa Thuần Lương muốn tư liệu. Hứa Thuần Lương nhìn lướt qua phía trên đột kích kiểm tra danh sách nói, kỳ thật các ngươi không nên tranh đoạt vũng nước đục này, ta có thể xác định. Những này đơn vị đều không phải là trực tiếp từ Mộc Lan tập đoàn nhập hàng. Vương Lập Xuyên phụ trách lần này tin tức đưa tin, hắn nói chuyện có chút vừa, coi như không phải trực tiếp nhập hàng, chẳng lẽ cha xảy ra vấn đề cũng không phải là Mộc Lan tập đoàn thương phẩm sao? Hứa Thuần Lương cười nhạt một tiếng, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, Mộc Lan tập đoàn phương diện đã siêu tập đến bộ phận không hợp cách hàng mẫu, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ có động tác. Vương Lập Xuyên nói, tỉnh dược giám cục phái ra kiểm tra tiểu tổ sẽ không lầm. Hứa Thuần Lương nói, người ta xét xử vi quy dược phẩm đương nhiên không sai, nhưng là các ngươi tại không có hoàn toàn làm rõ chân tướng tình huống dưới liền truyền ra dạng này một thì tin tức, cho Mộc Lan tập đoàn tạo thành nhiều tổn thất lớn, cái này trách mặc cho ngươi nhận gánh nổi sao.
Vương Lập Xuyên mặc dù biết Hứa Thuần Lương có chút bản sự, nhưng là hắn đối người trẻ tuổi này hùng hổ dọa người chất vấn có chút khó chịu, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta người viết báo tình hình thực tế đưa tin còn không đúng. Chúng ta sao công việc không cần ngoại nhân khoa tay múa chân? Vương Lập Xuyên biểu hiện ra cường ngạnh để Tiết Mỹ Chân âm thầm kinh hãi, Hứa Thuần Lương người nào? Chớ nhìn hắn tuổi trẻ, hắn cùng hai vị bí thư đều có quan hệ, người Vương Lập Xuyên là tại cho ta gây tai họa, nàng vội vàng nói tiểu vương, người đi làm việc trước đi. Vương Lập Xuyên nhẹ gật đầu, chuẩn bị rời đi. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà nói, Vương Lập Xuyên đúng không? Vương Lập Xuyên dừng bước lại, lại xoay người lại, là ta thế nào? Hứa Thuần Lương nói, người rất nhanh sẽ thu được luật sư văn kiện. Tiết Mỹ Chân đưa mắt liếc ra ý qua một cái để Vương Lập Xuyên đi nhanh lên, Vương Lập Xuyên nổi giận lên, Tiết chủ nhiệm, ta chi tiết đưa tin có lỗi gì? Người để cho ta tới, là nghe một cái ngoài nghề ở chỗ này khoa tay múa chân sao? Tiết Mỹ Chân lo lắng hai người phát sinh xung đột, được rồi, người bớt tranh cãi, quay đầu ta lại giải thích với ngươi. Vương Lập Xuyên rời đi về sau, Tiết Mỹ Chân nói, tiểu Hứa, Vương Lập Xuyên là chúng ta trong tin tức khiêng đỉnh nhân vật, trên người có chút ngạo khí, bất quá năng lực vẫn phải có, người cũng chính trực. Nàng có câu lời không nói rõ bạch, Vương Lập Xuyên là hầu đài trưởng con rể, bằng không thì cũng không có lớn như vậy lực lượng. Hứa Thuần Lương nói, người chính trực không có nghĩa là không phạm sai lầm. Phạm sai lầm liền phải nhận gánh trách nhiệm, Tiết tỷ, chuyện này chỉ sợ nhỏ không được, người đến sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt ha. Tiết Mỹ Chân nghe xong liền luống cuống, tiểu Hứa, ta thế nhưng là giúp cho ngươi a. Hứa Thuần Lương nói, ta biết a, cho nên ta sớm đánh với ngươi chào hỏi, nếu như chứng minh món dược liệu này chính là Mộc Lan tập đoàn, đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng nếu như những dược liệu này không phải Mộc Lan tập đoàn, hoặc người những dược liệu này bị người động tay chân, các ngươi sẽ gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Tiết Mỹ Chân nói, tại sao là chúng ta, rõ ràng là tỉnh dược giám cục kiểm tra tổ điều tra ra, chúng ta chỉ là phụ trách đưa tin. Hứa Thuần Lương thở dài nói, Tiết tỷ, người xử lý quản lý công việc nhiều năm, nhưng chính trị khứu giác không quá mẫn cảm a. Nếu như là bản tỉnh vấn đề còn dễ nói, nhưng Mộc Lan tập đoàn là Nam An Huy trọng điểm xí nghiệp, lại là nước nhà y dược cục quản lý vừa mới công bố trọng điểm nâng đỡ danh sách. Kiểm tra tổ kiểm tra xảy ra vấn đề rất bình thường, nhưng là sự tình không có tra rõ ràng các ngươi liền đem Mộc Lan tập đoàn cho tuôn ra đến, cái này thao tác quá hổ, đánh mặt Nam An Huy cùng nước nhà y dược cục quản lý chính là bọn ngươi. Tiết Mỹ Chân nghe xong cũng sợ hãi, nàng vốn cho rằng chỉ là một lần thông lệ đưa tin, thật không nghĩ đến phía sau liên lụy tới nhiều như vậy bộ môn. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật chuyện này ta cũng chỉ là cho bằng hữu giúp một chút, cụ thể xử lý như thế nào còn phải nàng làm quyết định. Tiết tỷ, cái kia Vương Lập Xuyên đủ cuồng a, ta đoán chừng hắn về sau tại giới truyền thông đều không có lập trùy chi địa. Hắn liền như thế, người trẻ tuổi ỷ lại mới phóng khoáng, bình thường tại trong đài cũng là bắt ai đối với người nào. Hứa Thuần Lương nói, Tiết tỷ, chúng ta quen biết một trận, ta cũng không đành lòng nhìn thấy người bởi vì việc này nhận quá lớn liên lụy. Bây giờ kế sách, người muốn giải quyết dứt khoát, trước tiên đem trách nhiệm đẩy sạch sẽ, sau đó đem tội khôi đầu sỏ cho xử lý. Khả năng A còn có thể mức độ lớn nhất giảm bớt trách nhiệm của mình. Tiết Mỹ Chân còn có chút trong lòng còn có may mắn, không nghiêm trọng như vậy đi, chính là một thiên phổ thông đưa tin. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ta nói đến thế thôi, các ngươi không trải qua điều tra liền lung tung đưa tin, trêu chọc Hạ Hầu Mộc Lan, Hạ Hầu Mộc Lan người nào? Nữ nhân của ta, nàng có việc ta có thể không ra mặt sao? 1. Hứa Thuần Lương cáo từ rời đi. Hứa Thuần Lương vừa đi. Vương Lập Xuyên liền tìm tới, nổi giận đùng đùng đối Tiết Mỹ Chân nói, Tiết chủ nhiệm, chúng ta làm tin tức công việc vốn là đủ khó khăn, người làm sao còn để một ngoại nhân đối với chúng ta khoa tay múa chân. Tiết Mỹ Chân nói, tiểu vương, người đừng kích động, ta cảm thấy người ta nói đến cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, mặc dù kiểm tra tiểu tổ phát hiện vấn đề, nhưng là chúng ta làm tin tức cần nghiêm cẩn, tại sự tình không có triệt đáy điều tra rõ ràng trước đó không nên đem liên quan sự tình xí nghiệp công khai. Nếu như vạn nhất có ẩn tình khác, chúng ta chẳng phải là trở nên bị động. Vương Lập Xuyên nói, có thể có vấn đề gì? Chứng cứ đều rõ ràng, những cái kia trộn lẫn hạt cát bỏ cạp con rết chính là Mộc Lan tập đoàn hàng, chẳng lẽ loại này lòng dạ hiểm độc xí nghiệp không nên lộ ra ánh sáng sao? Tiết Mỹ Chân nói, dù sao a, ta cảm thấy ngươi có chút quá gấp, có thể đợi hết thảy chứng thực về sau lại truyền bá, hoặc là có thể đối xí nghiệp tên tiến hành đánh mã xử lý, đây cũng là đối với chúng ta tự thân một loại bảo đảm hộ. Vương Lập Xuyên hót như khiếu nói, tin tức giảng cứu một cái có tác dụng trong thời gian hạn định tính,
nếu như chúng ta trễ một bước, liền bị người khác vượt lên trước, bọn hắn đã dám bán ngụy liệt dược phẩm, chúng ta vì cái gì không thể lộ ra ánh sáng bọn hắn. Ngươi sợ bọn hắn trả thù, ta cũng không sợ. Tiết Mỹ Trân biết Vương Lập Xuyên nóng lòng làm thành tích tâm lý, hắn là đài trưởng con rể, hầu đài trưởng đã sớm nghĩ đề bạt hắn, chỉ là cần một cái cơ hội thích hợp, Vương Lập Xuyên hoàn toàn chính xác đủ cố gắng, trong đài đều có thể nhìn ra cái kia khỏa nỗ lực phấn đấu trái tim. Kỳ thật Tiết Mỹ Trân ngay từ đầu cũng không có đem tin tức này xem như cái đại sự gì, nhưng Hứa Thuần Lương đi tìm đến, nàng liền ý thức được chuyện này có thể muốn phiền toái, Hứa Thuần Lương người này phong cách làm việc nàng hiểu rõ. Vừa mới đối nhắc nhở của nàng tuyệt không phải nói chuyện giật gân, chứng minh Vương Lập Xuyên quy tắc này đưa tin đã chọc giận hắn, hắn quyết định hướng Vương Lập Xuyên ra tay, không phải cũng sẽ không nói ra về sau Vương Lập Xuyên tại giới truyền thông lại không lập trùy chi địa ngoan thoại. Hứa Thuần Lương trong lời nói còn nội hàm nàng, để nàng sớm ứng đối. Tiết Mỹ Trân đương nhiên không làm được giải quyết dứt khoát sự tình, bởi vì Vương Lập Xuyên không phải không bối cảnh người. Mộc Lan tập đoàn phương diện đã lấy được đám kia không hợp cách dược liệu hàng mẫu, bọn hắn có thể xác định những dược liệu này bị người động tay chân cũng không phải là đơn giản theo thứ tự hàng nhái, lấy bỏ cạp, còn giết những này là lệ, mặc dù đều là Mộc Lan tập đoàn xuất phẩm, nhưng là ở giữa thương mua sắm về sau, bọn hắn lại tiến hành rót cát diễn hai nơi. Mặt ngoài nhìn vẫn là Mộc Lan tập đoàn xuất phẩm dược liệu, nhưng là thông qua loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng thao tác, gia tăng trọng lượng. Dựa theo bình thường giá cả bán đi, bọn hắn có thể đem lợi nhuận gấp bội thậm chí cao hơn. Mộc Lan tập đoàn bên kia động tác mặc dù rất nhanh, nhưng là có ý khác ô hóa bọn hắn đối thủ cũng không có nhàn rỗi. Tại Đông Châu đài truyền hình tin tức lộ ra ánh sáng về sau, các lớn video bình đài xuất hiện đại lượng bôi đen Mộc Lan tập đoàn video tin tức. Mộc Lan tập đoàn bị cấp tốc đẩy lên dư luận nơi đầu sóng ngọn gió, bởi vì Mộc Lan tập đoàn, liền thiếu thành tòa này nội địa lớn nhất thuốc bắc căn cứ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Không rõ chân tướng một số người bắt đầu công kích Tiếu Thành là thuốc giả nơi tập kết hàng, Tiếu Thành lãnh đạo thành phố sáng nay đã tổ chức hội nghị khẩn cấp, còn tìm Mộc Lan tập đoàn hiểu rõ tương quan tình huống. Tại Mộc Lan tập đoàn cung cấp từ chứng thanh bạch chứng cứ về sau, Tiếu Thành thị đã hướng tỉnh Dược Giám Cục báo cáo, dù sao lần này tại Đông Châu đột kích kiểm tra là Bình Hải tỉnh Dược Giám Cục, bọn hắn không thể vượt cấp đối thoại. Nam An Huy Dược Giám Cục cũng lập tức có chỗ biểu thị. Bọn hắn yêu cầu Bình Hải Dược Giám Cục đối với chuyện này thận trọng xử lý, nếu như chứng minh nhóm này ngụy liệt dược liệu đến từ Mộc Lan tập đoàn, đến từ Tiếu Thành, bọn hắn sẽ nghiêm túc xử lý, nếu như cuối cùng kết quả kiểm tra cho thấy cùng Mộc Lan tập đoàn không quan hệ, bọn hắn sẽ truy cứu nhân viên tương quan trách nhiệm. Liên quốc gia Trung y thuốc cục quản lý phương diện đều đã bị kinh động, Lâm Tư Cẩn chuyên môn gọi điện thoại cho Hứa Thuần Lương hỏi thăm Đông Châu bên này đến cùng là tình huống như thế nào. Dù sao Mộc Lan tập đoàn tiến vào quốc gia trọng điểm nâng đỡ trọng yếu căn cứ là Hứa Thuần Lương đề cử, mặc dù bản thân điều kiện phù hợp yêu cầu, nhưng là ở trong đó nếu là không có cái tầng quan hệ này cũng không có khả năng trúng tuyển. Hứa Thuần Lương đem giải được tình huống nói cho Lâm Tư Cẩn, Mộc Lan tập đoàn bên kia cũng ngay đầu tiên tướng chi tiết tình huống viết thành báo cáo, phái chuyên gia tiến về kinh thành. Hứa Thuần Lương cho rằng đây không phải một chuyện xấu, mặc dù Mộc Lan tập đoàn bị đẩy vào dư luận vòng xoáy. Không rõ chân tướng đám người đối bọn hắn ngang ngược chỉ trích, nhưng càng là như thế, càng là nổi bật Trung y thuốc cục quản lý tác dụng thời điểm, những này tiến vào quốc gia bảo hộ danh sách trọng điểm xí nghiệp, trọng điểm đơn vị, nếu như bị người tận lực bôi đen, bọn hắn như thế nào duy quyền. Hứa Thuần Lương cũng không phải là bởi vì cùng Hạ Hầu Mộc Lan quan hệ cá nhân mà một lòng che chở, hắn có lý có cứ, không hợp cách những dược liệu kia tất cả đều đến từ trường thịnh thuốc đông y mắt xích, cái này mắt xích cơ cấu tổng bộ vị ở Hạ Bi. Lâm Tư Cẩn tại tổng hợp hiểu rõ tình huống về sau, lập tức quyết định phái ra một chi liên hợp công tác tổ từ Lý Khai Cường dẫn đội, tổ điều tra thành viên ngoại trừ Trung y thuốc cục quản lý nhân viên công tác bên ngoài, còn có một chút ngoại xính chuyên gia, trong đó liền bao quát Huệ Nhân Đường đại trưởng Quý Hoàng Công Hiền, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Đông Châu phương diện cũng có một người tiến vào liên hợp tổ điều tra, người này chính là Hứa Thuần Lương. Công tác tổ còn chưa tới. Bình Hải Dược Giám Cục đã là một mảnh bấp bênh, bọn hắn phái ra công tác tổ đột kích kiểm tra bản thân là đối người tiêu dùng phụ trách, lúc trước cũng không muốn đem sự tình làm như thế lớn, dạng này đột kích kiểm tra hàng năm đều sẽ có, nhưng là trên cơ bản đều là bắt mấy cái điển hình, phát điểm khoản, cầu nguyện răn đe tác dụng, đồng thời đối người tiêu dùng có cái bản giao là được rồi, nhưng lần này giống như có chút không giống, vậy mà kinh động đến quốc gia Trung y thuốc cục quản lý. Hạ Hầu Mộc Lan đi đầu đi tới Bình Hải. Cùng nàng cùng một chỗ đến Bình Hải còn có cường đại luật sư đoàn đội,
tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, nhiều khi chuyện xấu cũng có thể chuyển hóa làm chuyện tốt. Hạ hầu Mộc Lan một thân một mình đi vào bệnh truyền nhiễm viện văn phòng, không có cho thấy thân phận của mình, chỉ nói là đến đàm đầu tư. Mấy vị nữ cán sự nghe nói là tìm đến Hứa chủ nhiệm, mời nàng chờ một lát, bên này Khang Nguyệt Kỳ hướng Hứa Thuần Lương phòng làm việc nhỏ gọi điện thoại, nói cho hắn biết có vị nhà đầu tư muốn theo hắn tâm sự. Hứa Thuần Lương đang cùng Lý Khai Cường giao lưu tình huống, dựa theo bọn hắn hành trình, tổ điều tra phương diện sẽ ở đêm nay đến Đông Châu, vào ở Đông Châu thứ nhị chiêu đợi chỗ, Lý Khai Cường để hắn đem nắm giữ vật liệu đều chuẩn bị kỹ càng, cung cấp cho chuyên gia tổ tiến hành phân tích điều tra. Hứa Thuần Lương cầm điện thoại lên, để Khang Nguyệt Kỳ chuyển cáo khách nhân chờ một lát. Hạ hầu Mộc Lan chờ đợi dòng dã 15 phút, chờ Hứa Thuần Lương làm xong nhớ tới cái này việc sự tình, lúc này mới an bài Khang Nguyệt Kỳ thỉnh khách nhân tới. Hạ hầu Mộc Lan vào cửa, Hứa Thuần Lương sửng sốt, bởi vì vừa rồi Khang Nguyệt Kỳ thông báo thời điểm không có báo nàng bản danh, hắn còn tưởng rằng là phổ thông nhà đầu tư. Khang Nguyệt Kỳ rời đi về sau, Hứa Thuần Lương vui tươi hớn hở tiến lên đón. Giang hai cánh tay chuẩn bị cho Hạ Hầu Mộc Lan một cái ôm nhiệt tình. Hạ Hầu Mộc Lan đưa tay chống đỡ lồng ngực của hắn, Hứa đại chủ nhiệm, người bộ này giá đỡ nhưng đủ lớn a. Hứa Thuần Lương liếc một cái bộ ngực của nàng, không bằng ngươi lớn, ngươi lại không thông báo danh tự, ta cũng không biết là ngươi, không phải ta đã sớm ra nghênh tiếp. Một, Hạ Hầu Mộc Lan nói, với ai liếc mắt đưa tình đâu. Hứa Thuần Lương nói, cái này không phải là vì chuyện của ngươi nha. Quốc gia Trung y thuốc cục quản lý phương diện châm đối với chuyện này chuyên môn thành lập một cái liên hợp tổ điều tra, đêm nay liền đến Đông Châu điều tra chuyện này. Hạ hầu Mộc Lan nghe xong chuyện này kinh động đến Trung y thuốc cục quản lý, hơi chút suy nghĩ liền đoán được Hứa Thuần Lương khẳng định vận dụng hắn mẹ nuôi tầng kia quan hệ, trong lòng ngọt lịm. Không cần, chuyện này chính ta liền có thể giải quyết. Hứa Thuần Lương đưa tay bốc lên nàng cằm nói, ai khi dễ ngươi chính là sống mái với ta. Chuyện này ta nhất định phải ra mặt giúp ngươi đòi cái công đạo. Nữ nhân cảm động một số thời khắc chính là đơn giản như vậy đột nhiên, Hạ hầu Mộc Lan thân thể mềm mại mềm nhũn, chủ động quăng người vào nghi ngờ. Hứa Thuần Lương khẽ vươn tay đem cửa phòng cho khóa trái, đây là đề phòng cái nào mắt không mở lúc này chạy vào phá hư tình thú. Hạ hầu Mộc Lan nói, ngươi không phải muốn tan việc. Hứa Thuần Lương nói, không vội, bám vào bên tai nàng nhỏ giọng nói câu gì. Hạ hầu Mộc Lan trong khoảnh khắc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mắng, nói bậy bạ gì đó, ta. Môi anh đào đã bị Hứa Thuần Lương cho phong bế, kiều thân thể bị hắn hữu lực cánh tay ôm ly khai mặt đất. Hạ hầu Mộc Lan tại trên bả vai hắn đập một cái, nhỏ giọng nói, thả ta xuống. Hứa Thuần Lương lắc đầu. Hạ hầu Mộc Lan cứng rắn không được đành phải đến mềm, phụ ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, muốn không buổi tối ngươi đi khách sạn lại nói. Hứa Thuần Lương nói, ban đêm là ban đêm, nghiệp tinh thông cần hoang tại đùa, ta phải trước kiểm tra làm việc, nhìn xem ngươi gần nhất thành quả tu luyện. Một, nơi này liền cái giường đều không có. Hứa Thuần Lương cười nói, đổi tư thế cân nhắc vấn đề nha, phương diện này ta có thể hảo hảo dẫn đạo một chút ngươi. Hạ hầu Mộc Lan nói, không nha, đừng quên ngươi còn tại đơn vị làm việc. Hứa Thuần Lương nói, công việc nào có ngươi trọng yếu. Hạ hầu Mộc Lan mắng, ngươi cái miệng này cùng lau mật ong, đến tột cùng câu nào là thật câu nào là giả. Hứa Thuần Lương nói, thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Con hàng này thuận tay lại đem màn cửa kéo lên. Hạ hầu Mộc Lan nói, ngươi trước thả ta xuống nha. Ê! Hứa Thuần Lương nói, liền từng cái. Ngươi đừng gạt ta. Lừa ngươi ta là chó. Một! Màn đêm trong lúc vô tình giáng lâm. Hạ hầu Mộc Lan tóc mây rối tung, ngồi tại Hứa Thuần Lương trên thân dùng sức ôm chặt hắn, thân thể mềm mại từng đợt run rẩy, một hồi lâu mới nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn một bên thở dốc vừa mắng nói, ngươi chính là chó. Hứa Thuần Lương cười nói, vậy là ngươi cái gì? Hạ hầu Mộc Lan cúi đầu, nhắm ngay cổ của hắn hung hăng hôn một cái, cho hắn chồng lên một viên thật to ô mai. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ nàng tràn ngập co giãn mông ngọc, thấp giọng nói, nếu không sẽ giúp ngươi điều trị một chút nội tức. Hạ hầu Mộc Lan tại trên lồng ngực của hắn đập một quyền nói, ngươi không mệt. Nàng bị Hứa Thuần Lương cái này thông dày vò làm cho đau lưng nhức eo, nhưng là trong nội tâm tràn đầy vui vẻ, vây quanh ở Hứa Thuần Lương thân thể nói, Thuần Lương, ngươi vừa mới không có mang. Ta có thể hay không? Hứa Thuần Lương nói, yên tâm đi, ngươi tại kỳ an toàn. Hạ hầu Mộc Lan nói, có đôi khi kỳ an toàn cũng không cho phép. Trên bàn điện thoại di động vang lên.
Hứa Thuần Lương lúc này mới nhớ tới đêm nay công tác tổ muốn đi qua sự tình, mới vừa rồi giúp trợ hạ Hầu Mộc Lan tu luyện qua tại đầu nhập, quên cái này việc sự tình. Hứa Thuần Lương cầm điện thoại lên, hạ Hầu Mộc Lan lặng lẽ giúp hắn lui ra ngoài, sau khi tách ra đi xó xỉnh bên trong mặc quần áo. 2. Hứa Thuần Lương nói cho Lý Khai Cường mình lập tức đi qua cùng công tác tổ sẽ cùng. Hai người đều mặc quần áo xong, Hứa Thuần Lương mở đèn lên, hạ Hầu Mộc Lan đối điện thoại di động cả sửa lại một chút, giận trách tóc đều bị ngươi làm rối loạn. Hứa Thuần Lương chỉ váy của nàng, hạ Hầu Mộc Lan nhìn thấy phía trên lây dính một điểm màu trắng ấn ký, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, dậm chân, Hứa Thuần Lương đánh khăn lông ướt giúp nàng lau, vốn đang không lắm rõ ràng, hắn cái này bay sượt ướt một mảng lớn, nhìn qua càng thêm bất nhã. Hạ Hầu Mộc Lan nói, chán ghét, đều là ngươi hại. Hứa Thuần Lương nói, không có chuyện, một hồi chỉ làm. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta về trước khách sạn, tắm rửa thay quần áo khác. Hứa Thuần Lương nói, Thành, vậy ngươi tiện đường đem ta đưa đến Nhị Chiêu, công tác tổ tới, ta cùng thành viên khác gặp mặt. Hạ Hầu Mộc Lan thế mới biết hắn thế mà cũng là công tác tổ thành viên. Hạ Hầu Mộc Lan đưa Hứa Thuần Lương đi Nhị Chiêu trên đường, người này tay cũng không thành thật, Hạ Hầu Mộc Lan không thể không nhắc nhở hắn, hiện tại nói ở trên con đường đều là HD camera, vạn nhất bị đập tới luôn luôn không tốt, Hứa Thuần Lương dù sao cũng là thể chế bên trong người, Hạ Hầu Mộc Lan cùng bệnh truyền nhiễm viện lại có nghiệp vụ liên hệ, vạn nhất bị cài lên ở một bệnh viện nào đó lãnh đạo quy tắc ngầm nào đó thuốc đông y tập đoàn người phụ trách mũ liền lúng túng. Hứa Thuần Lương tại Nhị Chiêu cổng xuống xe, trước khi đi, Hạ Hầu Mộc Lan chủ động hôn hắn một ngụm, phát ra từ nội tâm thích. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm đối Hạ Hầu Mộc Lan nói, chờ ta làm xong lại đi tìm ngươi. Hạ Hầu Mộc Lan đỏ mặt nói, thật sự là chịu không được ngươi. Đưa mắt nhìn Hạ Hầu Mộc Lan đi xa về sau, Hứa Thuần Lương lúc này mới quay người hướng Nhị Chiêu bên trong đi đến, hắn đi trước Lý Khai Cường chỗ gian phòng. Lý Khai Cường vừa tắm rửa xong, mở cửa mời Hứa Thuần Lương tiến đến, lão đệ. Các người cái này Nhị Chiêu công trình cũng quá cổ xưa, tắm gội nước lúc lạnh lúc nóng. Hứa Thuần Lương nói, hiện tại lãnh đạo trên cơ bản đều không ở nơi này, thì trung tâm hành chính đem đến khu vực mới, bên kia Long Hồ số 1 điều kiện rất tốt, các ngươi làm sao tuyển ở chỗ này ở. Lý Khai Cường nói, Lâm chủ nhiệm để chúng ta trước không nên cùng Đông Châu phương diện tiếp xúc, yêu cầu công tác tổ độc lập triển khai điều tra, Đông Châu bên này trước mắt chỉ có người biết tình hình thực tế. Hứa Thuần Lương nói, ăn cơm chưa? Lý Khai Cường nói, quay lại tiệc đứng. Hứa Thuần Lương nói, tiệc đứng có cái gì ăn đầu a? Ta mang ngươi thể nghiệm một chút Đông Châu đặc sắc. Lý Khai Cường nói, Thành, đem Lão Hoàng kêu lên, hắn không phải cùng ngươi rất quen sao? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, Lý Khai Cường gọi lên Hoàng Công Hiền, Hứa Thuần Lương trưng cầu một chút ý kiến của hắn, để Hạ Hầu Mộc Lan đem tư liệu đưa tới. Trước mang lấy hai người bọn họ đi bên cạnh Mao Gia thịt dê quán. Đông Châu thịt dê cũng phi thường nổi danh, Hứa Thuần Lương muốn cái bọc nhỏ, ba người ngồi xuống, Hứa Thuần Lương điểm mấy đạo đặc sắc đồ ăn, lại nướng một cân thịt dê nướng. Hạ Hầu Mộc Lan lúc này cũng đến, nàng thuận tiện mang đến hai cân mao đài. Lý Khai Cường biết Hứa Thuần Lương cùng Mộc Lan tập đoàn nguồn gốc, lần này nhìn thấy Hạ Hầu Mộc Lan, lập tức minh bạch nàng cùng Hứa Thuần Lương ở giữa khẳng định có phi thường không quan hệ bình thường. Hạ Hầu Mộc Lan cùng Hoàng Công Hiền là nhận biết. Hoàng Công Hiền Huệ Nhân Đường cũng là Mộc Lan tập đoàn khách hàng lớn, phụ thân của hắn Hoàng Vọng Lân là Bì Môn bốn đại trưởng lão một trong, Hoàng Công Hiền mình cũng là Bì Môn đệ tử, nhìn thấy Hạ Hầu Mộc Lan hiện thân, Hoàng Công Hiền thái độ vô cùng khách khí, kỳ thật chính là khiêm cung, dù sao Hạ Hầu Mộc Lan trước mắt là Bì Môn đời môn chủ. Hoàng Công Hiền trong lời nói rõ ràng đang vì Hạ Hầu Mộc Lan nói chuyện, Mộc Lan tập đoàn dược liệu một mực lấy chất lượng ưu lương lấy xưng, lần này làm sao lại xuất hiện vấn đề như vậy. Hạ Hầu Mộc Lan mang đến hàng mẫu, nàng tướng hàng mẫu đưa cho Hoàng Công Hiền, Hoàng lão bản mời xem, đây là chúng ta xuất phẩm bọ cạp, đây là Trường Thịnh thuốc đông y bán buôn trung tâm bán đi bọ cạp, mặt ngoài nhìn không giống, nhưng là trọng lượng có rất lớn phân biệt, chúng ta sơ bộ điều tra cho thấy, Trường Thịnh từ chúng ta nơi đó nhập hàng về sau lại tiến hành rót cát diễn hai nơi, lấy tăng lên trọng lượng thủ đoạn phi pháp kiếm lời. Hứa Thuần Lương nói, thật sự là rất đáng hận, chẳng những kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, còn đánh lấy các ngươi cờ hiệu bại hoại danh dự của các ngươi. Lý Khai Cường nói, bị đột kích kiểm tra phát hiện không hợp cách dược liệu đơn vị bọn hắn đều không phải là trực tiếp từ các ngươi nơi đó nhập hàng sao. Hạ Hầu Mộc Lan nói, căn cứ chúng ta bây giờ nắm giữ danh sách, những này sử dụng vi quy dược liệu đơn vị bên trong,
chỉ có Nam Giang Trung Y Viện từ chúng ta nơi này tiến vào hàng, bất quá, bọn hắn nên là từ Mộc Lan tập đoàn tiến một bộ phận, sau đó lại từ đường dây khác mua vào một bộ phận. Lý Khai Cường nhíu mày, dạng này thao tác không ít bệnh viện đều tồn tại, không chỉ là chất lượng vấn đề, tra được khẳng định sẽ phát hiện tham nhũng vấn đề. Hứa Thuần Lương nói, xem ra cần cơ quan kiểm soát đã tham dự. Lý Khai Cường nói, Trường Thịnh bên kia phải chăng đã khai thác hành động. Hứa Thuần Lương nói, Đông Châu Dược Giám Cục đã đối Trường Thịnh khai thác biện pháp, phòng hắn nhóm khố phòng. Lý Khai Cường nói, xem ra chuyện này cũng không phức tạp a, nhập hàng đơn có thể chứng minh Mộc Lan tập đoàn trong sạch. Hạ Hầu Mộc Lan nói, nhưng là chuyện này đã cho tập đoàn chúng ta tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, hiện tại trên Internet cũng có muôn hình muôn vẻ bất lợi cho tin tức của chúng ta tại truyền bá. Hoàng Công Hiền trước đây không lâu cũng thâm thụ dư luận nỗi khổ, tại phụ tử sử dụng bên trên bị người công kích thậm tệ, đến bây giờ vẫn lòng còn sợ hãi. Hoàng Công Hiền nói, mạng lưới không là phi pháp chi địa, những này không phụ trách ngôn luận nhưng lấy hủy đi một cái nhãn hiệu, một cái xí nghiệp nhiều năm cố gắng. Hạ Hầu Mộc Lan nói, dẫn đầu đưa tin chuyện này là Đông Châu Đài truyền hình, ta đã để luật sư đi tìm bọn họ thương lược, yêu cầu bọn hắn nhằm vào không thật đưa tin tiến hành công khai xin lỗi, cũng bồi thường chúng ta tổn thất. Lý Khai Cường nói, trước mắt công tác tổ vẫn còn lấy chứng giai đoạn, chờ kết quả ra các ngươi lại bắt đền cũng không muộn, ngươi yên tâm, làm vì quốc gia trọng điểm nâng đỡ thuốc đông y căn cứ, chúng ta sẽ không ngồi yên không lý đến, không có thể tùy ý một bộ phận người có dụng tâm khác bôi đen chúng ta dân tộc xí nghiệp. Hứa Thuần Lương điện thoại di động vang lên, là đài truyền hình bộ thông tin chủ nhiệm Thiết Mỹ Trân gọi điện thoại tới, tin tức hành nghề người khứu giác muốn so với bình thường người muốn nhạy cảm. Thiết Mỹ Trân càng ngày càng phát giác được hướng gió có chút không đúng, nàng cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại mục đích đúng là muốn dò xét một chút Mộc Lan tập đoàn thái độ. Ngay ở trước mặt những người đó nói chuyện không tiện, Hứa Thuần Lương đi bên ngoài nhận điện thoại. Tiểu Hứa, hôm nay Mộc Lan tập đoàn cho chúng ta phát luật sư văn kiện. Hứa Thuần Lương nói, Tiết tỷ, đây không phải rất bình thường sao? Các ngươi truyền ra tin tức cho người ta tạo thành như thế ảnh hưởng tồi tệ, ta cũng nói cho ngươi, để các ngươi giải quyết dứt khoát. Nhưng từ ta gặp ngươi đến hiện tại, các ngươi tuyên bố không phát, người trong cuộc không xử lý, thậm chí liền đầu kia tin tức đều không có xóa, các ngươi là thực có can đảm a. Tiết Mỹ Trân nói, Tiểu Hứa, có một số việc ta cũng không làm chủ được, cái kia Vương Lập Xuyên là chúng ta Hầu Đài con rể, ta cũng không thể lách qua đài lãnh đạo trực tiếp xử lý hắn a. Về phần xin lỗi tuyên bố, ta cũng đã hỏi một hạ lãnh đạo ý kiến, đài lãnh đạo cho là chúng ta chi tiết đưa tin cũng không có sai, bọn hắn không đồng ý phát. Ta làm sao bây giờ? Hứa Thuần Lương nói, chuyện này không tốt kết thúc, trước mắt đã khiến cho quốc gia Trung Y thuốc cục quản lý cao độ coi trọng, người ta Nam An Huy bên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, các người tương đương biến tướng bôi đen dân tộc xí nghiệp, liền Vương Lập Xuyên kia tiểu vương bát đản, sự tình mặc dù là hắn náo ra tới, nhưng hắn không có bản sự lưng như thế lớn một cái nồi. Tiết tỷ, nói câu không dễ nghe, chuyện này 89 phần 10 phải rơi vào trên đầu ngươi. Tiết Mỹ Trân thật sự là khóc không ra nước mắt, Tiểu Hứa, ngươi cũng biết, tin tức này cùng ta không có quan hệ gì. Trong nội tâm nàng phi thường minh bạch, làm sao có thể không quan hệ, trọng yếu như vậy tin tức, nàng khẳng định là muốn trước xem qua, chỉ bất quá bình thường nàng đối Vương Lập Xuyên liền tương đối rộng cho, tại tin tức này bên trên cũng quá tê dại. Hứa Thuần Lương nói, ngươi là đài truyền hình trong tin tức chủ nhiệm, sao có thể không quan hệ đâu. Tiết Mỹ Trân nói, vậy ta làm sao bây giờ? Hứa Thuần Lương nói, cùng chờ lấy người khác vung nồi, người không bằng đuổi tại hắn vung nồi trước đó trước cắm hắn một đao. Tiết Mỹ Trân nói, Tiểu Hứa, chuyện này thì có chút nghe không rõ, người chỉ điểm một chút ta. Hứa Thuần Lương hạ giọng nói, kia tiểu vương bát đản không phải có hậu đài sao. Người tìm ngành tương quan phản ứng một chút, thừa dịp sự tình không bạo phát trước đó, trước tiên đem hắn hai người cho tố giác vạch trần. Tiết Mỹ Trân hít một hơi lãnh khí, quả thật là Hứa Thuần Lương. Trả thù không lưu tình chút nào, bất quá suy nghĩ một chút Hứa Thuần Lương nói đến cũng rất có đạo lý, trời sập xuống cái lớn đỉnh lấy, nếu như đem trách nhiệm giao cho lão hầu, mình liền biến thành một cái bị động người chấp hành, tương đối mà nói trách nhiệm liền nhẹ đi nhiều. Tiết Mỹ Trân nói, nhưng hắn mới là đài trưởng, ta nói cũng không ai tin tưởng. Hứa Thuần Lương nói, đài trưởng thế nào, ta cũng không tin hắn một điểm mau bệnh không có, giống các ngươi loại đơn vị này. Tay cầm quyền cao cán bộ dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Tiết Mỹ Trân trải qua hắn dẫn dắt có chút rộng mở trong sáng, lão hầu sinh hoạt tác phong phương diện có chút không bị kiềm chế, thiên hạ thủ vi cường, lần này sóng gió có chút lớn, vì tự vệ,
chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, thế nhưng là nàng hẳn là tìm ai? Lấy hầu đài trưởng thân phận và địa vị mình nghĩ vặn ngã hắn quá khó khăn. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có thể cung cấp manh mối, ta giúp ngươi phản ứng cho lãnh đạo cấp trên. Tiết Mỹ Trân mừng rỡ, vậy thì tốt quá, tiểu Hứa, ta. Nàng hạ giọng nói, trong tay của ta có hầu quốc nghĩa sinh hoạt không bị kiềm chế chứng cứ. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cho ta, quyết không thể chịu đựng dạng này mặt ngoài ra vẻ đạo mạo sau lưng nam đạo nữ sướng ra hỏa tồn lưu tại chúng ta trong đội ngũ cách mạng. Đêm đó Hứa Thuần Lương tìm cái cớ không có về nhà, lặng lẽ chạy vào Hạ Hầu Mộc Lan gian phòng, chăm chú kiên nhẫn chỉ đạo nàng tu luyện động tác. Hạ Hầu Mộc Lan dậy sớm thời điểm cảm giác quanh thân đều sắp bị hắn giày vò tan thành từng mảnh, thật có chút hoài nghi con hàng này có phải hay không ở phương diện này thành nghiện. Thừa dịp Hứa Thuần Lương đi tắm rửa, nàng bật máy tính lên nhìn một chút tập đoàn mới nhất truyền đến tư liệu, hiện tại bọn hắn đã sưu tập đủ nhiều chứng cứ. Tiếp xuống chính là duy quyền đến thanh trừ những cái kia nhằm vào tập đoàn ô tên. Hứa Thuần Lương mặc áo choàng tắm cười tủm tỉm hướng Hạ Hầu Mộc Lan đi tới, Hạ Hầu Mộc Lan bị hắn giày vò có chút sợ, nhấc tay xin khoan dung nói, ta không được, hôm nay còn phải có rất nhiều việc đi làm, người này đơn giản là sắc quỷ chuyển sinh. Hứa Thuần Lương nói, không trách ta, đều là tối hôm qua ăn đến quá bổ, nếu là không dùng ở trên thân thể ngươi không phải lãng phí. Hạ Hầu Mộc Lan liếc mắt, hắn lý do cũng thật nhiều, Hứa Thuần Lương tới ôm nàng. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ngươi thật sự là tinh lực quá thừa. Hứa Thuần Lương nói, chứng minh ngươi hấp dẫn ta, gặp người khác ta đều ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, duy chỉ có gặp ngươi ta liền muốn chịu mệt nhọc. Hạ Hầu Mộc Lan nói, ta vậy mới không tin, đoán chừng ngươi gặp ai cũng cái dạng kia. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, nhìn đồng hồ, nhớ tới hôm nay muốn đi theo công tác tổ cùng đi Hạ Bi nhìn xem Trường Thịnh bị niêm phong dược liệu. Tranh thủ thời gian thay đổi y phục đi ra ngoài, liền bữa sáng đều không có quan tâm ăn. Công tác tổ mặc dù đêm qua mới đến, nhưng là hiệu suất rất cao, trước mắt đã loại bỏ những cái kia vi quy dược liệu cùng Mộc Lan tập đoàn có quan hệ, Lý Khai Cường cũng hướng thượng cấp làm báo cáo. Căn cứ Lâm Tư Cẩn chỉ thị, chuyện này phải nghiêm túc xử lý, quyết không cho phép có bất kỳ người, bất kỳ cái gì đơn vị ô danh hóa quốc gia trọng điểm bảo hộ dân tộc xí nghiệp. Nàng sẽ đem chuyện này hướng thượng cấp báo cáo, truy cứu tương quan đơn vị trách nhiệm. Công tác tổ còn chưa tới Hạ Bi, thì thuốc giám bộ môn điện lời đã gọi cho Hứa Thuần Lương. Vì cái gì gọi cho Hứa Thuần Lương? Bởi vì việc này là quốc gia trung y thuốc cục quản lý trực tiếp phái ra công tác tổ, trước đó cùng Đông Châu thậm chí Bình Hải ngay cả chào hỏi cũng không đánh, Bình Hải tỉnh phương diện đến cùng là tin tức linh thông, nghe nói sau chuyện này nghĩ trăm phương ngàn kế tra ra công tác tổ danh sách, ở trong đó chỉ có Hứa Thuần Lương một cái là Đông Châu thị hệ thống vệ sinh. Lấy Hứa Thuần Lương tư lịch có thể tiến vào quốc gia trung y thuốc cục quản lý phái ra công tác tổ bản thân liền có chút không thể tưởng tượng, trong tỉnh liên hệ Đông Châu thị, ý đồ thông qua Đông Châu dược giám cục tìm Hứa Thuần Lương nghe ngóng công tác tổ điều tra tường tình. Liên hệ Hứa Thuần Lương chính là Đông Châu dược giám cục phó cục trưởng Thường Lai Thuận, mặc dù Thường Lai Thuận đi qua cùng Hứa Thuần Lương không có đã từng quen biết, nhưng hắn đã sớm nghe nói qua Hứa Thuần Lương đại danh, chủ động báo lên tên của mình, thái độ cũng vô cùng khiêm cung. Dù sao Hứa Thuần Lương hiện tại là quốc gia thuốc đông y cục quản lý đặc biệt công tác tổ thành viên. Hứa Thuần Lương nói cho Thường Lai Thuận mình chính trước khi đến Hạ Bi trên đường, có chuyện gì quay đầu sẽ liên lạc lại. Thường Lai Thuận biểu thị Trường Thịnh những dược liệu kia là Hạ Bi dược giám cục phối hợp bọn hắn cùng một chỗ điều tra, trước mắt hắn ngay tại Hạ Bi. Hứa Thuần Lương nghe xong liền biết công tác tổ đã tiết lộ phong thanh, nói câu kia gặp lại sau liền đã cúp điện thoại. Hứa Thuần Lương hướng ngồi ở bên cạnh Lý Khai Cường thấp giọng nói, công tác tổ tin tức đều truyền ra ngoài, chúng ta thị dược giám cục đã tại Hạ Bi hậu. Lý Khai Cường cười nói, tin tức của bọn hắn ngược lại là linh thông. Hứa Thuần Lương nói, đoán chừng là có thật giật mình. Lý Khai Cường nói, bọn hắn điểm xuất phát là tốt, bất quá công việc không đủ nghiêm cẩn, chỉ muốn xét xử ngụy liệt sản phẩm, không có cân nhắc đến muốn bảo vệ tương quan xí nghiệp. Không có xác thực chứng cứ trước đó tại sao có thể để mới nghe bộ môn tùy ý lộ ra ánh sáng. Hứa Thuần Lương nói, ta sẽ hướng Uông thư ký phản ứng, Đông Châu đài truyền hình quả thực là làm bừa bãi. Công tác tổ đến Trường Thịnh dược liệu bán buôn trung tâm, Đông Châu dược giám cục phó cục trưởng Thường Lai Thuận đã mang theo nơi đó thuốc giám bộ môn người phụ trách ở bên kia chờ lấy. Thường Lai Thuận cười tâu tuét miệng rộng tới cùng lãnh đạo nắm tay, Lý Khai Cường căn bản không chào đón hắn, ngươi là ai a? Tại trước mặt nhiều người như vậy đụng phải một cái mũi xám khó tránh khỏi xấu hổ, bất quá Thường Lai Thuận vẫn là cười rạng rỡ, lãnh đạo,
ta là Đông Châu Dược Giám Cục Thường Lai Thuận, Trường Thịnh chính là chúng ta Niêm Phong. Lý Khai Cường cũng không cho hắn hòa nhã, để trước mặt hắn dẫn đường, đi vào bán buôn trung tâm chuyện thứ nhất chính là chuyên gia lấy mẫu. Thường Lai Thuận cùng những người khác cũng không quen, đã đụng phải một lần cái đinh cũng không thể mặt dạn mày dày lại tìm khó coi, chỉ có thể tiến đến Hứa Thuần Lương nơi đó lôi kéo làm quen, móc ra một hộp khói, Hứa chủ nhiệm, ta cùng các ngươi Nghiêm viện là lão bằng hữu. Hứa Thuần Lương biểu thị mình không hút thuốc lá, kỳ thật Thường Lai Thuận cũng không cần thiết sợ hãi, chuyện này cùng hắn quan hệ không lớn. Thường Lai Thuận vẻ mặt đau khổ nói, Hứa chủ nhiệm, chuyện này làm sao liền quốc gia trung y thuốc cục quản lý đều kinh động. Hứa Thuần Lương nói, Thường cục, ngài là thật không biết hay là giả không biết? Thường Lai Thuận nói, ta thật không biết, loại chuyện này hàng năm đều sẽ có người báo cáo, đột kích kiểm tra cũng là vì bảo hộ người bệnh quyền lợi. Hứa Thuần Lương nói, bảo hộ người bệnh quyền lợi đương nhiên không sai, thế nhưng là tại bảo vệ người bệnh quyền lợi đồng thời cũng không thể thương tổn đến xí nghiệp cùng thương gia danh dự, nhất là Mộc Lan tập đoàn loại này được xếp vào quốc gia trọng điểm nâng đỡ dân tộc xí nghiệp. Thường Lai Thuận hít vào một ngụm khí lạnh, cái mũ này đủ lớn, hắn nhưng mang không dậy nổi, tranh thủ thời gian hạ giọng nói, đến cùng tình huống như thế nào. Hứa Thuần Lương còn chưa kịp nói sao, Hoàng Công Hiền nắm lấy một thanh bọ cạp đi tới, dùng tay một áp chế. Mắt thường đều có thể nhìn thấy bên trong xen lẫn không ít hạt cát, Hoàng Công Hiền nói, Thuần Lương, quả thật là từ Mộc Lan tập đoàn nhập hàng, sau đó rót cát, lại tiến hành hai lần đóng gói, cái này dược liệu thương cũng quá ghê tởm, kiếm lòng dạ hiểm độc tiền nguy hại người bệnh khỏe mạnh, còn giá họa cho người khác. Hứa Thuần Lương hướng Thường Lai Thuận nói, tiệm này lão bản đâu? Thường Lai Thuận nói, hắn tại Mân Nam đâu, chúng ta đã thông chi hắn trở về phối hợp điều tra. Hứa Thuần Lương nói, người này là phạm tội, muốn thông chi công an cơ quan bắt hắn. Thường Lai Thuận nói, Hứa chủ nhiệm, người vừa rồi lời còn chưa nói hết. Hứa Thuần Lương nói, trước mắt chứng cứ đã cho thấy, những này ngụy liệt dược liệu tất cả đều là Trường Thịnh động tay chân, cùng Mộc Lan tập đoàn không quan hệ, nhưng các ngươi tại đột kích kiểm tra thời điểm, còn gọi lên Đông Châu TV đài, đem cái này tin tức cho phát hình ra đi, tin tức viết linh tinh một trận, tướng tất cả đầu mâu đều chỉ hướng Mộc Lan tập đoàn. Cho Mộc Lan tập đoàn tạo thành không thể dự đoán ác liệt ảnh hưởng. Thường Lai Thuận ra đầu siết chặt, Hứa chủ nhiệm, chuyện này cùng chúng ta không quan hệ a, là trong tỉnh tới kiểm tra tổ, chúng ta cũng không muốn cho Đông Châu đài truyền hình đưa tin, là bọn hắn tự tác chủ trương. Ý thức được sự tình có chút không ổn, Thường Lai Thuận cũng tranh thủ thời gian trốn tránh trách nhiệm. Hứa Thuần Lương nói, thường nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, loại chuyện này nhất định phải xử lý, nhưng là không thích hợp tuyên dương. Hiện tại trung y thuốc vốn là nhận không ít chất vấn, các ngươi lại làm thành như vậy, chẳng phải là tuyết tải lên xương. Thường Lai Thuận nói, Hứa chủ nhiệm, cùng chúng ta thật không có bất cứ quan hệ nào a. Đông Châu đài truyền hình bên kia là ai an bài phỏng vấn? Thường Lai Thuận nói, là đài truyền hình bên kia chủ động tìm chúng ta muốn tin tức, cũng không phải chủ ý của ta, là chúng ta lưu cục trưởng an bài. Hứa Thuần Lương nói, hắn có mau bệnh a. Loại chuyện này thế mà cũng an bài phóng viên phỏng vấn. Thường Lai Thuận không muốn nhận gánh trách nhiệm, thở dài nói, hắn cùng đài truyền hình Hầu Đài là lão bằng hữu, Hầu Quốc Nghĩa có con rể chính là đài truyền hình phụ trách tin tức, có thể là Lưu Cục trưởng cảm thấy chuyện này là cái điểm nóng liền cung cấp cho hắn. Hứa Thuần Lương là thông qua Tần Chính Dương hướng Uông Kiến Minh phản ứng Hầu Đài trưởng tại Đông Châu đài truyền hình đủ loại vi quy hành vi, thuận tiện tướng Tiết Mỹ Chân cung cấp tư liệu tất cả đều giao cho Uông Kiến Minh xem qua. Uông Kiến Minh sau khi xem xong giận tím mặt, tự mình mệnh lệnh kiểm tra kỷ luật bộ môn đối với chuyện này triển khai điều tra, một khi chứng thực, quyết không nhân nhượng. Uông Kiến Minh bí thư lên tiếng, tự nhiên không ai dám lãnh đạm, kiểm tra kỷ luật chính thức tham gia điều tra về sau, quay chung quanh Hầu Quốc Nghĩa rất nhiều vấn đề lập tức nổi lên mặt nước, hắn chẳng những tồn tại sinh hoạt vấn đề tác phong, hơn nữa còn có rất nhiều không rõ thu nhập. Công tác tổ điều tra còn chưa hoàn thành, Hầu Quốc Nghĩa liền đã bị chính thức song quy. Đông Châu đài truyền hình thay đổi nhân sự, từ phó đài trưởng Mã Đông Hán tạm thời đại diện công việc. Trong tin tức công khai hướng Mộc Lan tập đoàn tạ lỗi, kiểm điểm bọn hắn lúc trước trong công việc tồn tại không nghiêm cẩn không chuyên nghiệp sai lầm, cũng làm ra khai trừ vậy thì tin tức phóng viên Vương Lập Xuyên công chức quyết định. Để tỏ lòng thành ý của bọn hắn tương đạo xin lỗi tuyên bố tại Bình Hải các tạp chí lớn, đôi này Đông Châu đài truyền hình tới nói vẫn là khai thiên tích địa lần đầu. Cái này khởi ngụy liệt dược liệu sự kiện xem như tạm thời có một kết thúc, Bình Hải tỉnh Dược Giám Cục cũng không công khai xin lỗi,
nhưng là bọn hắn tự mình hướng Nam An Huy Dược giám cục biểu đạt áy náy, cũng chuyên môn hướng Mộc Lan tập đoàn xin lỗi. Đông Châu Dược giám cục mặc dù toàn bộ hành trình chỉ hiệp trợ, nhưng là bọn hắn cũng bị cuốn vào cái này khởi phong ba bên trong, Thường Lai Thuận tại cùng Hứa Thuần Lương nói chuyện về sau, Dược giám cục phương diện lấy ra một cái bổ cứu biện pháp, tất cả lần này bị tra chỗ đơn vị cùng cá nhân, về sau không được từ giữa đó thương cầm hàng, nhất định phải trực tiếp từ Mộc Lan tập đoàn nhập hàng. Đông Châu Trung Y Viện tại cái này khởi phong ba bên trong nhận ảnh hưởng cũng không nhỏ, phụ trách dược phẩm phó viện trưởng, mua sắm xử lý chủ nhiệm, hiệu thuốc chủ nhiệm, dược phẩm mua sắm người phụ trách toàn bộ bị kiểm tra kỷ luật đơn vị mời đi uống trà. Đông Châu Trung Y Viện phát sinh sự tình để Đông Châu thậm chí toàn bộ Bình Hải chữa bệnh hệ thống thần hồn nát thần tính, trong lúc nhất thời Bình Hải hệ thống vệ sinh bên trong triển khai thuốc đông y nhập hàng kiểm tra tự tra, tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày. Mộc Lan tập đoàn tiếp vào đến từ Bình Hải chữa bệnh hệ thống đơn đặt hàng vậy mà so với ban đầu tăng trưởng gấp đôi, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Đông Châu đài truyền hình tuyên bố công khai tạ lỗi tuyên bố về sau, trên Internet phong bình cũng bắt đầu nghịch chuyển, các lưới lớn đỏ nhao nhao là Mộc Lan tập đoàn học thuộc lòng, bảo hộ dân tộc thuốc đông y xí nghiệp chủ đề cấp tốc xông lên nóng lục soát. Quốc gia Trung y thuốc cục quản lý vào lúc này phát xuống một phần bảo hộ dân tộc dược xí muốn từ cơ sở phản hủ làm lên, văn kiện. Phần văn kiện này tương đương cho Đông Châu cái này khởi sự kiện định tính, dân tộc dược xí bị thương tổn liền là bởi vì các ngươi cơ sở đơn vị tồn tại mục nát đưa tới, phần văn kiện này tại cả nước chữa bệnh hệ thống bên trong đều đưa tới một trận chấn động. Một trận nhằm vào thuốc đông y nhập hàng con đường tự tra tự xét lại hành động bắt đầu lan tràn đến cả nước các nơi. Liền Hạ Hầu Mộc Lan chính mình cũng không nghĩ tới cái này chuyện xấu vậy mà biến thành chuyện tốt, bởi vì đối với chuyện này vừa mới bắt đầu bị oan không thấu. Phản mà thành tựu bọn hắn biển chữ vàng, Mộc Lan tập đoàn kinh lịch lần này gió sóng về sau, nhảy lên trở thành quốc gia trọng điểm nâng đỡ thuốc đông y xí nghiệp biển chữ vàng. Bất quá theo điều tra xâm nhập, Hạ Hầu Mộc Lan rất nhanh liền phát hiện chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, Trường Thịnh lão bản Tông Hoành căn tại xảy ra chuyện về sau đã lẩn trốn, người này lại là bì môn bên trong người, căn cứ bì môn nội bộ điều tra, người này đi qua cùng Vũ Viên Nghĩa từng có hợp tác. Nói cách khác, việc này khả năng cũng không phải là đơn thuần giả dối kiếm lời, mà là có mục đích nhằm vào Mộc Lan tập đoàn một lần hành động. Hạ Hầu Mộc Lan tại nội bộ phát ra hạnh lâm lệnh, truy tra Tông Hoành căn cùng Vũ Viên Nghĩa hạ lạc, loại này con sâu làm dầu nồi canh nhất định phải nhanh đem diệt trừ, không phải về sau bọn hắn sẽ còn gây sóng gió. Vũ Viên Nghĩa đã bị trục xuất bì môn, nhưng là cũng không có nghĩa là người này tại bì môn ảnh hưởng triệt để tiêu trừ, người này tại bì môn nhiều năm như vậy, ủng có sức ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại bì môn nội bộ như là năm bè bảy mảng, rất nhiều người làm theo ý mình, đối Hạ Hầu Mộc Lan cái này cái trẻ tuổi đời môn chủ căn bản không phục. Hứa Thuần Lương tuần đi làm, vừa đem xe ngừng tốt, bên cạnh có người liền từ trong xe xuống tới, lớn tiếng nói, Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương quay người nhìn lại là Vương Lập Xuyên, con hàng này tóc rối tung, khuôn mặt tiều tụy, hai mắt vằn vện tia máu, trên thân còn mang theo say rượu hương vị. Đã không có hai ngày trước Hứa Thuần Lương nhìn thấy hắn thời điểm hăng hái. Ngắn ngủi mấy ngày, Vương Lập Xuyên tình cảnh phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhạc phụ bị song quy, chính hắn cũng bị khai trừ công chức. Vương Lập Xuyên rõ ràng nhớ kỹ, Hứa Thuần Lương đi đài truyền hình thời điểm uy hiếp hắn, muốn để hắn tại giới truyền thông không mảnh đất cắm rùi, hiện tại người này quả nhiên làm được, hắn hiện tại liền công việc cũng bị mất, tin tức đơn vị biết hắn đoạn lịch sử này khẳng định ai cũng sẽ không dùng hắn. Hứa Thuần Lương nhìn thấy người này bộ dáng đã biết hắn hiện tại thời gian không dễ chịu, mỉm cười nói, nguyên lai là ngươi a, đến bệnh viện làm gì? Xem bệnh sao? Vương Lập Xuyên giận dữ hét, ngươi đem ta hủy, ngươi đem ta hủy. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thật sự là có bệnh, hắn đóng cửa xe liền đi. Vương Lập Xuyên lưng tại sau lưng tay lộ ra, hắn cầm một cây gậy, xông đi lên chiếu vào Hứa Thuần Lương liền đánh. Hứa Thuần Lương đầu cũng không quay lại. Ngẩng đầu nhìn ngay phía trên bãi đỗ xe camera, cái này ngốc phê, thật đúng là biết chọn chỗ ra tay. Vương Lập Xuyên cây gậy mắt thấy là phải đánh trúng Hứa Thuần Lương cái ót, Hứa Thuần Lương một cái sau đá, chính giữa Vương Lập Xuyên bụng dưới, Vương Lập Xuyên bị hắn bị đá bay ngược ra ngoài, tựa như một con cóc lớn một dạng rơi xuống đất bên trên, cây gậy cũng bay, rơi thất điên bát đảo. Vương Lập Xuyên nhịn đau từ dưới đất bò dậy, nhặt lên cây gậy tiếp lấy hướng Hứa Thuần Lương trước mặt xông. Lúc này chính là giờ làm việc bệnh truyền nhiễm viện không ít nhân viên lần lượt đến, tại bãi đỗ xe thấy được như thế kích thích tràng diện, từng cái ngừng chân quan sát. Chủ yếu là sự kiện một trong người là Hứa Thuần Lương,
đây chính là bọn hắn bệnh truyền nhiễm viện gần đây như sao chổi quật khởi nhân vật Phong Vân. Vương Lập Xuyên đương nhiên không thể nào tới gần Hứa Thuần Lương thân thể, càng không khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương. Hứa Thuần Lương một cái tát mạnh rút tới, rút đến Vương Lập Xuyên chân đứng không vững, thân thể hướng một bên ngã xuống, đầu đâm vào hắn trên xe của mình, phát ra bịch một tiếng trầm đục. Hứa Thuần Lương không nhanh không chậm nói, người thanh tỉnh một chút. Vương Lập Xuyên còn muốn phóng tới Hứa Thuần Lương, lúc này bệnh viện bảo an nghe hỏi chạy đến, tướng Vương Lập Xuyên cho ấn xuống, hướng Hứa Thuần Lương nói, Hứa chủ nhiệm, chúng ta lập tức báo cảnh. Hứa Thuần Lương lắc đầu, được rồi, để hắn đi thôi. Không cần thiết cùng một cái kẻ thất bại so đo. Hứa Thuần Lương tiến về văn phòng thời điểm, gặp Phó Viện trưởng Phan Tuấn Phong, Phan Tuấn Phong cũng nhìn thấy tình cảnh vừa nãy, hướng hắn cười cười, người nọ là ai a? Hứa Thuần Lương nói, đài truyền hình Hầu đài trưởng con rể, cho là hắn cha vợ bị song quy cùng ta có quan hệ. Phan Tuấn Phong sửng sốt một chút, hắn gần nhất ngược lại là nghe nói Mộc Lan tập đoàn tin tức, bất quá tiếp theo phát sinh sự tình hắn không ngờ tới. Càng không đem cái này đến tiếp sau sự tình cùng Hứa Thuần Lương liên hệ với nhau, hiện đang suy nghĩ một chút, Hầu đài trưởng tám thành là đắc tội Hứa Thuần Lương mới xuống đài, tiểu tử này năng lượng thật sự là quá lớn. 1. Phan Tuấn Phong hỏi, sự tình xử lý xong. Hứa Thuần Lương cười nói, nên xử lý như thế nào là người ta kiểm tra kỷ luật vấn đề, ta coi như muốn quản cũng không có cái này quyền hạn. Phan Tuấn Phong đang muốn đi, liền nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi, Thuần Lương. Khỏe mạnh tập đoàn tổng liên hệ nghiêm viện, nói muốn đầu tư bệnh viện chúng ta. Hứa Thuần Lương nói, ta tại Nam Giang thời điểm hắn liền chuyên môn đi tìm ta nói có phương diện này mục đích, nhưng là ta không có tỏ thái độ, sau khi trở về hướng các người báo cáo qua a. Phan Tuấn Phong nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, dù sao sáng hôm nay hắn sẽ tới cùng nghiêm viện gặp mặt nói chuyện, người cũng tham gia đi. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, ta không tham gia, cái này Địch Bình Thanh chính là một thương nhân. Hắn căn bản không có tình hoài, loại người này tiền ta không có hứng thú. Phan Tuấn Phong nói, hắn có hay không tình hoài không trọng yếu, chúng ta có tình hoài không là đủ rồi, chỉ cần tiền của hắn là sạch sẽ, chúng ta cũng không thể lập tức cự tuyệt ở ngoài cửa. Hứa Thuần Lương cười cười không nói chuyện. Phan Tuấn Phong nhìn thấy Hứa Thuần Lương biểu lộ, cũng liền không có nói đi xuống, mặc dù Hứa Thuần Lương nói qua không lo đầu tư, nhưng là mấy vị viện lãnh đạo gần nhất tâm tình đều là thấp thỏm. Xích đạo vốn liếng đột nhiên bỏ dở đầu tư kế hoạch, có thể nói là con vịt đã đun sôi bay, không phải số lượng nhỏ, dòng dã 30 ức. Khoản này nguyên thuộc tại đầu tư của bọn hắn ngược lại nhìn về phía Trường Hưng bệnh viện, chứng minh xích đạo vốn liếng càng xem trọng Trường Hưng phát triển. Hứa Thuần Lương từ Nam Giang trở về sau cũng không mang mới nhà đầu tư tới, vạn nhất không có cái mới đầu tư hoặc là đầu tư hạn mức không đủ làm sao bây giờ. Bây giờ người ta khỏe mạnh tập đoàn chủ động tìm tới cửa. Trực tiếp đưa ra nguyện ý đầu tư 30 ức cộng đồng kiến thiết mới bệnh viện kế hoạch, cơ hội tốt như vậy tổng không thể bỏ qua. Hai người cùng đi đến hành chính ký túc xá cổng, Nghiêm Hồi Ý lại gọi điện thoại cho Hứa Thuần Lương, để hắn buổi sáng đừng an bài những chuyện khác, cùng một chỗ tiếp đãi khỏe mạnh tập đoàn một nhóm. Nghiêm Hồi Ý cùng Phan Tuấn Phong ôm đồng dạng tâm lý, 30 ức a, người ta nguyện ý ném 30 ức, xích đạo vốn liếng lưu lại trống chỗ cuối cùng có người điền vào, cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. Hứa Thuần Lương đối Địch Bình Thanh đầu tư không có hứng thú nguyên nhân là, Địch Bình Thanh cùng xích đạo vốn liếng vẫn luôn có mật thiết liên hệ, mà lại người này là bì môn bốn đại trưởng lão một trong, hắn đến tột cùng ra ngoài như thế nào mắt muốn đầu tư. Hứa Thuần Lương cũng có thể lý giải những này viện lãnh đạo tâm tình, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tham gia lần này gặp mặt nói chuyện. 1. Trở lại phòng làm việc của mình, Hứa Thuần Lương trước cho Hạ Hầu Mộc Lan gọi điện thoại, nói cho nàng Địch Bình Thanh muốn đầu tư bệnh truyền nhiễm viện tin tức. Hai ngày trước chỉ lo xử lý Mộc Lan tập đoàn nguy cơ, không để ý đến cái này sự kiện. Hạ Hầu Mộc Lan nói, hắn muốn đầu tư 30 ức. Hứa Thuần Lương nói, cái này Địch Bình Thanh người đối với hắn hiểu bao nhiêu. Hạ Hầu Mộc Lan nói, rất có năng lực, không phải cũng sẽ không đem khỏe mạnh tập đoàn làm được loại tình trạng này, 30 ức với hắn mà nói thật không nhiều. Hứa Thuần Lương nói, ta chỉ là có chút không rõ, hắn tại sao muốn đầu tư bệnh viện chúng ta. Mà lại hắn khẳng định rõ ràng ngươi cũng có đầu tư ý nguyện. Hạ Hầu Mộc Lan nói, có lẽ liền là đơn thuần nghĩ đầu tư kiếm tiền. Hứa Thuần Lương nói, ngươi nói hắn đưa ra đầu tư không lâu sau Mộc Lan tập đoàn bên kia liền xảy ra chuyện, có thể hay không hắn đối hết thảy sớm có đoán trước. Hạ Hầu Mộc Lan nói, hắn cùng Vũ Viên Nghĩa cũng không phải là một đường,
mà lại hắn đi qua vẫn luôn rất chiếu cố tập đoàn chúng ta sinh ý, ấn lý thuyết sẽ không tổn hại ích lợi của ta. Trước khác nay khác a, Mộc Lan, người bây giờ là đời môn chủ, cây cao chịu gió lớn, có thể hay không hắn đối vị trí này cũng có ý tưởng. Hạ hầu Mộc Lan suy nghĩ một chút nói, hắn thân gia trục tỷ, làm gì tìm cái phiền toái này. Hứa Thuần Lương nói, cái đồ chơi này liền không nói được rồi, người dục vọng là vô cùng vô tận, kẻ có tiền nghĩ được cả danh và lợi, không có tiền người còn no bụng thì nghĩ dâm dục đâu. Hạ hầu Mộc Lan nói, người đương tất cả mọi người giống như ngươi. Hứa Thuần Lương không chịu được cười lên ha hả, Mộc Lan, ngươi học xấu. Hạ hầu Mộc Lan trong lòng tự nhủ còn không phải theo ngươi học, ôn nhu nói, không hàn huyên với ngươi, ta lập tức muốn họp, chờ chuyện này xử lý xong về sau, ta lập tức đi tới cùng bệnh viện các ngươi đàm đầu tư hợp đồng sự tình. Hứa Thuần Lương nói, không vội, ta ngược lại muốn xem cái này Bình Thanh đến cùng đang có ý đồ gì. Địch Bình Thanh cũng không phải là một người tới. Lần này cùng hắn tới không chỉ có đầu tư của hắn cố vấn cùng cố vấn pháp luật, còn có cục vệ sinh người phụ trách Hồ Chính Kim, tật khống trung tâm chủ nhiệm Dương Ngọc Cường. Nhìn thấy cái này chiến trận, Hứa Thuần Lương trong lòng minh bạch, Địch Bình Thanh đối lần này đầu tư cũng không phải nói một chút được rồi, người ta hạ túc công phu, rất có nhất định phải được ý tứ. Hồ Chính Kim là cục vệ sinh người đứng đầu, hắn ra mặt là Địch Bình Thanh học thuộc lòng liền chứng minh Khang Kiện tập đoàn đã thu được hệ thống vệ sinh ủng hộ. Về phần Dương Ngọc Cường người này, hắn đại biểu tật khống trung tâm, tương lai tật khống trung tâm cũng muốn rời đi bệnh truyền nhiễm viện mới viện khu. Dương Ngọc Cường bản thân tại mới bệnh viện kiến thiết bên trên liền ủng có nhất định quyền lên tiếng, chỉ bất quá hắn cho tới nay đều bảo trì sống chết mặc bay thái độ, tham dự cảm giác cực thấp. Bệnh truyền nhiễm viện bên này ngoại trừ Nghiêm Hồi Ý cùng Phan Tuấn Phong chính là Hứa Thuần Lương, đây cũng là Nghiêm Hồi Ý ý tứ, hắn không nghĩ quá nhiều người tham gia lần này gặp mặt. Gặp mặt an bài tại phòng họp nhỏ, thông lệ hàn huyên về sau, mọi người theo thứ tự an vị, Hứa Thuần Lương ngồi tại Phan Tuấn Phong bên người, hắn dự định trước xem tình huống một chút lại nói. Nghiêm Hồi Ý phát biểu một trận lắp ba lắp bắp hỏi lời dạo đầu, đơn giản là hoan nghênh các vị lãnh đạo, nhà đầu tư đến đây bệnh viện khảo sát lời nói khách sáo, ở đây người đối Nghiêm Hồi Ý phát biểu đều không có hứng thú gì, nhưng là vẫn tận lực giả trang ra một bộ nghe được bộ dáng rất chăm chú, kỳ thật nghe hắn nói chuyện tất cả mọi người tốn sức. Nghiêm Hồi Ý cũng biết mình cà lăm, cho nên tận lực đem nói chuyện áp xúc, nhưng hắn coi như áp xúc, đồng dạng một câu nói xong cũng so người khác chỉ ít nhiều một phần ba thời gian, dù sao cà lăm, từ lấy quá nhiều. Nghiêm Hồi Ý kết thúc phát biểu về sau, âm thầm thở dài một hơi, nếu như là đối diện thuộc hạ nói chuyện còn tốt, nhưng đối diện lãnh đạo thời điểm hắn kiểu gì cũng sẽ khẩn trương. Nghiêm Hồi Ý cười hỏi Hồ Chính Kim, Hồ, cục trưởng, người giảng hai câu. Hồ Chính Kim nói, vậy ta trước tiên là nói về hai câu, ta hôm nay sở dĩ tới là đặc địa trợ giúp bệnh truyền nhiễm viện giải quyết vấn đề, xích đạo vốn liếng đầu tư bệnh truyền nhiễm viện sự tình chúng ta đã sớm biết, nhưng hiện tại bọn hắn quyết định thu mua Tế Thế đầu tư, việc này cũng đã hết thảy đều kết thúc, nói cách khác, tiền của bọn hắn đầu cho Trường Hưng bệnh viện, cho nên bọn hắn không suy nghĩ thêm đầu tư bệnh truyền nhiễm viện mới viện khu. Hồ Chính Kim nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà, bởi vì vô ý uống phiến lá trà. Lại thói quen tướng mảnh này lá trà nhổ đến mình trong chén. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người trong lòng lại có chút không thoải mái, kỳ thật rất nhiều lãnh đạo uống trà đều có tật xấu này, chỉ là bọn hắn mình không có chú ý tới. Hồ Chính Kim nổi lên một hạ cảm xúc tiếp tục nói, mặc dù chúng ta cũng không hy vọng hiện tượng như vậy phát sinh, nhưng là liền người đầu tư mà nói, bọn hắn có quyền quyết định đầu tư của mình đối tượng, từ khi chuyện này phát sinh lấy đến, chúng ta cũng tại tích cực liên lạc mới nhà đầu tư. Để giúp trợ bệnh viện các ngươi mau chóng vượt qua nguy cơ lần này, vừa vặn Khang Kiện tập đoàn ném tới cảnh ô lưu, chúng ta cũng coi là song hướng lao tới. Tất cả mọi người nở nụ cười, Hứa Thuần Lương cũng đi theo cười, bất quá hắn là cười lạnh. Hồ Chính Kim nói, ta cùng Khang Kiện tập đoàn Địch Tổng quen biết cũng có một đoạn thời gian, Địch Tổng là cái chăm chú người làm việc, là cái có lòng trách nhiệm người, là cái có đại ái người, cá nhân ta cho rằng, tại chữa bệnh phòng dịch lĩnh vực, Khang Kiện tập đoàn muốn so xích đạo vốn liếng có kinh nghiệm hơn, cũng càng cỗ chuyên nghiệp tính, ta hy vọng thông qua cố gắng của chúng ta có thể thúc đẩy các ngươi song phương hợp tác. Dương Ngọc Cường dẫn đầu vỗ tay lên, hắn một vỗ tay tất cả mọi người đi theo vỗ tay. Nghiêm Hồi Ý nói, tạ cám, cảm ơn, cục quan tâm, có các ngươi lãnh đạo như vậy hành động, là dựa vào, ta, chúng ta, mới không có, sau liên tiếp nói bốn cái sau lời không có đem nỗi lo về sau cho cả toàn.
Hồ Chính Kim trong lòng tự nhủ liền nghiêm hồi ý trình độ này, để hắn làm bệnh truyền nhiễm viện viện trưởng thật sự là làm khó hắn, bất quá hắn cũng không có đánh gãy, kiên nhẫn chờ đợi nghiêm hồi ý đem thành ngữ cho nói toàn, sau đó mới mỉm cười nói, nghiêm viện nói đến thật tốt, ta lúc đầu công việc chính là vì các ngươi bài yêu giải nạn, Dương chủ nhiệm, ngươi cũng nói vài lời a. Bệnh truyền nhiễm viện mới viện khu cũng có các ngươi tật khống trung tâm một phần. Dương Ngọc Cường cười nói, chúng ta tật khống trung tâm chỉ chiếm một phần rất nhỏ, sử dụng trên buôn bán một câu, chúng ta chính là nhỏ cổ đông, đại cổ đông là bệnh truyền nhiễm viện. Phan Tuấn Phong nói, Dương chủ nhiệm khiêm tốn, chúng ta về sau nhưng là muốn thời gian dài sóng vai chiến đấu chiến hữu đâu. Dương Ngọc Cường nói, tốt, đã hầu cục để cho ta nói, ta liền nói hai câu, ta cùng địch tổng mặc dù không quen. Nhưng là ta đối Khang Kiện tập đoàn là nghe tiếng đã lâu, cha mẹ ta đều tại khỏe mạnh dưỡng lão trung tâm dưỡng lão, khỏe mạnh vận doanh cùng quản lý lưu lại cho ta ấn tượng cực kỳ khắc sâu, làm trong nước chữa bệnh dưỡng lão nhân vật thủ lĩnh, khỏe mạnh thực lực cùng danh tiếng cũng là không thể nghi ngờ, nếu như lần này hợp tác có thể thuận lợi đạt thành, ta tướng tin khỏe mạnh khẳng định có thể trợ giúp bệnh truyền nhiễm viện càng bên trên một bậc thang. Đưa thân Đông Châu chữa bệnh thê đội thứ nhất. Dương Ngọc Cường nói đến đều là lời hữu ích. Ai tìm tới tư vấn đề cũng không lớn, cùng bọn hắn tật khống trung tâm quan hệ cũng không lớn, dù sao bọn hắn tật khống trung tâm chiếm diện tích không lớn, ngoại lai đầu tư cũng là đầu cho bệnh truyền nhiễm viện, bọn hắn thuộc về quốc gia cấp phát, căn bản không cần là đầu tư phát sầu, coi như bệnh truyền nhiễm viện tương lai tổng hợp chữa bệnh khu đóng không nổi cùng bọn hắn cũng không quan hệ nhiều lắm, hôm nay Dương Ngọc Cường tới chủ yếu là giúp đỡ Khang Kiện tập đoàn đứng đài. Địch Bình Thanh nói, tạ ơn các vị lãnh đạo tín nhiệm cùng coi trọng. Khang Kiện tập đoàn đầu tư bệnh truyền nhiễm viện tổng hợp bệnh khu tuyệt không phải tâm huyết dâng trào, mà là tổng hợp suy tính đương kim chữa bệnh phát triển cùng bệnh truyền nhiễm viện kỹ thuật thực lực về sau quyết định. Con người của ta không thích ba hoa trích chòe, chúng ta đoàn đội đã làm tốt bản kế hoạch, các vị lãnh đạo mời xem qua. Đầu tư của hắn cố vấn Tạ Vĩnh Sương tướng đầu tư bản kế hoạch phân phát cho đám người, bản kế hoạch rất kỹ càng, cần dùng thời gian nhất định đi nghiên cứu. Đương nhiên Bình Thanh cũng không có trông cậy vào hôm nay liền có thể có một cái xác định kết quả, hắn muốn chỉ là một cái thái độ. Địch Bình Thanh đưa ánh mắt về phía Hứa Thuần Lương, Hứa chủ nhiệm, ta tại Nam Giang liền cùng ngươi nói qua cái này đầu tư kế hoạch, ngươi suy tính được thế nào? Hứa Thuần Lương nguyên lai không có ý định phát biểu ý kiến, nhưng Địch Bình Thanh đã chủ động tìm tới mình, hắn cũng không thể tiếp tục giả câm vờ điếc, Hứa Thuần Lương nói, ta công việc bây giờ là cụ thể chấp hành, đầu tư như thế chuyện đại sự ta không hiểu. Ta cũng không dám nói lung tung. Cục vệ sinh dài Hồ Chính Kim nở nụ cười, tiểu Hứa, ngươi cũng không nên khiêm tốn a, năng lực của ngươi là rõ như ban ngày, đừng khiêm nhường, có cái gì thì nói cái đó, chúng ta chính là muốn nghe nhiều lấy ý của mọi người gặp. Hứa Thuần Lương nói, ta có một vấn đề, địch tổng đối tương lai mới bệnh viện quy hoạch là cái gì? Địch Bình Thanh cười nói, đều viết tại bản kế hoạch bên trong, đơn giản tới nói, chính là chúng ta cùng bệnh truyền nhiễm viện cường cường liên hợp. Thông qua hợp tác phát huy ra năng lượng lớn nhất, kiến thiết thành Đông Châu thậm chí toàn bộ Bình Hải đỉnh tiêm tổng hợp bệnh viện. Hứa Thuần Lương tướng lật ra đầu tư bản kế hoạch khép lại, mỉm cười nói, địch tổng khả năng không có minh bạch ta ý tứ, ta nói là, địch tổng trong lòng lý tưởng tổng hợp bệnh viện chủ đánh đặc sắc là cái gì? Chúng ta đều biết, một chỗ tổng hợp bệnh viện coi như thực lực mạnh hơn cũng có cường thế phòng, người hy vọng đặc sắc là cái gì, trọng điểm là cái gì? Địch Bình Thanh nói, đã dựa vào bệnh truyền nhiễm viện, chúng ta trọng điểm khẳng định phải quay chung quanh bệnh truyền nhiễm cùng dự phòng y học triển khai, về phần cái khác phòng cũng sẽ cân đối phát triển, chữa bệnh tài nguyên phương diện mọi người không cần gánh tâm, ta tại chữa bệnh giới vẫn còn có chút quan hệ, ta đối bệnh viện trường kỳ phát triển kiên định xem trọng, bản kế hoạch bên trong nâng lên 30 ức chỉ là chúng ta tại phần cứng bên trên đầu nhập, cũng không bao gồm phần mềm phương diện. Địch Bình Thanh cũng nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà. Thừa cơ dùng khóe mắt liếc một cái ở đây vẻ mặt của mọi người. Cục vệ sinh dài Hồ Chính Kim chính thổi hắn trong chén trà lá trà, tật khống trung tâm chủ nhiệm Dương Ngọc Cường hai tay chống cằm như có chút suy nghĩ, vừa nhìn liền biết con hàng này thất thần, không biết trong đầu suy nghĩ gì. Bệnh truyền nhiễm viện viện trưởng nghiêm hồi ý trên mặt biểu lộ có vẻ hơi kích động, khoản này đầu tư tới quá kịp thời. Phan Tuấn Phong vẫn đang nghiên cứu bọn hắn kia phần đầu tư bản kế hoạch. Hứa Thuần Lương cũng đang nghe. Hắn ý thức được Địch Bình Thanh không phải nói qua loa cho xong, người này đến có chuẩn bị, mà lại dự định đầu nhập chân kim bạch ngân, chỉ là Hứa Thuần Lương cho đến bây giờ không biết rõ người này động cơ, ấn lý thuyết hiện tại làm khỏe mạnh dưỡng lão muốn so làm tổng hợp bệnh viện tốt hơn kiếm tiền, lợi nhuận càng lớn, vì sao Địch Bình Thanh muốn đi vào mới chiến trường.
Địch Bình Thanh nói, tại xuất ra 30 ức kiến thiết bệnh viện trên cơ sở, chúng ta Khang Kiện tập đoàn sẽ còn xuất ra 2 tỷ nhân tài dự trữ kim, dùng để chiêu hiền nạp sĩ, dẫn vào trong nước cấp cao nhất chữa bệnh nhân tài. Nghe đến đó, Nghiêm Hồi Ý cũng không khỏi đến kích động, đó chính là 50 ức đầu nhập A, vấn đề gì đều giải quyết quá. Quá tốt rồi. Hứa Thuần Lương nhìn không được dội nước lạnh nói, 50 ức đầu tư một nhà bệnh viện cũng không coi là nhiều, có ý hướng đầu tư bệnh viện chúng ta vốn liếng rất nhiều. Nghiêm Hồi Ý có chút sợ hãi Hứa Thuần Lương nói nhầm, đây là đưa tới cửa đầu tư vì sao không muốn. Địch Bình Thanh khẽ mỉm cười nói, ta tin tưởng có không ít vốn liếng nhìn chúng quý viện, nhưng là ta cũng tin tưởng, không có vốn liếng giống chúng ta khỏe mạnh dạng này đối quý viện ủng có cường đại như thế lòng tin, theo ta được biết. Xích đạo vốn liếng coi như không gọi ngừng đầu tư của bọn hắn hạn mức cao nhất cũng chính là 30 ức, đương nhiên đối với các người hứng thú nhà đầu tư không ít, các người có thể dẫn vào càng nhiều đầu tư thương, nhưng là dẫn vào quá nhiều nhà đầu tư cũng sẽ sinh ra vấn đề mới. Tại về sau chế định chính sách cùng trong sự quản lý khó tránh khỏi sẽ phát sinh cái cọ hiện tượng, đôi này bệnh viện trường kỳ phát triển tới nói tuyệt đối không tính là chuyện tốt. Đa số người đều đi theo gật đầu, hiển nhiên tán thành Địch Bình Thanh thuyết pháp. Ở trong đó cũng bao quát Nghiêm Hồi Ý cùng Phan Tuấn Phong. Hồ Chính Kim nói, Địch Tổng lời nói đến mức rất đúng, gia nhập vốn liếng càng nhiều, về sau liền đứng trước một cái phức tạp hơn lợi ích vấn đề phân phối, chúng ta cũng không bài xích nhiều mặt hợp tác, nhưng là tại đồng dạng dưới điều kiện chúng ta khẳng định sẽ ưu tuyển tốt nhất phương án, dù sao chúng ta muốn đối bệnh viện phụ trách, đối toàn thể nhân viên phụ trách. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này Địch Bình Thanh khẳng định sớm hạ không ít công phu. Hồ Chính Kim có thể tự mình cùng đi hắn tới đứng đài liền đã nói rõ vấn đề, trước mắt còn không biết hắn có hay không tại địa phương khác làm văn chương, mình thật đúng là đánh giá thấp hắn đầu tư quyết tâm. Địch Bình Thanh những người này rời đi về sau, Nghiêm Hồi Ý lại chuyên môn đem Hứa Thuần Lương cùng Phan Tuấn Phong lưu lại mở một cái tiểu hội. Hứa Thuần Lương vừa rồi tại sẽ lên liền nhìn ra Bình Thanh đầu tư kế hoạch đã để không ít người tâm động, Nghiêm Hồi Ý chính là một cái trong số đó. Nghiêm Hồi Ý sở dĩ lưu lại mở cái này tiểu hội đơn giản là muốn làm lòng của mình Lý công việc. Quả nhiên, Nghiêm Hồi Ý lắp bắp nói ra ý nghĩ của hắn, hiện tại Xích đạo vốn liếng đã xác định bỏ dở đối đầu tư của bọn hắn, muốn đem tân y viện kiến thiết nhất định phải mượn nhờ ngoại lai vốn liếng, hiện tại Khang Kiện tập đoàn chủ động tìm tới cửa, bọn hắn không có lý do cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghiêm Hồi Ý hay là vô cùng để ý Hứa Thuần Lương ý nghĩ, hắn có thể nhìn ra Hứa Thuần Lương đối Khang Kiện tập đoàn hứng thú không lớn. Nhưng là nếu như bọn hắn cự tuyệt Khang Kiện tập đoàn, về sau có thể hay không còn có càng cơ hội tốt, Hứa Thuần Lương mặc dù tuyên bố có không ít tập đoàn đối bọn hắn tân y viện có hứng thú, nhưng là trước mắt còn không có cùng bất luận cái gì một nhà ký kết chính thức hợp đồng. Liền nói Mộc Lan tập đoàn, hai ngày trước Phong Ba đem Nghiêm Hồi Ý bọn hắn dọa đến cũng không nhẹ, bọn hắn vì thế chuyên môn tiến hành tự tra, còn tốt Mộc Lan tập đoàn xuất phẩm dược liệu chất lượng không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng là nếu như Mộc Lan tập đoàn đầu tư tân y viện, liền mang ý nghĩa Mộc Lan tập đoàn sinh ra đảm nhiệm nguy hiểm thế nào đều sẽ đối bệnh viện sinh ra ảnh hưởng, cái khác nhà đầu tư cũng giống như vậy. Nghiêm Hồi Ý chưa hề hoài nghi tới Hứa Thuần Lương năng lực, nhưng là Hứa Thuần Lương nếu như tìm đến ba nhà thậm chí càng nhiều đầu tư thương đến hợp tác hoàn thành hạng mục này, đối với đầu tư thương tới nói, phong hiểm có thể gánh vác, nhưng là đối bọn hắn bệnh viện tới nói phong hiểm ngược lại lớn hơn. Nếu để cho Nghiêm Hồi Ý lựa chọn, hắn tình nguyện lựa chọn cùng một nhà hợp tác. Nhiều mặt hợp tác cãi cọ sự tình quá nhiều. Hứa Thuần Lương nghe Nghiêm Hồi Ý nói xong ý nghĩ của hắn, cười cười nói, Nghiêm viện người không cần lo lắng, ta sẽ không phản đối Khang Kiện tập đoàn đầu tư, ai ngại tiền cắn tay a, chỉ cần khỏe mạnh dùng để đầu tư tiền lai lịch là chính làm, thủ tục là hợp pháp, ta chắc chắn sẽ không chế tạo chướng ngại, ta vừa rồi tại sẽ lên sở dĩ nói những lời kia, cũng là vì giữ gìn bệnh viện chúng ta lợi ích. Phan Tuấn Phong đi theo gật đầu nói, Nghiêm viện, mặc dù chúng ta nhu cầu cấp bách đầu tư, bất quá cũng không thể biểu hiện được quá rõ ràng, hợp tác là cái đánh cờ quá trình, nếu như khỏe mạnh cho là chúng ta không có lựa chọn nào khác, khẳng định sẽ tranh thủ quyền lợi nhiều hơn, tiểu Hứa hôm nay ứng đối không có vấn đề, chính là muốn nói cho khỏe mạnh phương diện, có là người cướp ném bệnh viện chúng ta, bọn hắn yêu ném không ném. Nghiêm Hồi Ý cười khổ nói, cái này, ta đây đều hiểu, bất quá, chúng ta cũng không thể quá. Bưng, vạn nhất một chơi. Quá mức, người ta thật chạy, đến lúc đó. Một, Nghiêm Hồi Ý nhẫn nhịn nửa ngày vẫn là không có đem cái này đợi cho vượt qua, bưng chén nước lên uống một hớp lớn, lần này càng mơ hồ, chính hắn muốn nói cái gì đều quên hết. Phan Tuấn Phong nói, Nghiêm viện, ta cảm thấy loại này lo lắng rất không cần phải,
hôm nay ta vẫn luôn đang quan sát Địch Bình Thanh biểu lộ, ta phát hiện người này đầu tư ý nguyện tương đối mãnh liệt, hắn sẽ không tùy tiện sửa đổi đầu tư kế hoạch. Nghiêm Hồi Ý nói, tiểu Hứa, Hứa, ngươi đừng suy nghĩ nhiều a, ta không phải không ủng hộ ngươi. Ta là, bị Xích Đạo vốn liếng tao thao tác cho làm sợ. Hứa Thuần Lương nói, ta không nghĩ nhiều, nếu như Địch Bình Thanh xuất ra 50 ức tìm tới bệnh viện chúng ta, ta khẳng định hai tay hoan nghênh, ta chỉ là nghĩ làm rõ ràng hắn đầu tư động cơ đến cùng là cái gì. Nghiêm Hồi Ý nói, kiếm tiền nhiều quá. Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, muốn nói kiếm tiền, người ta chữa bệnh dưỡng lão lợi nhuận càng lớn, phong hiểm thấp hơn, đều đã làm được đường đua đầu, tại sao muốn chuyển đổi đường đua đầu tư chúng ta? Phan Tuấn Phong nói, sẽ không phải là bởi vì hắn ở bên kia đã làm được đường đua đầu, cho nên mới muốn đổi cái đường đua chứng minh một chút mình, dù sao những đại lão này là có tiền, ta nghe nói tài phú tích lũy đến nhất định tình trạng, tiền đối bọn hắn tới nói chính là một con số, bọn hắn không quan tâm tiền, quan tâm là bản thân cảm giác thỏa mãn. Hứa Thuần Lương cười nói, ta đối Địch Bình Thanh người này không thế nào hiểu rõ, muốn nói có tiền, thật sự là hắn có không ít tiền, nhưng là còn tiến vào không đến đỉnh cấp phú hào hàng ngũ, ta luôn cảm thấy người này có chút dối trá, phản chính một cái tiếp cận người già túi tiền thương nhân phẩm cách cao thượng không đi nơi nào. Đương nhiên a, ta vẻn vẹn đại biểu người quan điểm. Phan Tuấn Phong nói, hai ngày này mọi người cùng nhau hảo hảo nghiên cứu một chút đầu tư của hắn bản kế hoạch, nhìn xem bên trong là không phải có bẫy dập gì. Tồn tại cái gì lỗ thủng, ta đề nghị có thể đem tin tức này đối ngoại phóng xuất ra đi. Hứa Thuần Lương trở lại văn phòng vừa mới ngồi xuống, Cơ Dai Dai liền gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết tự chế biến ngứa phấn đại công cáo thành. Hứa Thuần Lương nghe xong liền ý thức được cô nàng này khẳng định bắt người thí nghiệm thuốc, lập tức truy vấn nàng đã làm gì, Cơ Dai Dai để hắn cứ yên tâm, nàng còn chưa tới cùng dùng tại trên thân người, mua được mấy cái chuột bạch đều đã bởi vì ngứa lạ vô cùng tuần tự bỏ mình. Liền giải dược cũng không kịp dùng tới. Hứa Thuần Lương lại đối nàng một trận giáo dục, cô nàng này nhất định phải thường xuyên sửa chữa, nếu như không thêm ước thúc còn không biết nàng sẽ làm ra nhiều chuyện lớn. Lúc này Phan Tuấn Phong đến tìm hắn, Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, đứng dậy đón lấy, cười nói, Phan Viện, có chuyện người gọi điện thoại gọi ta tới chính là, làm sao còn đích thân đến. Phan Tuấn Phong nói, ta đến tìm Oánh Oánh có chút việc, thuận tiện đến ngươi chỗ này ngồi một chút. Viện làm Phan Oánh Oánh là hắn cháu gái ruột, bất quá Hứa Thuần Lương vừa mới cùng hắn cùng một chỗ tại phòng họp nhỏ họp, nhanh như vậy hắn lại tới khẳng định là có chút nói không tiện ngay trước Nghiêm Hồi Ý bột nói. Hứa Thuần Lương mời hắn ngồi xuống, giúp đỡ Phan Tuấn Phong hướng giữ ấm trong chén tục nước nóng. Phan Tuấn Phong nói, Thuần Lương, lần này Hồ trưởng cục tự mình cùng đi Địch Bình Thanh tới cho thấy Khang Kiện tập đoàn đã thu được cục vệ sinh ủng hộ. Hứa Thuần Lương nói, người này có một bộ A. Phan Tuấn Phong nhấp một ngụm trà nói, có thể tại khu vực mới trung tâm hành chính phụ cận mở dưỡng lão trung tâm người, chưa từng có cứng rắn giao thiệp quan hệ khả năng sao. Hứa Thuần Lương nghe ra hắn nói bóng gió, thấp giọng nói, Phan Viện, người cùng ta lộ ra, hắn phương diện kia quan hệ quá cứng. Phan Tuấn Phong nói, dân chính. Trong tỉnh, Phan Tuấn Phong cho hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường, cao hơn. Hứa Thuần Lương nhíu mày. Khó trách cái này Địch Bình Thanh dưỡng lão cơ cấu tại cả nước mọc lên như nấm, kỳ thật cái này không khó tưởng tượng, không có phương diện này quan hệ ủng hộ, làm sao có thể làm được xuôi gió xuôi nước, xa không nói, liền nói đại hàng suối nước nóng bảo dưỡng tiểu trấn, bọn hắn cũng không có đạt được nơi đó dân chính ủng hộ, lại càng không cần phải nói càng cao cấp bậc bộ môn. Hứa Thuần Lương nói, chỗ nào nghe được, cụ thể một chút. Phan Tuấn Phong nói, người của ta mạch quan hệ còn so ra kém người đây. Bất quá điểm này là có thể xác định, vừa rồi ta lặng lẽ tìm Hồ Cục hỏi thăm một chút, Hồ Cục cùng Địch Bình Thanh cũng không phải quá quen, nghe hắn ý tứ là chúng ta Uông thư ký cố ý thúc đẩy lần này hợp tác. Hứa Thuần Lương ra đầu siết chặt, Uông Kiến Minh, không nghe nói hắn cùng Bình Thanh có quan hệ gì à? Nếu thật là hắn muốn vì Địch Bình Thanh học thuộc lòng, như vậy đầu tư chuyện này thành công khả năng rất lớn, người ta vui lòng ném tiền, mình cũng không thể kiên quyết đầu tư đẩy ra phía ngoài đi. Tạm thời bất luận mình có thể không có thể đỡ nổi, nếu như mình thật như vậy làm, người khác đều sẽ nói hắn có tư tâm, từ đó cầm chỗ tốt. Phan Tuấn Phong nói, Thuần Lương, người cùng Địch Bình Thanh có cái gì nghỉ lễ? Hứa Thuần Lương lắc đầu, không có, ta chính là đơn thuần nhìn người này có chút không vừa mắt. Phan Tuấn Phong nở nụ cười, đừng đem người yêu ghét đưa đến trong công việc tới. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, kỳ thật đi. Ta lúc đầu khắp nơi kéo đầu tư cũng là vì bệnh viện chúng ta giải quyết khó khăn,
không nghĩ tới Xích Đạo vốn liếng sẽ chơi một màn này. Phan Tuấn Phong nói, cố gắng của ngươi chúng ta đều thấy được, chúng ta đều biết, không có ngươi, đừng nói kiến thiết Tân Y Viện, liền liền khối kia kiến thiết dùng chúng ta đều không gánh nổi. Hứa Thuần Lương nói, mọi người công lao, người cũng đừng quá đề cao ta, ta một người cũng không làm được sự tình gì. Phan Tuấn Phong nói, khỏe mạnh đầu tư hiệp nghị mấy ngày nay ta sẽ hảo hảo nghiên cứu một chút, người trước cùng đầu tư của hắn phương điện thoại cái, cũng không phải là nói chúng ta nhất định phải cùng khỏe mạnh hợp tác. Hứa Thuần Lương nói, với ai hợp tác cũng không đáng kể, mấu chốt nhất là không thể tổn hại bệnh viện lợi ích. Phan Tuấn Phong liên tục gật đầu, kỳ thật hắn cùng Nghiêm Hồi Ý đều có một cái cộng đồng tâm lý, đều lo lắng khỏe mạnh đầu tư kế hoạch sẽ đả kích đến Hứa Thuần Lương nhiệt tình. Nếu như Hứa Thuần Lương bởi vì việc này bỏ gánh không làm, đối bệnh viện tới nói tuyệt đối là cái tổn thất thật lớn. Hứa Thuần Lương có thể lý giải những này lãnh đạo ý nghĩ, bọn hắn đã sợ tới tay đầu tư bay, lại sợ bởi vì việc này đắc tội mình, để Hứa Thuần Lương vui mừng là, vô luận là Nghiêm Hồi Ý vẫn là Phan Tuấn Phong đều không có tá ma giết lửa ý nghĩ. Kỳ thật Hứa Thuần Lương chỉ cần muốn đi tùy thời có thể đi, sở dĩ hắn kiên trì lưu tại bệnh truyền nhiễm viện. Không chỉ là bởi vì hắn không muốn mới bệnh viện kiến thiết bỏ dở nửa chừng, còn có một nguyên nhân chính là lãnh đạo của nơi này cho hắn đầy đủ tôn trọng. Hứa Thuần Lương trước tìm Tần Chính Dương hỏi thăm một chút, Tần Chính Dương nói cho hắn biết, hai ngày trước Bình Thanh hoàn toàn chính xác tới tìm bí thư, cụ thể nói chuyện gì hắn cũng không rõ ràng, hiện tại xem ra nên là đầu tư bệnh truyền nhiễm viện mới viện khu sự tình. Tần Chính Dương cảm thấy có người đầu tư là công việc tốt, Hứa Thuần Lương làm bệnh truyền nhiễm viện một phương hẳn là hoan nghênh mới đúng. Hứa Thuần Lương để Tần Chính Dương giúp hắn tìm hiểu một chút Uông thư ký ý nghĩ, thuận tiện tìm hiểu một chút Bình Thanh đầu tư mục đích thực sự, cùng Bình Thanh phía sau có phải hay không còn có những người khác, dù sao Hứa Thuần Lương hoài nghi hắn đầu tư động cơ rất không đơn thuần. Mộc Lan tập đoàn lần này tin tức phong ba đưa đến Đông Châu Đài truyền hình nguyên đài trưởng Hầu Quốc Nghĩa xuống đài, bất quá Hầu Quốc Nghĩa lần này bị cầm xuống nguyên nhân chủ yếu hay là hắn tự thân xảy ra vấn đề, tin tức phong ba chỉ là trong đó một cái nguyên nhân dẫn đến. Phó đài trưởng Mã Đông Hán nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trở thành đài truyền hình người phụ trách. Trong tin tức chủ nhiệm Thiết Mỹ Trân ra mặt xin lỗi về sau, vốn muốn mời nghỉ bệnh nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tạm tránh đầu sóng ngọn gió, Mã Đông Hán cũng không phê chuẩn, bởi vì trong thành phố bổ nhiệm Thiết Mỹ Trân làm phó đài trưởng văn kiện hạ đạt. Liên Thiết Mỹ Trân chính mình cũng không nghĩ tới cái này thiên đại hảo sự thế mà rơi trên đầu mình, nàng vốn cho là mình muốn ra cõng nồi, hiện tại xem ra. May mắn mà có Hứa Thuần Lương chỉ điểm, Hứa Thuần Lương tại thời khắc mấu chốt dậy nàng muốn đâm lưng lãnh đạo, may mắn nàng cung cấp vật liệu mới đem Hầu Quốc Nghĩa cho đá ra khỏi cục. Khả năng trong thành phố thấy được mình ghét ác như cừu không sợ cường quyền dũng khí cùng tinh thần trọng nghĩa, cho nên quyết định đối với mình ủy thác trách nhiệm. 1. Tiết Mỹ Trân đương nhiên sẽ không quên Hứa Thuần Lương, nàng cầm tới thông chi sau chuyện thứ nhất chính là hướng Hứa Thuần Lương gửi tới lời cảm ơn, thuận tiện đưa ra mời Hứa Thuần Lương ăn cơm. Tiết Mỹ Trân đương nhiên biết rõ Hứa Thuần Lương đối cùng mình loại này tuổi tác nữ tính ăn cơm không có hứng thú quá lớn, thế là chuyển ra Tô Tình, bởi vì Tô Tình ngày mai sẽ đến Đông Châu đến tiếp sau đưa tin ẩn Long Sơn đường hầm phát hiện cổ hái thạch trận sự tình. Cái này đổi mới hoàn toàn nghe là Đông Châu đài truyền hình cùng tỉnh đài liên hợp đưa tin, cho nên Tiết Mỹ Trân trước đó liền cùng Tô Tình câu thông qua rồi hành trình. Mời khách địa phương định tại đài truyền hình phụ cận Ảnh Nguyệt quán trà, tên là quán trà nhưng thật ra là một nhà vốn riêng đồ ăn. Hiện tại vốn riêng đồ ăn khiến cho đều rất bí ẩn, Ảnh Nguyệt quán trà chỉ có một cái gian phòng. Đêm nay đối Hứa Thuần Lương tới nói vẫn còn có chút ngoài ý muốn, bởi vì Thiết Mỹ Trân mở tiệc chiêu đãi trong đám người chẳng những có Tô Tình, còn có về nước một đoạn thời gian Triệu Hiểu Tuệ, chứ danh người chủ trì Mã Tây, liền đài truyền hình vừa mới phủ chính Mã Đông Hán cũng đặc biệt tới có mặt tiệc tối. Mã Đông Hán hôm nay tới mục đích chỉ có một cái, đó chính là nghĩ nhận thức một chút Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương đến thời điểm tại cửa ra vào gặp vừa mới xuống xe Tô Tình cùng Triệu Hiểu Tuệ. Hứa Thuần Lương biết Tô Tình sẽ đến, nhưng là hắn không nghĩ tới gặp được Triệu Hiểu Tuệ. Triệu Hiểu Tuệ cười nói, Thuần Lương, không nghĩ tới sao? 1. Hứa Thuần Lương nói, nghĩ không ra, ta còn tưởng rằng Hiểu Tuệ tỷ đã cắm rễ hải ngoại đâu. Triệu Hiểu Tuệ nói, người nhà của ta còn ở lại chỗ này một bên, đi chỗ nào cũng không thể đem mình dễ đem quên đi. Nhìn thấy Triệu Hiểu Tuệ sung mãn trạng thái tinh thần, Hứa Thuần Lương cảm giác nàng gần nhất tháng ngày trôi qua thật dễ chịu, đoán chừng Thịnh Chiêu Huy tại tiền phương diện không có bạc đãi nàng. Lần trước nhìn thấy nàng vẫn là ở kinh thành, đến đây phúng viếng tự sát Trần Kiến Tân, Hứa Thuần Lương còn tiếp nhận nàng ủy thác cho Trần Kiến Tân người nhà đưa 10 vạn khối tiền.
Tô Tình nói, Hiểu Tuệ tỷ lần này trở về là lập nghiệp. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, Triệu Hiểu Tuệ tại sao lại trở về rồi? Còn lập nghiệp, nàng hiện tại đã tài vụ tự do, sáng tạo cái gì nghiệp? Nghĩ lại kia là người ta tự do, cùng mình cũng không có quan hệ gì. Ba người cùng đi đến bên trong, Tiết Mỹ Trần đã đến, đang cùng Mã Tây uống trà, nhìn thấy bọn hắn tiến đến, hai người đồng thời đứng lên, Tiết Mỹ Trần cười nói, Hứa chủ nhiệm, ta hôm nay an bài bồi tử đội hình thế nào? Hứa Thuần Lương nói, quá long trọng. Tiết Mỹ Trần nói, không long trọng, ta lo lắng không mời nổi ngươi. Lúc nói chuyện, Mã Đông Hán cũng đến, mỉm cười trực tiếp đi hướng Hứa Thuần Lương, đưa tay ra nói, Hứa chủ nhiệm, ta đối với ngươi thế nhưng là nghe đại danh đã lâu a. Hứa Thuần Lương biết hắn là đài truyền hình tân nhiệm người phụ trách, mình đi qua mặc dù không có cùng hắn đã từng quen biết, bất quá lần này tương đương gián tiếp giúp hắn một tay, nếu như không phải mình đánh đổ Hầu Quốc Nghĩa, Mã Đông Hán còn không biết lúc nào có thể thượng vị. Hứa Thuần Lương cùng Mã Đông Hán nắm tay, Mã Đại Trường, ta vẫn luôn muốn quen biết người, chỉ là không có cơ hội a. Câu nói này cho đủ Mã Đông Hán mặt mũi, Mã Đông Hán cười nói, hôm nay liền quen biết, về sau có cần ta hỗ trợ chỉ cần mở miệng. Mã Tây vừa mới bắt đầu còn không rõ ràng lắm vì cái gì ăn cơm, hiện tại xem như minh bạch, lần này đài truyền hình công khai xin lỗi tất cả đều là bởi vì Vương Lập Xuyên cái kia lăng đầu thanh quá lỗ mãng. Tại không có xác minh tình huống dưới trực tiếp đem mâu đầu chỉ hướng Mộc Lan tập đoàn, sau để chứng minh hắn oan uổng người ta, Vương Lập Xuyên bị khai trừ công chức không nói, liền hắn nhạc phụ Hầu Quốc Nghĩa cũng nhận liên lụy. Đương nhiên Hầu Quốc Nghĩa xuống đài cũng không chỉ là chuyện này, Mã Tây suy nghĩ Hứa Thuần Lương khẳng định ở sau lưng động tay động chân, Hầu Quốc Nghĩa xuống đài, thu hoạch lớn nhất hai người chính là Mã Đông Hán cùng Tiết Mỹ Trân, cho nên Tiết Mỹ Trân mới có thể tổ cục này, Mã Đông Hán mới tự mình qua tới tham gia. Ngồi xuống thời điểm, Mã Đông Hán còn cùng Hứa Thuần Lương khiêm nhượng một phen, cuối cùng hai người sóng vai mà ngồi, Tiết Mỹ Trân ngồi tại Hứa Thuần Lương bên người, Mã Tây ngồi tại Mã Đông Hán bên người. Triệu Hiểu Tuệ cùng Tô Tình cũng nhìn ra môn đạo, hai vị đài trưởng đem Hứa Thuần Lương kẹp ở giữa, đủ để chứng minh đối với hắn coi trọng, Hứa Thuần Lương đây rõ ràng chính là xê vị. Vài chén rượu hạ đỗ về sau, Mã Đông Hán nói, Hứa chủ nhiệm, Mộc Lan tập đoàn nhiều chuyện thua thiệt nhắc nhở của ngươi. Không phải tình thế sẽ trở nên không thể vãn hồi. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng là thủ quốc gia trung y thuốc cục quản lý ủy thác, thân là công tác tổ thành viên, ta nhất định phải giải quyết việc chung, nhưng ta cùng Đông Châu đài truyền hình nguồn gốc rất sâu. Nói đến đây hắn nhìn Triệu Hiểu Tuệ cùng Tô Tình một chút. Triệu Hiểu Tuệ nói, Thuần Lương cùng ta thân đệ đệ đồng dạng. Tô Tình mở chừng hai mắt nói, ta cùng Thuần Lương là bạn tốt. Nàng còn không bằng không nói câu này, sau khi nói xong. Mấy người đều lộ ra chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời mỉm cười. Tiết Mỹ Trân nói, nhất hẳn là cảm tạ Thuần Lương chính là ta, nếu như không phải hắn nhắc nhở ta, ta cũng không biết Vương Lập Xuyên chọc ra lớn như vậy chỗ hở, Thuần Lương, tỷ kính ngươi một chén. Hứa Thuần Lương cùng Tiết Mỹ Trân uống chén rượu này, lại đáp lễ nàng một chén, Tiết tỷ, chúc mừng ngươi thu hoạch được tổ chức trọng dụng. Tiết Mỹ Trân nói, ta chính là phụ trách giúp Mã Đài Trường gõ cổ vũ, hẳn là chúc mừng Mã Đài Trường mới đúng. Hứa Thuần Lương nói, quay lại ta cùng Mã Đài uống cái lớn. Hắn nói được thì làm được, cùng Tiết Mỹ Trân uống xong chén rượu này về sau, lại cùng Mã Đông Hán trực tiếp làm một bình. Mã Đông Hán nói, Hứa chủ nhiệm, ta nghe nói người bây giờ còn phụ trách Nguy Sơn đảo cấp quốc gia nghỉ phép khu kiến thiết bộ chỉ huy công việc. Hứa Thuần Lương cười nói, người chỗ nào nghe được tin tức. Chuyện này cũng không công khai quan tuyên, cũng không có cái gì văn kiện, cho nên hắn hiếu kỳ Mã Đông Hán là làm sao mà biết được. Mã Đông Hán nói, đài truyền hình chúng ta cùng Đông Châu Văn Lữ Cục vẫn luôn có hợp tác, ta cùng Lục Cục cũng nhận biết rất nhiều năm, chuyện này là ta nghe hắn nói. Hứa Thuần Lương nói, nguyên lai là dạng này a, sớm biết đem hắn cũng gọi tới uống rượu với nhau. Mã Đông Hán nói, ta ngược lại thật ra gọi hắn, nhưng hắn hiện tại công việc khá bề bộn, hôm nay có nhiệm vụ tiếp đãi, thực sự không thể phân thân. Hứa Thuần Lương nói, vậy chúng ta hôm nào kêu lên hắn cùng một chỗ. Mã Đông Hán bưng một bầu rượu đáp lễ Hứa Thuần Lương, hai người lại làm một bình. Mã Tây bên kia cũng cùng Hứa Thuần Lương uống hai chén. Triệu Hiểu Tuệ cũng không cam chịu lạc hậu, nâng chén nói, Thuần Lương, tỷ cái gì cũng không nói, một chén xong ý, đều tại trong rượu. Tô Tình nhìn xem một đám người đều vây quanh Hứa Thuần Lương rót không khỏi có chút đau lòng, nhỏ giọng nói các ngươi cũng không thể có thể một mình hắn uống a. Triệu Hiểu Tuệ cười nói, muội tử ta minh bất bình.
liền thuần lương tửu lượng kia, chúng ta đang ngồi cộng lại cũng uống bất quá hắn. Hứa Thuần Lương nói, Hiểu Tuệ tỷ, người đừng cất nhắc ta, ta chính là ỷ vào tuổi trẻ thân thể tốt. Mã Tây nói, tuổi trẻ chính là tiền vốn làm cách mạng, ta bây giờ thấy các ngươi những này tràn ngập sức sống người trẻ tuổi liền đánh đáy lòng hâm mộ. Một, Tiết Mỹ Chân nói, lão Mã ngươi cũng không cần hâm mộ, ngươi bây giờ là chúng ta Đông Châu Đài truyền hình vương bài dẫn chương trình, chúng ta nhưng toàn bộ nhờ ngươi đây. Mã Tây nói, trong núi không lão hổ hầu tử xưng bá vương, chúng ta trước mắt hai vị này đều là Đông Châu ưu tú nhất nữ MC, các nàng không đi sao có thể rõ rệt ta à? Tô Tình nói, Mã lão sư người khiêm tốn, chúng ta đều là học sinh của ngài. Triệu Hiểu Tuệ đi theo gật đầu. Mã Tây cảm thán nói, là các ngươi khiêm tốn mới đúng, ta không phải nói lời khách khí, các ngươi thực lực của hai người ít nhất là tỉnh đài tiêu chuẩn, Tô Tình hiện tại đi tỉnh đài chúng ta không nói, Hiểu Tuệ a, ngươi từ bỏ công việc thật là đáng tiếc. Triệu Hiểu Tuệ nói, ta không có từ bỏ a, chỉ là nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bây giờ trở về đến chính là nghĩ một lần nữa tìm cơ hội. Mã Đông Hán nói, hồi Đông Châu Đài truyền hình a, chỉ cần ngươi không chê chúng ta miếu nhỏ, ta đại biểu Đông Châu Đài truyền hình hai tay hoan nghênh ngươi trở về. Triệu Hiểu Tuệ nói, Mã Đài Trường, đây chính là người nói, ta nhưng chăm chú a. Mã Đông Hán nói, con người của ta nói là làm, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, thủ tục ta giúp ngươi xử lý, ta cho ngươi tranh thủ tối ưu dày điều kiện. Tiết Mỹ Chân đối Triệu Hiểu Tuệ sự tình nhiều ít vẫn là hiểu rõ một chút, nàng nhìn qua Triệu Hiểu Tuệ nói, Hiểu Tuệ, ngươi không phải nói đùa sao? Thật dự định trở về. Triệu Hiểu Tuệ nói, Tiết chủ nhiệm, chỉ cần ngươi chịu thu lưu ta, ta liền trở lại. Tiết Mỹ Chân nói, chúng ta Mã Đài đều nói, ta khẳng định hoan nghênh a, hiện tại chúng ta trong tin tức liền thiếu một cái khiêng đỉnh nhân vật. Đến bây giờ ngươi Hiểu Tuệ giúp ngươi hỏi còn duy trì tin tức chuyên mục thu xem ghi chép, ngươi rời đi về sau cái này chuyên mục lại không được. Mã Tây nói, Hiểu Tuệ đều đi, đâu còn có người giúp ngươi hỏi. Tất cả mọi người nở nụ cười. Triệu Hiểu Tuệ nói, hy vọng ta nghiệp vụ không có lạnh nhạt, xứng đáng hai vị lãnh đạo coi trọng. Hứa Thuần Lương trực giác nói cho hắn biết Triệu Hiểu Tuệ trở về không có đơn giản như vậy, nàng hẳn không phải là chơi phiếu tính chất. Rất có thể lần này trở về cùng Thịnh Chiêu Huy có quan hệ. Tiệc tối kết thúc về sau, mọi người tại cổng tạm biệt ai đi đường nấy, Hứa Thuần Lương dự định đưa Tô Tình cùng Triệu Hiểu Tuệ trở về. Triệu Hiểu Tuệ biểu thị mình có việc, để hắn đưa Tô Tình đi trước. Một cỗ màu đen BMW 740 trước tới, Triệu Hiểu Tuệ lên xe. Hứa Thuần Lương nhận ra chiếc xe kia là Thịnh Chiêu Huy, chỉ làm như không nhìn thấy. Tô Tình nói, ta về nhà, nàng kêu xe đến. Hứa Thuần Lương nói xong đưa ngươi. Hai người cùng lên xe. Hứa Thuần Lương nói, hồi khu vực mới. Tô Tình ừ một tiếng. Hứa Thuần Lương nói, Triệu Hiểu Tuệ thật muốn về Đông Châu Đài truyền hình. Tô Tình nói, ta không nghe nàng nói, nàng vừa rồi chỉ là nói cho ta muốn về nước bên trong, ta vốn đang dự định đề cử nàng đi chúng ta đơn vị đâu. Hứa Thuần Lương nói, ngựa tốt không ăn đã xong, nàng cái này thao tác ta đều xem không hiểu. Lái xe tướng Triệu Hiểu Tuệ đưa đến Đông Châu Duyệt Phủ một ngôi biệt thự bên trong. Triệu Hiểu Tuệ mở cửa đi vào bên trong, Thịnh Chiêu Huy cười tiến lên đón, Hiểu Tuệ, ngươi trở về cũng không trước đó cho ta biết một tiếng, ta tốt đi phi trường đón ngươi. Triệu Hiểu Tuệ nói, được rồi, đừng giả mù sa mưa. Thịnh Chiêu Huy nói, uống rượu rồi. Triệu Hiểu Tuệ thoát giày cao gót thay đổi dép lê, ngươi không trả lại được, không sợ các ngươi nhà kia cọp cái đem ngươi ăn. Thịnh Chiêu Huy nói, nàng đi Nghê Hồng. Triệu Hiểu Tuệ nói, khó trách. Thịnh Chiêu Huy tới muốn cho nàng một cái ôm, Triệu Hiểu Tuệ nói, cút sang một bên. Thịnh Chiêu Huy nói, ta nhớ ngươi lắm. Triệu Hiểu Tuệ nói, Thịnh Chiêu Huy, chúng ta có thể nói tốt lắm, ngoại trừ tiền tài bên ngoài, không còn có bất kỳ quan hệ gì, ngươi nếu là động tay động chân với ta liền nói cho Hứa Thuần Lương. Thịnh Chiêu Huy nghe xong Hứa Thuần Lương lập tức hành quân lặng lẽ. Thành thành thật thật đi trên ghế salon ngồi xuống, nhóm lửa một điếu thuốc lá, kéo lên buồn bực khói. Triệu Hiểu Tuệ có chút chán ghét nhíu mày, ngươi có đi hay không a? Thịnh Chiêu Huy nói, phòng này là của ta, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi? Triệu Hiểu Tuệ nói, ngươi không đi đúng không? Nàng móc ra trong sắc tay điện thoại. Thịnh Chiêu Huy nói, ta đi, ta chờ một lúc đi không được sao? Làm sao đã không thấy tăm hơi, ta muốn hỏi hỏi nhi tử tình huống, không được sao? Triệu Hiểu Tuệ nói, hắn hảo hảo, người nếu là thật quan tâm hắn, liền bay qua cùng hắn, ta không có vấn đề.
Thịnh Chiêu Huy nói, ta không phải để cho ta mẹ đi qua nha. Triệu Hiểu Tuệ nói, đừng đề cập nàng. Nàng hái được vòng tay, tại một mình trên ghế salon ngồi xuống. Thịnh Chiêu Huy nhìn qua nàng, nàng quặng mặt lại nhìn qua Thịnh Chiêu Huy, trầm mặc một hồi lâu, Thịnh Chiêu Huy mới nói, ngươi trở về làm gì? Ta lại không thiếu ngươi tiền dùng. Triệu Hiểu Tuệ nói, liền điểm này tiền, đuổi ăn mày đâu? Thịnh Chiêu Huy dở khóc dở cười nhìn qua nàng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Triệu Hiểu Tuệ nói, ngươi đừng sợ, ta không có tìm ngươi đòi tiền ý tứ, tiền của ngươi cho đều là ngươi nhi tử nên được nuôi dưỡng phí, ngươi không yên lòng ta mang con của ngươi, đem mẹ ngươi cho đóng gói nhanh đưa tới, được, đứa nhỏ này phản chính là, giao cho các ngươi Thịnh gia chiếu cố cũng là nên. Thịnh Chiêu Huy nói, ngươi muốn là bởi vì việc này sinh khí, ta có thể để cho ta mẹ trở về. Triệu Hiểu Tuệ nói, Thịnh Chiêu Huy, ngươi đã hủy ta một lần, còn dự định hủy ta cả một đời. Ta dựa vào cái gì muốn lưu tại tha hương nơi đất khách quê người thành thành thật thật cho ngươi chiếu cố hài tử. Ta dựa vào cái gì cho các ngươi Thịnh gia nỗ lực. Ta có tay có chân, lại không phải là không thể nuôi sống chính ta. Nói thật cho ngươi biết, ta dự định về làm việc, về đơn vị cũ. Thịnh Chiêu Huy sửng sốt một chút, cho là mình nghe lầm, Đông Châu đài truyền hình. Khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Thịnh Chiêu Huy đầu ông liền lớn, hắn khó hiểu nói, ngươi về Đông Châu làm gì? Ta hiện tại đã đủ phiền, ngươi chớ cùng ta làm loạn thêm được hay không? Triệu Hiểu Tuệ nói, ta không cho ngươi thêm phiền a, ta về Đông Châu là chuyện của chính ta, không liên hệ gì tới ngươi, ta chỉ là muốn tìm về vốn là thuộc về ta đồ vật của mình. Tìm về cái gì? Ngươi biết rất rõ ràng ta cùng Lương Văn Tĩnh ngay tại náo ly hôn, ngươi bây giờ trở về làm gì? Triệu Hiểu Tuệ nói, nhà các ngươi điểm này phá sự không quan hệ với ta. Thịnh Chiêu Huy nói, nếu như nàng biết ngươi trở về, nàng sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Hiểu Tuệ khinh thường cười lạnh, vậy liền để nàng phóng ngựa tới, ta ngược lại muốn xem nàng có thủ đoạn gì. Thịnh Chiêu Huy giận dữ hét, ngươi đấu không lại nàng, ngươi căn bản là đấu không lại nàng, đừng không tự lượng sức có được hay không. Triệu Hiểu Tuệ nói, ta không nghĩ tới cùng người ta đấu, bất quá. Nàng nhìn qua Thịnh Chiêu Huy đỉnh đầu, người cũng rất thật đáng buồn, đầu đều xanh mơn mởn, chẳng lẽ mình không biết. Thịnh Chiêu Huy khuôn mặt trướng đến phát tím. Triệu Hiểu Tuệ nói, rất tức giận, hận không thể đánh ta một chầu đúng hay không. Thịnh Chiêu Huy không nói chuyện, chỉ là dùng sức rút hai cái khói. Triệu Hiểu Tuệ từ trong sắc tay cầm ra bản thân thuốc lá, rút ra một chi thuần thục đốt, hít một hơi thuốc lá nói. Xe của ta họa không phải ngẫu nhiên, người hẳn là phi thường rõ ràng. Thịnh Chiêu Huy vẫn không nói gì, ánh mắt cũng đã không còn dám nhìn Triệu Hiểu Tuệ. Nếu như không phải Hứa Thuần Lương giúp ta, ta khó thoát một kiếp, con của ngươi cũng sẽ không bình an rơi xuống đất. Thịnh Chiêu Huy, ngươi nói với ta câu lời thật lòng, ngươi có phải hay không đã sớm biết hung thủ là ai? Thịnh Chiêu Huy nói, vừa mới bắt đầu ngươi không phải hoài nghi ta sao? Triệu Hiểu Tuệ nói, ngươi ít cùng ta đổi chủ đề. Kỳ thật trong lòng ngươi cái gì đều rõ ràng, ngươi cố ý cùng ta giả ngu đúng hay không? Thịnh Chiêu Huy thở dài nói, Hiểu Tuệ, sự tình đều đi qua, ngươi cùng hài tử cũng đều bình an, ta biết có lỗi với các ngươi, ta sẽ tận lực đền bù ngươi, ta cũng khẳng định sẽ đối với nhi tử tốt. Hiện tại đúng là chúng ta đàm ly hôn mấu chốt giai đoạn, ngươi có thể hay không chớ cùng lấy thêm phiền có được hay không? Triệu Hiểu Tuệ nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có ý định cho các ngươi thêm phiền, ta qua cuộc sống của ta. Xử lý ta thích công việc, Thịnh Chiêu Huy, ngươi chỉ coi ta không tồn tại liền tốt. Thịnh Chiêu Huy nhẹ gật đầu, tướng đầu mẩu thuốc lá nhấn diệt, đứng dậy chuẩn bị rời đi, đi tới cửa lại dừng bước lại nói, Hiểu Tuệ, ngươi nghe ta một lời khuyên, đừng lưu tại Đông Châu. Hứa Thuần Lương xuống xe, để lái xe đi. Tô Tình nói, ngươi không theo lấy trở về a? Hứa Thuần Lương nói, đều đến nhà ngươi dưới lầu, làm sao cũng phải uống chén trà lại đi. Ta nói mời ngươi uống trà sao? Hứa Thuần Lương nói, ngươi có tri thức hiểu lễ nghĩa khẳng định phải khách khí với ta khách khí. Tô Tình nói, suy nghĩ nhiều, hôm nay quá muộn. Hứa Thuần Lương nói, không tính là muộn, đi, đi lên uống chén trà. Không đợi Tô Tình đồng ý, hắn xe nhẹ đường quen tiên triều đơn nguyên cửa đi đến. Tô Tình nhìn qua bóng lưng của hắn, khóe môi phát ra một tia e lệ ý cười. Đi vào Tô Tình trong nhà. Hứa Thuần Lương muốn đổi giày. Tô Tình nói, không cần, ta còn chưa kịp thu thập. Hứa Thuần Lương nói, thật sạch sẽ, vẫn kiên trì đổi giày. Tô Tình nói, Vũ Hoa trà được không? Ta mang cho ngươi hai hộp, còn chưa kịp cho ngươi. 1.
Hứa Thuần Lương nói, đi, con hàng này lúc đầu cũng không phải đặc biệt tới uống trà. Tô Tình nấu nước nóng dùng ly pha lê ngâm hai chén trà, một chén thả ở trước mặt hắn. Hai người ánh mắt gặp nhau, đồng thời nở nụ cười. Tô Tình nói, uống xong trà đi nhanh lên a, khoảng cách nhà ngươi còn có đoạn khoảng cách đâu. Hứa Thuần Lương nói, ta đêm nay hành chính trực ban. Tô Tình nói, vậy ngươi còn ra đến uống rượu. Hứa Thuần Lương nói, đổi ca. Tô Tình cắn cắn môi anh đào, ánh mắt nhìn về phía một bên, ý thức được người này động cơ nhưng không đơn thuần, phương tâm có chút thấp thỏm. Hứa Thuần Lương nhấp một ngụm trà nói, một mình ngươi ở không sợ a? Tô Tình nói, quen thuộc, cảm giác được ngón tay bị đụng một cái, Tô Tình biết không người khác, tay về sau rụt lại, mặt dày vô sỉ ra hỏa lại nắm tay duỗi tới, đụng một cái đầu ngón tay của nàng, Tô Tình thu trở về, nói khẽ, uống trà a. Hứa Thuần Lương một tay lấy tay của nàng bắt được, Tô Tình nói, ngươi làm gì? Hứa Thuần Lương nói, ta nhìn ngươi sắc mặt không tốt, muốn giúp ngươi tay cầm mạch. Tô Tình trong lòng tự nhủ người này xáo lộ cũng thật nhiều, bắt mạch. Không biết dùng dạng này lấy cớ sờ qua bao nhiêu nữ nhân tay, nghĩ tới đây, trong lòng nhất thời có chút không thoải mái, nàng nắm tay rút ra ta êm đẹp, mới không cần ngươi đem mạch. Hứa Thuần Lương nói, vừa rồi trên đường ngươi có phải hay không có chuyện muốn hỏi ta? Tô Tình nói, ta có tư cách hỏi sao? Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Tô Tình nói, ngươi cùng cái kia Hạ Hầu Mộc Lan là quan hệ như thế nào? Vì cái gì ngươi đối chuyện của nàng ra sức như vậy? Hứa Thuần Lương nở nụ cười, khó trách cảm thấy hôm nay Tô Tình cảm xúc có chút không đúng, xem ra là nghe nói cái gì. Ta là quốc gia trung y thuốc cục quản lý đặc biệt công tác tiểu tổ thành viên, chuyện này bất kể có phải hay không là Mộc Lan tập đoàn, ta đều phải giúp người ta lo liệu công đạo. Ngươi có phải hay không lại nghe người khác truyền ta tin tức ngầm rồi? Tô Tình nói, ta mới lười nhắc quản ngươi, ngươi yêu với ai lui tới liền với ai lui tới, dù sao ngươi là ai ta rõ ràng. Hứa Thuần Lương nói, ta là người như thế nào, chính ta đều không rõ ràng. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Hứa Thuần Lương lần nữa nắm chặt tay của nàng, Tô Tình nhẹ nhàng thoáng giãy giụa, Hứa Thuần Lương một cái tay khác chính đi lấy chén trà, lần này phiền toái. Một chén trà nóng tất cả đều dội tại con hàng này trên đũng quần. Hứa Thuần Lương kêu thảm một tiếng, Tô Tình nhìn thấy loại tình huống này cũng luống cuống, ân cần nói, có hay không bỏng đến, nhanh, ngươi nhanh thoát. Hứa Thuần Lương xem bộ dáng là bị bỏng đến không nhẹ, trơn tru đem quần cho thoát. Tô Tình bởi vì khẩn trương không có hướng nơi khác nghĩ, người này đem quần cởi một cái, Tha Phương mới ý thức tới không ổn, duyên dáng gọi to một tiếng, hai tay che mắt. Nàng nếu là nhìn thấy Hứa Thuần Lương giờ phút này trên mặt cười xấu xa, khẳng định phải nhào tới tướng người này lỗ tai cho cắn rơi. Hứa Thuần Lương nói, quần lót cũng ướt. Tô Tình lại là quan tâm lại là thẹn thùng, cũng không thể để hắn đem quần lót cũng thoát. Nàng cũng không dám nhìn tới Hứa Thuần Lương, chỉ toilet phương hướng, người nhanh đi dùng nước lạnh hừng hực. Hứa Thuần Lương nói, không còn kịp rồi. Ây a, kia ta đưa ngươi đi bệnh viện. Tô Tình rốt cục nhìn không được dùng khóe mắt quét một chút, nhìn thấy con hàng này ngược lại là không có cởi sạch, bất quá kia khoa trương lều vải cũng nhanh phá bích mà ra, Tô Tình xoay người sang chỗ khác, ta đi cấp ngươi tìm kiện áo. Hứa Thuần Lương khẽ vươn tay đem đèn cho quan. Tô Tình mắt tối sầm lại, ngươi tắt đèn làm cái gì? Hứa Thuần Lương nói, ta không muốn ngươi thấy ta hiện tại cái này dáng vẻ chật vật, ai u, hỏng, khả năng bị phỏng. Tô Tình nói, ngươi chờ một chút. Ta đi cấp người tìm quần áo. Nàng sờ soạng đi vào bên trong đi, lại cùng ngăn trở nàng đường đi Hứa Thuần Lương đụng cái đầy cõi lòng. Hứa Thuần Lương ai u kêu một tiếng, Tô Tình khẩn trương nói, ngươi có sao không? Đưa tay đi nâng Hứa Thuần Lương, lại đụng phải không nên đụng địa phương. Tô Tình như là bị rắn cắn một dạng tranh thủ thời gian rụt tay về, nhưng Hứa Thuần Lương xuất thủ càng nhanh, một tay lấy tay của nàng cho ấn xuống, một cái tay khác ôm lấy eo nhỏ của nàng. Tướng Tô Tình thân thể mềm mại ôm vào lòng, bám vào bên tai nàng nói khẽ, bị ngươi như thế đụng một cái, ta giống như thoải mái hơn đâu. Tô Tình lúc này đã hoàn toàn minh bạch, người này căn bản chính là đang động tác võ thuật mình, tượng trưng vùng vẫy một hồi, dịu dàng nói, ngươi tên bại hoại này, cố ý gạt ta. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đem ta uốn thành cái dạng này chẳng lẽ không muốn phụ trách nhiệm? Không muốn, Tô Tình đã dự cảm đến đêm nay sẽ phát sinh cái gì, hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Hứa Thuần Lương đã bắt đầu cởi quần áo. Hai người ngay tại thân mật cùng nhau khó kìm lòng nổi thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng chuông cửa.
Tô Tình nhỏ giọng nói, có người. Một. Hứa Thuần Lương nói, mặc kệ hắn. Đại thủ vẫn không chút kiêng kỵ khắp nơi thăm dò. Bang bang bang, tiếng chuông cửa đã biến thành trùng điệp tiếng đập cửa. Tô Tình nói, khả năng thật có việc gấp. Hứa Thuần Lương đành phải buông ra nàng. Tô Tình để hắn đi phòng ngủ của mình trước tránh một chút, mở đèn lên, cả sửa lại một chút bị Hứa Thuần Lương làm loạn tóc cùng vạt áo, lúc này mới đi trước cửa, từ mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại, đứng ở phía ngoài hai tên cảnh sát. Tô Tình trong lòng khẽ giật mình, làm sao lúc này cảnh sát tới. Hít vào một hơi, mới mở cửa phòng. Cái này hai tên nơi đó đồn công an cảnh sát hướng nàng lấy ra giấy chứng nhận, một người trong đó nói, chúng ta vừa mới tiếp vào báo cảnh, nói ngươi nơi này có cùng một chỗ nhập thất cướp bóc vụ án. Tô Tình cuống quýt phủ nhận, không có sự tình, các ngươi có phải hay không sai lầm? Sẽ không lầm, hai người đã đi vào, Tô Tình muốn ngăn cũng ngăn không được. Cảnh sát đồng chí, ta không có báo cảnh a, trong nhà của ta cũng không có chuyện gì. Tô Tình kiệt lực muốn chứng minh hết thảy đều bình thường. Chủ yếu là Hứa Thuần Lương còn ở trong phòng của mình, quần áo đều không kịp mặc vào, còn dựng tại ghế sofa trên lan can đâu. Một cảnh sát nói, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta có thể cam đoan an toàn của ngươi. Hứa Thuần Lương tránh trong phòng nghe được rõ ràng, trong lòng cái này phiền muộn a, mẹ nó giọt, hiện tại đồn công an quản được rộng như vậy sao? Hai chúng ta giao lưu tình cảm XXX các ngươi thí sự a, ai báo cảnh sát? Cái nào ô rùa vương bát đản thất đức như vậy? Tô Tình bước nhanh đi vào phòng ngủ của mình cổng ngăn trở cửa phòng, ta thật không có chuyện gì, các ngươi có lùng bắt khiến sao? Không thể tùy tiện xâm nhập nhà ta a. Hai tên cảnh sát liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn về phía sau lưng nàng cửa phòng, Tô Tiểu Thư, xin ngài tránh ra. Tô Tình chỗ nào chịu nhường, tránh ra liền lộ vùi lấp, mặc dù Hứa Thuần Lương không có phạm tội, nhưng nếu là để cho người ta nhìn thấy hắn thoát thành cái dạng kia giấu ở gian phòng của mình bên trong, thật sự là muốn mắc cỡ chết người ta rồi. Tô Tình nói, các ngươi quá phận. Một cảnh sát hướng nàng lấy ra lệnh kiểm soát, chúng ta tiếp vào báo cáo, hoài nghi ngươi nơi này giấu kín đảo phạm, xin tránh ra, không phải chúng ta sẽ đối với ngươi tiến hành cưỡng chế biện pháp. Tô Tình nói, các ngươi có mau bệnh a, ta hảo hảo ở lại nhà, nào có cái gì đảo phạm. Một cảnh sát vươn tay một tay lấy nàng đẩy ra, một tên khác cảnh sát mở cửa xông vào giữa phòng. Tô Tình vừa thẹn vừa xấu hổ, lần này xong, cái gì đều bị người thấy được. Hai tên cảnh sát xông vào giữa phòng về sau, phát hiện bên trong không có một ai, Tô Tình đi theo vào, vốn cho rằng muốn nhìn thấy Hứa Thuần Lương lộ ra ánh sáng người trước xấu hổ tràng diệt, nhưng sau khi đi vào không thấy được Hứa Thuần Lương thân ảnh. Hai tên cảnh sát một cái đi xem gầm giường, một cái đi lục soát Tô Tình tủ quần áo, kết quả không thu hoạch được gì. Tô Tình âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, chẳng lẽ hắn từ cửa sổ bò lên ra ngoài. Trời ạ! Đây chính là 23 lâu a. Hai tên cảnh sát hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, một cảnh sát đi qua kéo ra cửa sổ, hướng mặt ngoài nhìn, không thấy được người. Tô Tình lo lắng cực kỳ, hai ngày trước mới soát đến coi thường nhiều lần, nào đó nam trần như nhộng dọc theo cao lầu hướng xuống bò, nửa đường lực lượng không tốt mà trượt chân té lầu, dạng này bi kịch nên sẽ không phát sinh tại Hứa Thuần Lương trên thân a. Bất quá nàng đối Hứa Thuần Lương năng lực vẫn là có lòng tin, liền xem như không mảnh vải che thân. Hắn leo đến lầu một cũng có thể an toàn địa. Tô Tình tức giận nói, các ngươi có hết hay không? Các ngươi có biết hay không bảo hộ công dân tư ẩn quyền? Hai tên cảnh sát đem gian phòng cũng lục soát một lần, không có phát hiện có người tại, cũng sẽ không có tiếp tục lưu lại lý do. Hai người rời đi về sau, Tô Tình đem cửa phòng khóa trái, muốn cho Hứa Thuần Lương gọi điện thoại, lại sợ điện thoại linh âm thanh gây nên sự chú ý của người khác, hắn đến cùng giấu đến địa phương nào đi. Tô Tình ghé vào cửa sổ nhìn xuống, không thấy được Hứa Thuần Lương, lại nhìn thấy kia hai tên cảnh sát lại đi dưới lầu, hai người hiển nhiên còn chưa hết hy vọng, vây quanh nàng ở tòa nhà này lại dạo qua một vòng, đoán chừng cũng là nhìn qua trên mạng video. Lúc này Tô Tình điện thoại di động vang lên, điện thoại là Hứa Thuần Lương đánh tới, hắn đã chạy trốn. Tô Tình hơi kinh ngạc, cái gì? Quần áo ngươi còn ở nơi này? Hứa Thuần Lương nói, không có chuyện, ta đem ngươi quần áo thể thao cho Thuận đi. Ngươi có thể mặc vào. Hứa Thuần Lương nói, không có vấn đề, có co giãn, đối ngươi hướng khu quản hạt đồn công an gọi điện thoại hỏi một chút, nhìn xem có người hay không báo cảnh. Tô Tình nói, ngươi nói là kia hai tên cảnh sát là mạo danh. Nhưng ta xem qua bọn hắn chứng kiện, không có vấn đề. Tô Tình cuối cùng vẫn là hướng khu quản hạt đồn công an gọi điện thoại, hỏi qua về sau,
khu quản hạt đồn công an đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Tô Tình không khỏi hơi sợ, tranh thủ thời gian cho Hứa Thuần Lương trở về điện thoại. Hứa Thuần Lương để nàng không cần lo lắng, kia hai tên cảnh sát đã lên xe đi, hắn hiện tại đang theo dõi bọn hắn xe cảnh sát, nhìn xem cái này hai đến cùng là thật là giả, bất quá từ cỗ xe giấy phép đến xem hẳn là không thể giả. Hứa Thuần Lương để lái xe đi theo kia chiếc xe cảnh sát, không bao lâu nhìn thấy kia chiếc xe cảnh sát tiến vào mới thành phân cục, Hứa Thuần Lương thầm nghĩ xem ra cảnh sát này không phải ngụy trang. Chỉ là bọn hắn tại sao muốn ở thời điểm này đến đột kích kiểm tra Tô Tình nhà. Hứa Thuần Lương độ cao hoài nghi Tô Tình trong nhà khả năng bị người cho giám sát. Hứa Thuần Lương nghĩ đến phụ thân của nàng Tô Thiên Vũ. Tô Thiên Vũ mất tích bí ẩn, đủ loại dấu hiệu cho thấy người này thật không đơn giản. Mỗi lần Tô Tình gặp được thời điểm nguy hiểm, đều sẽ có người ra mặt giải cứu. Hứa Thuần Lương đã sớm hoài nghi Tô Thiên Vũ khả năng cũng không đi xa, lại hoặc là lấy một loại nào đó không muốn người biết phương thức lặng lẽ chú ý nữ nhi. Bất quá người bình thường cũng không khả năng một chiếc điện thoại liền có thể xuất động cảnh sát tới điều tra, nếu thật là Tô Thiên Vũ, vậy hắn đến cùng là thân phận gì? Tô Tình lại gọi điện thoại tới, Hứa Thuần Lương nói cho nàng không sao, Tô Tình vừa mới cũng gọi điện thoại hỏi thăm qua cảnh sát, vừa rồi kia hai tên cảnh sát thật là tiếp vào báo cảnh đi nhà nàng điều tra. Tỉ mỉ chuẩn bị ban đêm bị người làm hỏng, Hứa Thuần Lương ra mặt dù dày cũng không hảo ý stem cửa, nếu như phỏng đoán của hắn chính xác. Chỉ cần đi vào Tô Tình trong nhà, liền đưa thân vào ẩn tàng giám sát phía dưới, mình nhất cử nhất động tất cả đều không chỗ che thân. Nhớ tới vừa rồi sở tác sở vi, Hứa Thuần Lương chính mình cũng cảm thấy xấu hổ. Tô Tình cũng có thể cảm thấy được tâm tình của hắn, ôn nhu nói, quá muộn, người đi về nghỉ ngơi đi. Hứa Thuần Lương ừ một tiếng. Tô Tình nói, người uống nhiều rượu, đừng quên uống nhiều nước. Hứa Thuần Lương nói, Tô Tình, gần nhất cha ngươi có tin tức hay không? Tô Tình trầm mặc một chút, một lát sau nói, không có. Nói xong nàng đã cúp điện thoại. Hứa Thuần Lương càng nghĩ, mình hẳn là lại mua phòng nhỏ, mặc dù trong nhà đủ ở, nhưng bình thường cùng gia gia ở cùng một chỗ, có một số việc luôn luôn không tiện, còn phải lưu chút không gian của mình. So hiện nay muộn, giả như có một bộ chân chính thuộc tại phòng ốc của mình liền không tồn tại cái vấn đề này. Từ Tần Chính Dương bên kia nghe được tình huống đến xem. Địch Bình Thanh đầu tư bệnh truyền nhiễm bệnh viện đã thu được Uông thư ký cho phép, Địch Bình Thanh hứa hẹn, hắn sẽ lấy trước ra 30 ức đến kiến thiết bệnh truyền nhiễm viện tổng hợp bệnh khu, đến tiếp sau sẽ còn thêm vào đầu nhập. Chuyện này để Hứa Thuần Lương trong lòng cực kỳ khó chịu, hắn kế hoạch ban đầu là xích đạo vốn liếng, Mộc Lan tập đoàn, Lam Tinh tập đoàn cộng đồng nhập cổ phần đầu tư Tân Y Việt, nhưng bây giờ bởi vì xích đạo vốn liếng kêu dừng đầu tư, Địch Bình Thanh thừa lúc vắng mà vào. Mà Địch Bình Thanh nói lên phương án có một cái tính chất biệt lập, nói đúng là hắn đầu tư có một cái cơ bản nhất tiền đề, cự tuyệt cái khác đầu tư gia nhập, thay lời khác tới nói, hắn không chịu cùng người khác chung ăn một bát cơm. Trong thành phố đương nhiên vui thấy kỳ thành, cổ đông càng nhiều càng không tốt quản lý, huống chi Khang Kiện tập đoàn danh tiếng cũng không tệ, thực lực cũng còn tại đó. Bệnh truyền nhiễm bệnh viện bên này mấy vị lãnh đạo mặc dù luôn mồm tôn trọng Hứa Thuần Lương ý kiến, nhưng là bọn hắn cũng không thể có thể sớm một chút chứng thực đầu tư, gần nhất từng cái tâm tình thật tốt. Tại loại tình huống này, Hứa Thuần Lương không có khả năng lại kiên trì đem Mộc Lan tập đoàn cùng Lam Tinh tập đoàn hướng bên trong rồi, người khác khẳng định sẽ hoài nghi động cơ của hắn. Để Hứa Thuần Lương buồn bực là, hắn cho tới bây giờ đều không có tra thanh Địch Bình Thanh mục đích. Địch Bình Thanh gần nhất cùng bệnh truyền nhiễm viện tiếp xúc đã lách qua Hứa Thuần Lương cũng lười tham gia. Phan Tuấn Phong cũng nhìn ra hắn lười biếng, đối với chuyện này, bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ, biết Hứa Thuần Lương bỏ khá nhiều công sức, nếu như không phải xích đạo vốn liếng lật lọc, hết thảy đều sẽ dựa theo Hứa Thuần Lương kế hoạch tiến hành, nhưng là hiện tại cái gì cũng thay đổi, nếu như Khang Kiện tập đoàn đầu tư hợp đồng rơi xuống đất, Địch Bình Thanh tại mới bệnh viện kiến thiết bên trên khẳng định sẽ có nhiều quyền phát biểu hơn, Hứa Thuần Lương trước đây rất nhiều công việc rất có thể sẽ bị phủ định. Viện trưởng Nghiêm Hồi Ý cũng tự mình biểu thị ra lo lắng. Hắn đề nghị Phan Tuấn Phong đi tìm Hứa Thuần Lương hảo hảo nói chuyện, sở dĩ để Phan Tuấn Phong đi mà không phải mình tự mình, bởi vì Nghiêm Hồi Ý có tự mình hiểu lấy, tiếng nói của mình biểu đạt năng lực hoàn toàn chính xác có khiếm khuyết. Phan Tuấn Phong tìm một cơ hội kêu lên Hứa Thuần Lương cùng một chỗ tiến về Tân Y Viện công trường, từ khi khỏe mạnh cho ra đầu tư kế hoạch, Hứa Thuần Lương gần nhất đến mới bệnh viện số lần rõ ràng ít. Phan Tuấn Phong cùng Hứa Thuần Lương cùng một chỗ thị sát công trường. Đối trước mắt kiến thiết tiến độ biểu thị hài lòng, đầu tiên khẳng định Hứa Thuần Lương nỗ lực, cảm khái nói tiểu Hứa, nếu là không có ngươi, sẽ không có ngày nay.
hắn cùng Nghiêm Hồi Ý thống nhất nhận biết chính là, không thể để cho Hứa Thuần Lương cho rằng bọn họ tại tá ma giết lừa, bọn hắn chưa hề phủ định qua Hứa Thuần Lương ưu tú. Hứa Thuần Lương nói, Phan Viện, người quá khen, kỳ thật địa cầu rời đi ai cũng chiếu chuyển không lầm, coi như lúc ấy ta không ra mặt, cũng nhất định có người đứng ra giải quyết vấn đề. Phan Tuấn Phong cười nói, tiểu Hứa A, người có phải hay không đối An Khang tập đoàn chuyện đầu tư có cảm xúc? Hứa Thuần Lương lắc đầu nói, không có cảm xúc, người ta cho chúng ta ném tiền, loại thời điểm này cũng coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đi, ta có thể có cái gì cảm xúc? Phan Tuấn Phong nói, người nói kia mấy nhà đầu tư vấn đề ta cũng phản ứng, bất quá khỏe mạnh bên kia thái độ rất kiên quyết, bọn hắn muốn đơn độc đầu tư. Hứa Thuần Lương nói, xem ra bọn hắn đối Tân Y Viện rất có lòng tin a. Phan Tuấn Phong nói, đầu tư của bọn hắn bản kế hoạch ta tìm nhân sĩ chuyên nghiệp thẩm rất nhiều lần, cảm giác không có vấn đề gì. Hứa Thuần Lương nói, người không cảm thấy chuyện này tiến hành quá thuận lợi, quá hoàn mỹ rồi. Phan Tuấn Phong gật đầu nói, ta cũng cảm thấy sự tình quá thuận, khả năng thật sự là vận khí của chúng ta đến. Kinh nghiệm của dĩ vãng nói cho Hứa Thuần Lương, càng là thuận chuyện lợi càng là nhìn bề ngoài hoàn mỹ sự tình bình thường ẩn chứa không muốn người biết âm mưu. Nhất là cái này Địch Bình Thanh, hắn là bì môn bốn đại trưởng lão chi một, người này bối cảnh phi thường phức tạp. Hạ Hầu Mộc Lan bên kia cũng đang tra, nhưng Địch Bình Thanh vô luận tại trước mặt công chúng vẫn là tại bì môn nội bộ đều có được tốt đẹp danh tiếng, dạng này người mặc dù có âm mưu cũng giấu rất sâu, không dễ dàng như vậy bại lộ. Hứa Thuần Lương nói, ai tìm tới từ đều là giống nhau, bất quá ta vẫn là đến cho mọi người đề tỉnh một câu, Trường Hưng Bệnh Viện chính là chúng ta vết xe đổ. Hợp đồng nhất định phải tìm hiểu công việc người hảo hảo giữ cửa ải, tuyệt đối không nên bị người chui chỗ trống, không phải về sau liền sẽ lâm vào bị động. Phan Tuấn Phong nói, người yên tâm đi, trong thành phố cũng cân nhắc đến, trước mắt mục đích là, Khang Kiện tập đoàn chỉ phụ trách đầu tư cùng kiến thiết, về sau quản lý kinh doanh vẫn là bằng vào chúng ta làm chủ. Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn còn phải chịu trách nhiệm kiến thiết. 1. Phan Tuấn Phong nói, người ta đầu tư nhiều tiền như vậy. Đương nhiên muốn tự mình đến phụ trách công trình kiến thiết, Khang Kiện tập đoàn bản thân liền có một cái chuyên nghiệp công trình kiến thiết đoàn đội, chuyên môn xử lý chữa bệnh công trình kiến thiết, bất quá hiện tại cũng chỉ là kế hoạch, cụ thể hợp đồng còn tại thương thảo, đúng, nói cho ngươi một tin tức tốt, khỏe mạnh vốn là nghĩ đồng thời đầu nhập 30 ức, trong thành phố đối yêu cầu của bọn hắn là 50 ức. Hứa Thuần Lương nói, bọn hắn đáp ứng. Phan Tuấn Phong nói, Địch Tổng nói tiền không là vấn đề. Hứa Thuần Lương nheo mắt lại nhìn qua khối này thổ địa, như có điều suy nghĩ nói, thay lời khác tới nói liền là bất kể nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn cũng muốn lấy được mảnh đất này, có hay không cảm thấy cái này phối phương rất quen thuộc. Phan Tuấn Phong sửng sốt một chút, cái gì? Hứa Thuần Lương nói, lúc trước Nhạc Tinh tập đoàn không thể cướp đi chúng ta mảnh đất này, bọn hắn cũng sinh ra đầu tư chúng ta mới bệnh viện suy nghĩ, Bạch Lan gọi điện thoại cho ta thời điểm ngươi ở đây. Phan Tuấn Phong nhẹ gật đầu. Nhớ tới đêm hôm đó bọn hắn uống rượu với nhau tình cảnh, lúc ấy từng cái mỹ nữ thay nhau đăng tràng, động một tí một tỷ cất bước, đem bọn hắn cả đám các loại nghe là trợn mắt hốc mồm. Phan Tuấn Phong nói, kỳ thật khi đó hẳn là rèn sắt khi còn nóng, trước tiên đem Xích Đạo vốn liếng đầu tư hợp đồng ký tới. Đây là ý tưởng chân thật của hắn, nếu như khi đó gạo nấu thành cơm, cũng sẽ không có hậu đến Xích Đạo vốn liếng lật lọc, lại càng không có Khang Kiện tập đoàn đã tham dự, là Hứa Thuần Lương mình không thể chậm trễ. Hắn khi đó thỏa thuê mãn nguyệt, đối Xích Đạo vốn liếng 30 ức đầu tư từ đầu đến cuối không nóng không vội, kết quả lôi không kết quả. Hứa Thuần Lương nói, Phan Viện, người có biết hay không ta vì cái gì không nóng này cùng Xích Đạo vốn liếng ký kết? Bởi vì ta hoài nghi bọn hắn đầu tư phía sau còn có cái khác động cơ, chúng ta cần nhà đầu tư là thật tâm nghĩ kiến thiết cùng kinh doanh bệnh viện, mà không phải ôm lấy mục đích khác. Phan Tuấn Phong cười nói, người ta có thể có mục đích gì? Chúng ta ngoại trừ mảnh đất này bên ngoài cũng không có quá lớn ưu thế. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm than, chính là mảnh đất này hấp dẫn nhiều người như vậy lực chú ý, trước mắt hắn còn không cách nào kết luận Địch Bình Thanh mục đích thực sự, bất quá Địch Bình Thanh 89 phần 10 cũng là hướng về phía mảnh đất này tới. Buổi trưa, Thịnh Chiêu Huy gọi điện thoại tới, hắn tìm Hứa Thuần Lương có chút việc, Hứa Thuần Lương đem địa điểm nói cho hắn, dù sao giữa trưa ngay ở chỗ này ăn cơm. Để Thịnh Chiêu Huy tới nếm thử bọn hắn công trường cơm ở canteen đồ ăn. Thịnh Chiêu Huy là ăn cơm xong mới tới, Hứa Thuần Lương tại phòng làm việc tạm thời bên trong tiếp đãi hắn. Thịnh Chiêu Huy đóng cửa phòng, vẻ mặt đưa đám nói, Hứa chủ nhiệm, lần này người đến giúp cho ta một chút.
Hứa Thuần Lương nhìn hắn cái bộ dáng này liền đoán được 8-9 phần 10 cùng Triệu Hiểu Tuệ trở về có quan hệ, vui tươi hớn hở giúp hắn rót chén trà nói, ngươi có tiền có thế, ta có thể giúp đỡ ngươi cái gì? Thịnh Chiêu Huy nói, Triệu Hiểu Tuệ, nàng lại trở về, còn muốn đi Đông Châu đài truyền hình đi làm, người nói nàng không phải thêm phiền sao? Hứa Thuần Lương nói, nàng là người trưởng thành A, muốn làm gì mình có thể làm chủ, lại nói, ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào? Ta lại cùng với nàng quan hệ thế nào, dựa vào cái gì quản người ta? Một câu đem Thịnh Chiêu Huy cho đang hỏi, Thịnh Chiêu Huy uống một hớp nói, hứa chủ nhiệm, ta cùng nàng quan hệ người biết A. Hắn hạ giọng nói, ta thật không có ít cho nàng tiền, đương nhiên ta là cam tâm tình nguyện, ta chỉ cầu nàng có thể an tâm đem hài tử nuôi dưỡng thành người. Những chuyện khác đều không cần nàng quan tâm, nhưng nàng không phải muốn trở về, nói cái gì nữ nhân không thể không có chuyện nghiệp, nàng muốn tìm về mình mất đi hết thảy. Hứa Thuần Lương nói, nàng nói như vậy cũng không sai à. Thịnh Chiêu Huy nói, nàng mục đích căn bản cũng không phải là cái này. Hứa Thuần Lương nhịn cười không được, ngươi nói là nàng hướng về phía ngươi trở về. Thịnh Chiêu Huy lắc đầu nói, không phải, nàng là hướng về phía lão bà của ta trở về. Hứa Thuần Lương hướng về sau nhích lại gần, hắn đối với mấy cái này gà bay chó chạy nhàn sự thật không có hứng thú gì. Thịnh Chiêu Huy nói, nàng hoài nghi lúc trước tai nạn xe cộ là lão bà của ta làm, cho nên nàng trở về mục đích đúng là muốn điều tra rõ chân tướng, nàng muốn trả thù. Hứa Thuần Lương trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như Lương Văn Tĩnh thật đạo diễn năm đó kia xảy ra tai nạn xe cộ, cái này cái tâm địa của phụ nữ cũng đủ hung ác. Thịnh Chiêu Huy nói, Triệu Hiểu Tuệ căn bản đấu không lại Lương Văn Tĩnh, ta không nghĩ nàng phạm sai lầm, vạn nhất nàng có cái gì sơ suất, nhi tử ta làm sao bây giờ? Hứa Thuần Lương nhìn qua Thịnh Chiêu Huy, Thịnh Chiêu Huy vẻ mặt cầu xin, hứa chủ nhiệm, ta biết mình ra sự không nên tìm ngươi, nhưng Triệu Hiểu Tuệ tính tình quá bướng bỉnh, ta biết nàng chỉ chịu nghe lời ngươi, ngươi khuyên nhủ nàng được không tốt, đây cũng là chính nàng tốt. Ngài là không hiểu rõ Lương Văn Tĩnh, nàng rất có thủ đoạn. Triệu Hiểu Tuệ căn bản sẽ không là đối thủ của nàng. Hứa Thuần Lương nói, lão Thịnh A, chính ngươi tạo nghiệt, chính ngươi không cưỡi quyết phản mà hy vọng ta. Thịnh Chiêu Huy nói, ta hiện tại biết vậy chẳng làm, ta đã cùng Lương Văn Tĩnh đưa ra ly hôn, nhưng nàng không chịu. Hứa Thuần Lương nói, nàng tự nhiên không chịu, người ta tân tân khổ khổ lập nên sự nghiệp không muốn phân cho ngươi một nửa. Thịnh Chiêu Huy nói, nữ nhân này quá độc ác. Hứa Thuần Lương nói, lúc trước Triệu Hiểu Tuệ tai nạn xe cộ thật sự là nàng làm. Thịnh Chiêu Huy đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như, không phải, hẳn không phải là, nàng không có khả năng làm loại chuyện này. Hứa Thuần Lương nói, Thành, ta có cơ hội khuyên nhủ nàng. Thịnh Chiêu Huy nói, mau chóng a, nhất định mau chóng, chờ nàng cùng Đông Châu đài truyền hình ký kết sẽ trễ. Hứa Thuần Lương ở ngay trước mặt hắn cho Triệu Hiểu Tuệ gọi điện thoại, hẹn Triệu Hiểu Tuệ uống trà chiều. Triệu Hiểu Tuệ trong điện thoại vui sướng đáp ứng. Thịnh Chiêu Huy một bên nghe mặt lộ vẻ vui mừng, chờ Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, liên tục cảm ơn. Hứa Thuần Lương nói, lão Thịnh, Địch Bình Thanh người này ngươi quen thuộc sao? Thịnh Chiêu Huy nói, quen thuộc, vẫn luôn có nghiệp vụ lui tới, hắn sinh ý làm được rất lớn, đúng, ta nghe nói hắn muốn đầu tư bệnh viện các ngươi. Hứa Thuần Lương nói, hắn nói muốn xuất ra 50 cái ức. Thịnh Chiêu Huy nói, không có vấn đề. Hắn có thực lực này, những năm này khỏe mạnh làm dưỡng lão phát đạt, hắn có bối cảnh có quan hệ. Hứa Thuần Lương trong lòng hơi động, nhìn như hững hờ mà hỏi thăm, hắn có bối cảnh gì? Thịnh Chiêu Huy nói, dân chính phương diện hắn là một đường đèn xanh, ngươi không nghe nói đi, khỏe mạnh dưỡng lão còn không phải hắn kiếm lợi nhiều nhất hạng mục, hắn cùng rất nhiều nơi dân chính hợp tác khai phát nghĩa địa công cộng, đây mới là một vốn bốn lời sinh ý. Hứa Thuần Lương nói, hắn đặt vào nhiều như vậy kiếm tiền ngành nghề không làm, vì cái gì đầu tư bệnh viện chúng ta? Thịnh Chiêu Huy nói, ta đây cũng không rõ ràng, ta nhớ được có một lần cùng hắn cho tới Trường Hưng, hắn còn nói Đường Kinh Vĩ đầu tư ánh mắt không được, loại này hạng mục đầu tư chu kỳ dài, tỷ lệ hồi báo quá thấp, mà lại phong hiểm đủ lớn, nghĩ không ra hắn hiện tại mình cũng bắt đầu tư bệnh viện. Người này nhân phẩm thế nào? Thịnh Chiêu Huy nói, làm người làm việc giọt nước không lọt, cùng người ở chung giữ khoảng cách nhất định, nói tóm lại chính là cái ngụy quân tử, bất quá hắn cao minh ở chỗ, người biết rất rõ ràng người này rất dối trá, nhưng là người chính là bắt không ở tật xấu của hắn. Thịnh Chiêu Huy đối Bình Thanh đánh giá cùng Hứa Thuần Lương nhận biết không sai biệt lắm, Hứa Thuần Lương nói, hắn hậu trường đến cùng là ai? Thịnh Chiêu Huy lắc đầu, ta đây thật không biết. Hứa Thuần Lương đi vào ngói kho thời điểm,
Triệu Hiểu Tuệ đã ở nơi đó chờ hắn, đang cùng nhi tử video, nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới, ra hiệu hắn ngồi trước, lại trò chuyện trong chốc lát mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. À, Hứa Thuần Lương nói, tới sớm như thế. Triệu Hiểu Tuệ nói, vậy phải xem là ai hẹn ta, người hẹn ta, ta nhất định phải ứng phó cẩn thận. Nàng cầm lấy ấm trà cho Hứa Thuần Lương châm trà. Hứa Thuần Lương nói, người trở về Đông Châu sự tình định. Triệu Hiểu Tuệ gật đầu nói, định, Mã Đài Trường bên kia đồng ý tiếp thu, để cho ta mau chóng đi làm nhập chức thủ tục, làm xong thủ tục tùy thời đều có thể đi làm. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe Tô Tình nói, nàng nghĩ giới thiệu ngươi đi tỉnh đài bị ngươi cự tuyệt. Triệu Hiểu Tuệ nói, tâm ta không có như vậy dã, lại nói Đông Châu đài truyền hình công việc hoàn cảnh tương đối quen thuộc, ta không cần lại tốn thời gian đi bồi dưỡng quan hệ đồng nghiệp. Hứa Thuần Lương nói, ngươi lần này trở về có phải hay không còn có nguyên nhân khác? Triệu Hiểu Tuệ ánh mắt rủ xuống đi, nàng không có nhìn Hứa Thuần Lương, nhấp một ngụm trà nói, không có, ta chính là quá nhàm chán, đơn thuần muốn tìm một ít chuyện làm. Hứa Thuần Lương nói, vừa rồi Thịnh Chiêu Huy đi tìm ta. Triệu Hiểu Tuệ ngẩng đầu lên, có chút tức giận nói ra, hắn tìm ngươi làm gì? Người này thật sự là vô sỉ, lo lắng ta về đến mang đến cho hắn phiền phức sao? Ta cùng hắn đã không có bất cứ quan hệ nào. Hứa Thuần Lương nói, hắn có lo nghĩ của hắn. Hắn cho rằng ngươi trở về mục đích là vì trả thù. Triệu Hiểu Tuệ cả giận nói, hắn liền sẽ nói hưu nói vượt, ngươi đừng phản ứng hắn. Hứa Thuần Lương lẳng lặng nhìn qua nàng, Triệu Hiểu Tuệ rõ ràng có chút hốt hoảng, trốn tránh mở Hứa Thuần Lương ánh mắt, ta thật không có ý gì khác. Hứa Thuần Lương nói, hắn nói ngươi là bởi vì năm đó tai nạn xe cộ sự tình, ta cảm thấy không có khả năng, ngươi đã tại tai nạn xe cộ sau rời đi. Liền chứng minh ngươi đã buông xuống sự kiện kia, ngươi sở dĩ trở về là bởi vì Trần Kiến Tân. Triệu Hiểu Tuệ tay vô ý thức nắm chặt chén trà, nàng xoay mặt đi, sợ Hứa Thuần Lương thấy được nàng lúc này biểu lộ. Một, Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật, ta vốn không nên can thiệp ngươi chuyện riêng, nhưng là ta luôn cảm thấy ngươi trở về cũng không sáng suốt, làm bằng hữu, ta còn là nên khuyên ngươi một câu, đi qua liền để hắn tới đi.